Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng rất nhanh liền xuyên qua tầng thứ 7, hai người vừa mới xuất hiện thì mấy đạo thân ảnh liền đi lên. Linh Nhi, các ngươi sao còn ở chỗ này? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bóng người. Thời khắc hắn ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ bọn Tiêu Linh Nhi cũng ở chỗ này, Lăng gia cùng Độc Cô gia tộc đều ở chỗ này, cũng không rời đi. Không đợi Tiêu Linh Nhi mở miệng, Tiêu Phàm liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chân trời, từng đạo bạch sắc lôi điện ngưng tụ thành từng đầu lôi long gào thét giận dữ trong thiên địa, cơ hồ răng đầy mỗi góc, khí thế hung mãnh khiếp người, dường như sắp diễn ra tận thế. Dưới mặt đất cát bay đá chạy, đất đá bắn ra bốn phía, giống như vô số lợi kiếm gào thét hư không, phát ra từng đợt tiếng xé gió bén nhọn chói tai. Lôi điện thường xuyên truyền đến bên tai đám người, khiến cho linh hồn đều có chút rung động, cảm giác áp bách to lớn kia khiến đám người không thở nổi. Tựa như ở giữa phiến thiên địa chỉ có vị trí bọn hắn mới an toàn mà thôi, một khi tiến vào bên trong lôi điện, đừng nói chiến thánh cảnh, cho dù chiến thần cảnh đoán chừng cũng không tiếp nhận được lực lượng cuồng bạo của lôi điện. Hiện tại ngươi đi trước, chúng ta coi như tiến vào tầng thứ 7 cũng vô dụng, ở chỗ này lực lượng tất cả mọi người đều bị áp chế. Tiêu Linh Nhi có chút thất vọng nói. Nàng đến nơi này là vì tìm kiếm thần lực chi tinh, nhưng bây giờ cái gì cũng không được, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ngươi yên tâm, lôi điện phóng thích như thế khẳng định cần năng lượng lớn, không có khả năng tồn tại trong khoảng thời gian dài. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm nói không sai. Lôi long chỉ tồn tại thời gian 7 ngày, sau 7 ngày liền sẽ biến mất, sau đó có 3 ngày yên tĩnh, cứ như thế lặp lại. Lúc này, Lăng Thanh Tịch đột nhiên nói ra. Tiêu Phàm hơi gật đầu ra hiệu, xem như cảm kích Lăng Thanh Tịch, bởi vì những thứ liên quan tới phía sau tầng thứ 7, cho dù Tu La truyền thừa cũng không có ghi chép cặn kẽ. Ca, cô nàng này không phải có ý với ngươi chứ? Đột nhiên, Tiêu Linh Nhi tiến đến bên tai Tiêu Phàm nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lăng Thanh Tịch là nhân vật bậc nào, tự nhiên nghe được, sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng xoay người sang chỗ khác, xem như cái gì đều không nghe được. Tiêu Phàm tức giận chừng Tiêu Linh Nhi một cái, hắn như thế nào không biết, Tiêu Linh Nhi hoàn toàn là cố ý. Tiêu Linh Nhi le lưỡi, vội vàng chạy đến một bên. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống tại chỗ để tu luyện, lôi điện mặc dù không làm gì được hắn. Nhưng hắn muốn bảo hộ bọn Tiêu Linh Nhi thì có chút gian nan. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi mấy ngày sau lôi long tự động biến mất, đến thời điểm lại thăm dò tầng thứ 7 này. Tiêu Phàm hiện tại một chút thời gian đều không buông tha, có Trọc Thiên Hồng ở đây, không có ai có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Bất quá để đề phòng, tâm thần Tiêu Phàm chia ra làm 8, linh hồn bản thể cùng 7 bộ linh hồn phân thân, hắn lưu lại một bộ linh hồn phân thân chú ý đến biến hóa 4 phía. Đám người cổ quái nhìn Tiêu Phàm, nơi này chính là nơi nguy hiểm trùng điệp, vậy mà hắn ở chỗ này còn có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì Tiêu Phàm xuất thủ cứu giúp, cái nhìn của người Lăng gia cùng Độc Cô gia đối với Tiêu Phàm sớm đã cải biến, trong mắt rất nhiều người tràn ngập ý kính nể. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau, trên người Tiêu Phàm đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo, lấy hắn làm trung tâm, hỏa diễm chi lực mãnh liệt phát ra. Xông thẳng 4 phương 8 hướng. Hỏa diễm áo nghĩa, đám người không khỏi hiện lên ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, có người càng là kinh hô ra, chẳng lẽ Tiêu Phàm lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa? Hỏa diễm đến nhanh, đi cũng nhanh, vẻn vẹn một chút thời gian liền toàn bộ thu liễm trở về. Nơi này áp chế áo nghĩa chi lực, muốn lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, cơ hồ là không có khả năng mới đúng. Lại có người mở miệng nói. Bên trong chúng thần mộ địa, địa phương có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực mặc dù có không ít, nhưng tiến vào sau tầng thứ 6, áo nghĩa chi lực đã hoàn toàn không thi triển ra, làm sao có thể lĩnh ngộ được. Rất nhiều người nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, thế nhưng không có khả năng mỗi người đều nhìn lầm, Tiêu Phàm lĩnh ngộ đúng là hỏa diễm áo nghĩa. Đây không phải hỏa diễm áo nghĩa bình thường. Trọc Thiên Hồng nhìn Tiêu Phàm một cái thật sâu, hắn liếc thấy Tiêu Phàm lĩnh ngộ hỏa diễm. Thế nhưng là Phượng Hoàng chi hỏa. Tu sĩ nơi này chưa từng thấy Phượng Hoàng chân chính, tự nhiên không nhận ra hỏa diễm này. Giờ phút này, tinh thần Tiêu Phàm chìm vào bên trong thần cung, trong tay linh hồn bản thể đang nắm một hạt châu màu đỏ thắm, chính là Niết Bàn châu đổi lấy từ Lăng Thanh Tịch.
Toàn thân Niết Bàn Châu đỏ như máu, thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, bên trong như có một đầu chân phượng bay lượn, toàn bộ thần cung đều bị nhuộm thành huyết sắc. Răng rắc một tiếng vang giòn, phía trên Niết Bàn Châu đột nhiên vỡ ra từng đạo đường vân giống như mạng nhện, lít nha lít nhít. Một đoàn huyết sắc hỏa diễm bỗng nhiên mãnh liệt cuộn trào ra, theo hỏa diễm xông ra, vết nứt trên Niết Bàn Châu càng ngày càng lớn, ngay sau đó hỏa diễm cũng toát ra càng nhiều. Hỏa diễm thoát ly Niết Bàn Châu, xuất hiện bên trong thần cung, vậy mà ngưng tụ thành một thân ảnh tiểu phượng hoàng, nó ra sức tê minh, tựa như thống khổ dãy giụa. Tiêu Phàm muốn xuất thủ để đánh vỡ vụn Niết Bàn Châu, trợ giúp hỏa diễm phượng hoàng thoát khốn, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, hắn đột nhiên nghĩ đến mấy chữ phá kén thành bướm. Hỏa diễm phượng hoàng muốn phá kén thành bướm, nếu như mượn ngoại lực, có thể sẽ làm nó bị thương. Tiêu Phàm không nghĩ bên trong Niết Bàn Châu áo nghĩa có hỏa diễm phượng hoàng, khi nó hoàn toàn phá toái có thể giúp hắn lĩnh ngộ một loại hỏa diễm áo nghĩa hoàn chỉnh. Ken két, Tiêu Phàm mặc dù không động, nhưng thần lực chi tinh hình kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu linh hồn bản thể, đột nhiên bắn ra từng đạo linh hồn kiếm khí sắc bén, trực tiếp phá vỡ Niết Bàn Châu. Hét dài một tiếng, hỏa diễm phượng hoàng thoát khỏi sự trói buộc của Niết Bàn Châu, dương cánh bay lượn, nhanh chóng hướng về nơi xa kích xạ, dường như muốn tránh thoát sự trói buộc của Tiêu Phàm. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa còn phải dựa vào hỏa diễm phượng hoàng này, làm sao có thể để nó chạy trốn được. Bên trong thần cung, Tiêu Phàm làm chủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏa diễm phượng hoàng lập tức hướng về vị trí linh hồn bản thể bay tới, nó ra sức giãy giụa, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Sau một khắc, linh hồn bản thể há miệng hút vào, hỏa diễm phượng hoàng trực tiếp bị hắn thôn phệ, ngay sau đó, quanh người hắn bốc lên hỏa diễm cuồn cuộn màu đỏ, mãnh liệt vô cùng. Gần như đồng thời, vô tận chi hỏa lăng không xuất hiện, bao phủ Tiêu Phàm, tựa như muốn luyện hóa hỏa diễm phượng hoàng kia thành một. Vô tận chi hỏa vốn là thiên hỏa, so với chân phượng hỏa diễm còn cường đại hơn, nếu như là thiên phượng vậy liền không sai biệt lắm. Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn cũng không có ngăn cản, hắn vốn nắm trong tay vô tận chi hỏa, chỉ là một mực không có chạm tới ngưỡng cửa hỏa diễm áo nghĩa, bây giờ luyện hóa chân phượng hỏa diễm, chính là thời cơ để lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa. Không sai biệt lắm một ngày sau, xích hồng sắc hỏa diễm bên ngoài thân chậm rãi biến mất, kim sắc hỏa diễm gào thét, tựa như chiến đấu thắng lợi. Quỷ dị là, quanh thân nó lại còn xuất hiện một vòng huyết sắc nhàn nhạt. A Tiêu Phàm hơi hơi kinh nghi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên vô tận chi hỏa phun trào, trong phút chốc liền biến thành một đầu hỏa diễm phượng hoàng. Lần này Tiêu Phàm thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vô tận chi hỏa vậy mà cũng có thể biến hóa hình thái. Việc này rất giống với thí thần lúc trước. Bất quá thí thần bây giờ ngược lại rất ít khi biến ảo hình thái, không nghĩ tới vô tận chi hỏa vậy mà cũng nắm giữ loại năng lực này. Xem ra ta một mực không có lĩnh ngộ vô tận chi hỏa, vô tận hai chữ này không tầm thường, là ta quá khinh thường vô tận chi hỏa, có thể xem như tu la điện truyền thừa, lại làm sao có thể đơn giản. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn hiện tại mới chính thức cảm thấy vô tận chi hỏa bất phàm. Nhìn thấy vô tận chi hỏa hóa thành phượng hoàng tại hư không không ngừng bay lượn, trong lòng Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới chậm rãi thu liễm vô tận chi hỏa, áo nghĩa chi lực cố nhiên có thể tại bên trong thần cung thi triển, nhưng ở ngoại giới hiện tại vẫn đang bị áp chế. Cũng ngay tại một khắc thu liễm vô tận chi hỏa, linh hồn bản thể của Tiêu Phàm công phá Niết Bàn Châu đột nhiên chậm rãi tiêu tán, hóa thành từng đạo huyết sắc quang mang hướng về vô tận chi hỏa hội tụ lại. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, Niết Bàn Châu này ẩn chứa năng lượng thật đúng là không phải bình thường. Lúc này, Niết Bàn Châu hoàn toàn biến mất, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, bên trong vô tận chi hỏa tràn ngập một luồng sức mạnh kỳ lạ, hắn hiện tại cũng không điều động được cỗ lực lượng kia. Kia hẳn là áo nghĩa chi lực còn thừa, cần chậm rãi mới có thể luyện hóa. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói: vừa mới luyện hóa Niết Bàn Châu liền lĩnh ngộ ba thành hỏa diễm áo nghĩa, đã không tồi rồi. Ba thành hỏa diễm chi lực, đây chính là tương đương với tam biến chiến thần. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm đã lĩnh ngộ bốn loại áo nghĩa, tu la áo nghĩa, sinh mệnh áo nghĩa, tử vong áo nghĩa cùng hỏa diễm áo nghĩa, hơn nữa hỏa diễm này không phải hỏa diễm bình thường, mà là phượng hoàng chi hỏa cường đại.
Tiêu Phàm cũng không biết, sau khi hỏa diễm áo nghĩa cùng vô tận chi hỏa dung hợp có thể đạt đến cấp độ gì. Công tử, mau tỉnh lại. Đột nhiên, thanh âm Trọc Thiên Hồng vang lên bên tai Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thu liếm tâm tình, tâm thần trong nháy mắt rời khỏi thần cung, bỗng nhiên mở hai mắt ra, cười nói, lôi điện biến mất rồi. Không có. Trọc Thiên Hồng lắc đầu. Tiêu Phàm cau mày, nếu lôi điện chi lực không biến mất, vậy ngươi gọi ta làm gì? Bất quá Tiêu Phàm đã hoàn toàn luyện hóa Niết Bàn Châu, tâm tình không tệ, cũng không có ý trách cứ. Công tử, ngươi nhìn cái kia. Trọc Thiên Hồng nhìn ra Tiêu Phàm khó chịu trong lòng, chỉ nơi xa nói. Tiêu Phàm theo phương hướng Trọc Thiên Hồng chỉ nhìn lại, lại là nhìn thấy bên trong lôi điện kia có lờ mờ hai đạo thân ảnh giao phong, hơn nữa kịch liệt dị thường. Quỷ dị là lôi điện chi lực kia đối với hai người tựa như căn bản không có chút ảnh hưởng gì. Tu sĩ bốn phía sớm đã nhìn ngây ngốc, lôi điện cuồng bạo rất có tính hủy diệt, vậy mà đối với hai người bọn hắn lại vô dụng. Cũng từ khía cạnh này chứng minh hai người này cường đại. Chỉ là cách rất xa, Tiêu Phàm tạm thời thấy không rõ hai đạo thân ảnh kia là ai, nhưng dựa vào hình dáng đơn giản, Tiêu Phàm luôn cảm giác hắn biết hai người này. Thật mạnh, chẳng lẽ bọn họ là thổ dân của thần linh cấm khu? Bằng không làm sao có thể không sợ lôi điện chi lực? Vậy cũng chưa chắc, chiến hồn đại lục chí ít thì có một người không sợ lôi điện. Ai, chiến hoàng thiên, đám người ngươi một lời ta một câu, rung động thực lực cường đại hai người nơi xa kia. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong đầu hắn cũng hiện ra một đạo thân ảnh, một người trong đó thật là có mấy phần giống chiến hoàng thiên. Công tử, người có cảm thấy hay không, một người trong đó có chút mập mạp. Lúc này, Trọc Thiên Hồng đột nhiên nhíu mày nói. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn tự nhiên biết Trọc Thiên Hồng nói ai, người kia chính là bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu. Nhìn kỹ thật là có chút tương tự, chẳng lẽ Nam Cung Tiêu Tiêu đánh nhau cùng chiến hoàng thiên? Các ngươi chờ ta ở đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm để lại một câu nói, bỗng nhiên hướng về bên trong phía sấm sét bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, hắn trực tiếp dùng Tu La kiếm mở đường. Phàm là lôi long ngăn cản đều hắn trực tiếp bị hắn xé nát. Tiêu Phàm hắn cũng không sợ lôi điện này. Tu sĩ của Lăng gia cùng Độc Cô gia tộc thấy cảnh này, tất cả đều mắt trợn tròn, bọn hắn lúc này mới phát hiện, bản thân đám người vẫn quá khinh thường thực lực của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không quản ý nghĩ của bọn hắn, hắn hiện tại chỉ muốn xác nhận, đến cùng có phải bàn tử cùng chiến hoàng thiên đánh nhau hay không, nếu như là vậy, Tiêu Phàm hiểu phải đứng ở bên Nam Cung Tiêu Tiêu. Một thời gian sau khi Tiêu Phàm tiến vào bên trong lôi điện hải, bốn phía lôi long đột nhiên chậm rãi tiêu tán, lại qua hai hơi thời gian, không gian tầng thứ bảy khôi phục bình tĩnh. Hiển nhiên là thời gian 7 ngày đã đến, lôi long tầng thứ bảy sẽ tự động biến mất, sau đó 3 ngày sau mới có thể tái hiện. Lão nhị, không có lôi long ngăn cản ánh mắt, Tiêu Phàm nhìn một cái liền nhận ra một người trong đó, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu. Mà người kia đối diện Nam Cung Tiêu Tiêu dĩ nhiên chính là Chiến Hoàng Thiên. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được khí tức bá đạo trên người Chiến Hoàng Thiên, so với lần trước nhìn thấy đã cường đại hơn nhiều, đoán chừng hiện tại đã đột phá đến chiến thần cảnh. Chỉ là bên trong áp chế áo nghĩa chi lực, Chiến Hoàng Thiên mới không thi triển được toàn lực mà thôi. Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, đang lúc hắn chuẩn bị bão nổi, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, phóng tầm mắt nhìn tới. Ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt rơi vào trên người một nam tử áo bào trắng cùng một thanh bào nam tử, chính là Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất. Đối diện hai người, Tiêu Phàm cũng nhận biết được, chính là huynh muội Chiến Hoàng Thiên kết bái, Dạ Cô U cùng Phong Thiên Khê. Lão Tam, ngươi không nên nhúng tay, ta nhất định phải giết chết hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm tới gần, ánh mắt bàn tử băng lãnh, chiến thiên kích quét sạch tứ phương. Đối diện Chiến Hoàng Thiên không dám cùng bàn tử ngạnh bính, lách mình hướng về nơi xa bay đi, nói tới sức mạnh, Chiến Hoàng Thiên còn không phải đối thủ của Nam Cung Tiêu Tiêu. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm kêu bàn tử là lão nhị, không khỏi cau mày một cái, tựa như không muốn cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giao phong. Có gan đừng chạy, Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị đi lên, bất quá Tiêu Phàm lại ngăn cản hắn. Lão nhị, xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm dắt lấy Nam Cung Tiêu Tiêu chiến thiên kích, mặt âm trầm nói. Lúc này, nơi xa Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong mấy người chiến đấu bỗng nhiên ngưng một cái,
nhanh chóng hướng về bên này, quan tiểu thất càng là phẫn nộ nói, tam ca, bọn hắn muốn cướp chiến thiên kích của nhị ca. A, Tiêu Phàm chậm rãi buông ra chiến thiên kích, sắc mặt băng lãnh nhìn xem chiến hoàng thiên nói, chiến hoàng thiên, đây chính là thành ý của ngươi. Bây giờ lại đến cướp đồ vật của huynh đệ ta. Đại ca ta để ngươi hỗ trợ ngươi lại không đáp ứng, chiến thiên kích này vốn chính là đồ vật chiến tộc, đại ca ta thân làm chiến tộc truyền thừa, tự nhiên tất cả thuộc về đại ta. Chiến hoàng thiên còn không có nói chuyện, Phong Thiên Khê liền một mặt kiêu ngạo nói. Tựa như trong mắt Phong Thiên Khê, chiến hoàng thiên chính là vô địch, cướp đoạt chiến thiên kích của Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là chuyện đương nhiên. Chiến tộc truyền thừa, danh tiếng thật đúng là lớn, Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường. Lạnh lùng nói, huynh đệ của ta, không thể lừa gạt. Chiến tộc truyền thừa cũng không được. Chiến hoàng thiên liền xem như được chiến tộc truyền thừa, chiến tộc cũng đã từng phản bội chiến hồn đại lục, có tư cách gì đoạt chiến thiên kích. Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ vô cùng. Hắn bây giờ có thể không phải là một thiếu niên ngây thơ, được hai phần truyền thừa, hắn đã biết rõ rất nhiều tin tức. Không nói chiến hoàng thiên đoạt hay không đoạt chiến thiên kích. Chính là chiến tộc phía sau chiến hoàng thiên liền làm Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ vô cùng, hận không thể lập tức xông lên tiêu diệt chiến hoàng thiên. Nghe được hai chữ phản bội, ánh mắt chiến hoàng thiên lấp lóe không yên, tựa như hai chữ này đâm hắn đau nhức. Hắn hiển nhiên cũng biết rõ một chút bí mật, dù là hắn xác thực ý nghĩ thoát ly khỏi gia tộc, cũng không thay đổi được xuất thân của hắn. Chiến hoàng thiên nhìn Tiêu Phàm một cái thật sâu, sau đó nói ra, Tiêu Phàm, ta không biết hắn là huynh đệ của ngươi, đó là hiểu lầm. Hiểu lầm, không phải huynh đệ của ta ngươi liền có thể giết lung tung. Nguyên bản ta còn tin tưởng chiến hoàng thiên ngươi ngông nghênh phi phàm, hiện tại ngươi với chiến thần điện có gì khác gì nhau. Còn ngươi Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến hoàng, hàn quang bắn ra bốn phía. Cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, chiến hoàng thiên cau mày một cái, không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là đạm mạc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến hoàng thiên, hai người không động, nhưng hai cỗ khí thế lại là đụng đụng vào cùng một chỗ. Cũng khó trách Tiêu Phàm phẫn nộ như thế, chiến hoàng thiên thực không biết thân phận của Nam Cung Tiêu Tiêu sao. Coi như không biết Nam Cung Tiêu Tiêu, vậy còn không biết thân phận của Lăng Phong cùng quan tiểu thất sao. Hiển nhiên là không có khả năng, hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là kiêng kỵ Tiêu Phàm, muốn phủi sạch quan hệ mà thôi. Năm đó Tiêu Phàm đại náo Thiên Thần Phong, chiến hoàng thiên liền toàn diện điều tra qua tin tức Tiêu Phàm, tự nhiên bao gồm những người thân cận của Tiêu Phàm, làm sao có thể không quen biết Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Lui một vạn bước, coi như chiến hoàng thiên không biết, cũng không nên cướp đoạt đồ vật của người khác, đồ vật ngươi muốn, cũng phải biểu hiện ra thành ý nhất định, trắng trợn cướp đoạt tính là cái gì đây? Tiêu Phàm, ngươi muốn như thế nào? Hồi lâu, vẫn là chiến hoàng thiên mở miệng trước tiên. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn quả thật có thể chiến thắng Tiêu Phàm, thậm chí Tiêu Phàm còn bị hắn đùa giỡn ở trên tay. Chỉ qua chút năm tháng trưởng thành, Tiêu Phàm đã sớm không phải Tiêu Phàm trước kia, chính chiến hoàng thiên hắn cũng tiến bộ rất lớn, Tiêu Phàm tiến bộ làm sao không lớn bằng. Ta muốn như thế nào? Ta cần một cái công đạo. Khuôn mặt Tiêu Phàm rất lạnh, nếu như không phải chiến hoàng thiên ban đầu ở Thiên Thần Phong đã giúp hắn. Tiêu Phàm không chỉ là cùng hắn khí thế giao phong đơn giản như vậy. Ngươi tính là thứ gì, dám theo đại ca nói chuyện như thế, chúng ta không có giết bọn hắn, ngươi chớ có hung hăng càn quấy. Phong Thiên Khê kiêu hãnh nói, hoàn toàn không đem đám Tiêu Phàm đặt ở trong lòng. Những năm này đến nay, ba người bọn hắn một mực chiếm cứ lấy vị trí thập đại yêu nghiệt, người bình thường bọn hắn thật đúng là không để ở trong mắt, cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể làm cho bọn hắn coi trọng mà thôi. Nghe nói như thế, Dạ Cô U cùng Chiến Hoàng Thiên đều cau mày một cái, hai người cũng không nguyện ý làm mất lòng Tiêu Phàm, bất quá lời đã nói ra miệng, bọn hắn cũng không có bất kỳ e ngại gì. Hung hăng càn quấy, Tiêu Phàm cười, cười rất lạnh, sát khí đáng sợ trên người bộc phát ra, xông thẳng phía ba người Chiến Hoàng Thiên, đoạt đồ vật của chúng ta, còn nói chúng ta hung hăng càn quấy. Thực sự là thiên đại tiếu thoại, thực coi là chúng ta sợ ngươi hay sao? Phong Thiên Khê đầu tiên là bị Tiêu Phàm khí thế chấn nhiếp, bất quá khôi phục bình tĩnh rất nhanh, cười lạnh một tiếng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người nói nữ nhân ngực to mà không có não, đáng tiếc, nữ nhân ngươi lại là không còn gì khác. Lăng Phong hiển nhiên cũng động chân nộ, khuôn mặt băng lãnh,
lạnh giọng nói, lão Tam, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, bọn họ đều là chiến thần điện, giết. Ai giết ai còn chưa biết đâu. Chiến Hoàng Thiên mị mị hai mắt. Hắn thân làm thập đại yêu nghiệt đệ nhất, còn chưa bao giờ bị người coi thường như thế, nghe thấy Lăng Phong nói, hắn cũng tiến đến. Vừa vặn, lần trước nghe nói là ngươi nhường cho ta, hiện tại ngươi cũng đừng nhường cho ta thật muốn giết ngươi. Tiêu Phàm cũng cười, chỉ là nụ cười này nhìn qua rất lạnh. Dứt lời, Tiêu Phàm mở bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, từng bước một hướng về Chiến Hoàng Thiên, sát khí lộ ra. Cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Phàm, Chiến Hoàng Thiên cau mày một cái, chẳng biết tại sao, hiện tại Tiêu Phàm cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, dù là thực lực hiện tại của Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên bọn hắn muốn đánh nhau. Lúc trước Chiến Hoàng Thiên mặc dù thua Tiêu Phàm, nhưng ta nghe nói Chiến Hoàng Thiên là cố ý thua, không biết lần này hai người ai thắng ai thua. Tiêu Phàm hẳn là sẽ thắng, tu sĩ cùng giai trong mắt hắn như là sâu kiến, trước đó các ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Vậy cũng chưa chắc, thực lực Chiến Hoàng Thiên cũng không có ai thực sự thấy qua. Đám người vừa mới chạy tới thấy thế, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, rất nhiều người đã âm thầm suy đoán. Nghĩ xem hai người đến cùng ai sẽ thắng ai. Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Lăng Thanh Tịch cũng hơi ngoài ý muốn, bất quá mấy người rất nhanh liền thoải mái, bởi vì rất nhiều người đều biết rõ, Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên vốn là có cửu hận. Giết ta, có lẽ là ta cũng không nhất định giết ngươi. Chiến Hoàng Thiên cũng không giữ được bình tĩnh, cầm trong tay một chuôi trường kiếm lóng lánh hướng về phía Tiêu Phàm, lôi điện chi lực quanh thân cuồn cuộn. Thập Đại Thần Binh Hoàng Thiên Thần Kiếm. A Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, thậm chí có một tia khinh thường. Lão Tam, hắn giao cho ta, hắn muốn chiến thiên kích, để xem hắn có tư cách này hay không. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Được, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cuối cùng gật đầu, vừa rồi bàn tử chiến cùng Chiến Hoàng Thiên không rơi vào thế hạ phong, bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu xưa đâu bằng nay. Chiến Hoàng Thiên chưa chắc có thể làm gì được hắn. Lăn tới nhận lấy cái chết, Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xông thẳng về Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên cũng không dám khinh thường Nam Cung Tiêu Tiêu, trên người bộc phát ra lực lượng đáng sợ, tốc độ hai người rất nhanh, chớp mắt liền biến mất ở phụ cận, xuất hiện ở phía trên không trung. Người nọ là ai, cũng dám cùng Chiến Hoàng Thiên giao thủ. Đám người kinh ngạc. Chiến Hoàng Thiên là ai, đây chính là ép tới cùng đệ nhất thập đại yêu nghiệt A. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, trừ Tiêu Phàm, còn có ai là đối thủ của Chiến Hoàng Thiên. Có ít người nhìn thấy không phải Tiêu Phàm xuất thủ, trên mặt hơi lộ ra vẻ thất vọng, lúc này lại có người nói ra, các ngươi đừng quên, bọn hắn trước đó ngay tại đây chiến đấu, ai cũng không làm gì được ai, bàn tử kia chưa hẳn không phải là đối thủ của Chiến Hoàng Thiên. Nghe nói như thế. Rất nhiều người lại lộ ra vẻ chờ mong. Công tử, Chiến Hoàng Thiên kia. Lúc này, Chọc Thiên Hồng đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, không có việc gì. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm không trung, hắn tự nhiên biết rõ Chọc Thiên Hồng đang lo lắng cái gì. Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu chi nhân, bàn tử ứng phó hắn, có thể sẽ gặp lôi điện công kích. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, chỉ cần Chiến Hoàng Thiên không có dẫn ra mệnh cách chi lực. Liền sẽ không dẫn động lôi điện công kích, hơn nữa đây là sự tình nội bộ của chiến tộc, bàn tử có thể chiến thắng Chiến Hoàng Thiên, đó là không còn gì tốt hơn. Lúc này, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, lạnh như băng nhìn Dạ Cô U cùng Phong Thiên Khê. Tiêu Phàm, có bản sự tới đây đánh một trận, ta muốn xem, Tu La Điện chủ mạnh bao nhiêu. Phong Thiên Khê thập phần khó chịu nhìn Tiêu Phàm, kiêu ngạo nói. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng đánh với Tam Ca một trận. Quan Tiểu Thất lắc lắc đầu nói. Phong Thiên Khê không có để ý tới Quan Tiểu Thất, nàng chỉ muốn chế nhạo Tiêu Phàm, nàng thua không có gì, nếu như có thể thắng, vậy coi như có thể hung hăng làm nhục Tiêu Phàm. Làm sao, đường đường Tu La Điện chủ còn không dám sao? Phong Thiên Khê khích tướng nói. Ngươi, quá yếu, Tiêu Phàm đứng chắp tay, lắc đầu, trong mắt tràn ngập hờ hững, một chút dục vọng chiến đấu đều không có. Hừ. Phong Thiên Khê hừ lạnh, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh tới, nàng đường đường là một trong những thập đại yêu nghiệt, vậy mà chỉ lấy được ba chữ đánh giá của Tiêu Phàm,
việc này khiến nàng như thế nào tiếp nhận được. Tự rước lấy nhục. Nơi xa, Lăng Thanh Tịch nhìn thấy Phong Thiên Khê chủ động ra tay với Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Nàng biết thực lực của Tiêu Phàm, nàng không có quá nhiều sức phản kháng, Phong Thiên Khê lại có thể mạnh hơn sao? Tam muội, Dạ Cô U muốn ngăn cản, nhưng mà đã không tới kịp. Phong Thiên Khê nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn đứng ở đó không cử động, trong mắt không khỏi lộ ra một tia lạnh nhạt, trường kiếm trong tay lăng không chém một cái. Nhưng mà, trường kiếm trong tay còn chưa chém ra, một đạo mị ảnh trong mắt Phong Thiên Khê lóe lên, ngay sau đó, một đạo cương phong to lớn gào thét đến trước mặt, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm không lớn, lại tựa như một tiếng sét, vang vọng không gian. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ không thể tin. Oanh một tiếng vang thật lớn, thân thể Phong Thiên Khê bay ngược ra, đập ầm ầm lên mặt đất, bốn phía đất đá tung tóe, bụi bặm nổi lên. Đám người một mảnh tĩnh mịch, tất cả đều kinh hãi nhìn chằm chằm bên trong bụi bặm. Phong Thiên Khê bị một kích đánh bay. Hồi lâu, đột nhiên có người kinh hô, những người khác cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Phong Thiên Khê là thập đại yêu nghiệt. Lại bị người ta một kích chấn bay, hơn nữa một chút sức phản kháng đều không có. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin. Thời khắc bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn đứng tại chỗ chắp tay như cũ, đạm mạc nhìn đám bụi bặm. Chẳng lẽ vừa rồi xuất thủ không phải Tiêu Phàm? Có người kinh ngạc nói, tốc độ kia thực sự quá nhanh, đám người tự xem đến không chân thực. Ta muốn giết ngươi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong bụi bặm truyền đến, ngay sau đó, một vệt sáng bắn ra, hư không xuất hiện một đạo hư ảnh lớn mấy chục trượng, một cước hung hăng hướng về Tiêu Phàm đạp xuống. Một cước này nếu dẫm lên, đoán chừng Tiêu Phàm không chết cũng tàn phế. Cùng một chiêu thức, người cảm thấy còn hữu dụng không? Trong mắt Tiêu Phàm đều là vẻ khinh thường, đưa tay vung ra một kiếm này mặc dù không có ẩn chứa bất kỳ huyền ảo chi lực gì. Nhưng lại vô cùng sắc bén, dường như muốn xé mở hư không. Hư ảnh to lớn kia ở nơi này chém ra một kiếm, trực tiếp bị xé toạc ra, nhưng mà tốc độ kiếm khí lại không mảy may giảm, xông thẳng đến Phong Thiên Khê. Lúc trước Tiêu Phàm chém giết đạo hư ảnh này dễ như trở bàn tay, lại càng không cần phải nói thực lực hiện tại của hắn. Phong Thiên Khê năm lần bảy lượt khiêu khích Tiêu Phàm, không nhìn bản thân mình, Tiêu Phàm hoàn toàn không có bất kỳ lưu tình gì. Hắn không chủ động giết người đã là vinh hạnh của Phong Thiên Khê rồi. Phong Thiên Khê dám chủ động giết hắn, Tiêu Phàm nào sẽ bỏ qua. Một kiếm chém xuống, coi như giết không giết chết Phong Thiên Khê thì nàng cũng bị trọng thương. Nhìn thấy kiếm khí Tiêu Phàm gào thét tới, Phong Thiên Khê trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thực lực của Tiêu Phàm mạnh như vậy. Đến hiện tại nàng mới phát hiện. Mình quả thật là quá khinh thường thực lực của Tiêu Phàm, nàng bây giờ mới nghĩa đến câu nói kia của Tiêu Phàm, mới biết Tiêu Phàm chỉ đang nói sự thật mà thôi, cũng không phải là châm chọc nàng, bởi vì so với Tiêu Phàm mà nói, nàng thực rất yếu. Đáng tiếc, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Phốc, đang lúc Phong Thiên Khê tuyệt vọng, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong mắt nàng lóe lên, che chắn trước người nàng, một đạo huyết kiếm bắn ra, đem hư không đều nhuộm thành huyết sắc. Phong Thiên Khê trợn to hai mắt, một tay bụng mặt, kinh hãi nhìn đạo thân ảnh kia, hai mắt đỏ bừng. Nhị ca, Phong Thiên Khê dùng hết toàn lực gào lên, nhanh chóng xông lên ôm lấy đạo thân ảnh kia, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Kịp thời xuất thủ cứu Phong Thiên Khê không phải ai khác mà chính là Dạ Cô U, tại thời điểm mấu chốt, hắn dùng bản thân mình che chắn trước người Phong Thiên Khê. Phong Thiên Khê nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tại thời điểm then chốt cứu mình là Dạ Cô U, mà không phải Chiến Hoàng Thiên. Một vài hình ảnh liên quan tới Dạ Cô U lóe lên trong đầu Phong Thiên Khê, nàng không ngừng nức nở, ôm thật chặt thanh niên mặc áo đen trong ngực. Nhị ca, ngươi làm sao ngốc như vậy? Phong Thiên Khê rút tiếng nói, nước mắt nhỏ xuống trên người Dạ Cô U. Sắc mặt Dạ Cô U trắng bệch, một kiếm vừa rồi, mặc dù không muốn mạng hắn, nhưng lại làm hắn trọng thương. Trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, lập tức đau thương cười nói, ngươi là muội muội ta. Tiêu Phàm cau mày nhìn Dạ Cô U một cái, không có nói thêm cái gì, chậm rãi thu hồi kiếm trong tay. Hắn biết rõ, Dạ Cô U có thực lực ngăn trở một kiếm này cho bản thân,
nhưng hắn không làm, mà là dùng thân thể bảo vệ Phong Thiên Khê. Cũng không phải Dạ Cô U muốn tranh thủ nhận được sự đồng tình của Phong Thiên Khê, mà là Dạ Cô U biết rõ, nếu như hắn dùng công kích ngăn Tiêu Phàm lại, Tiêu Phàm khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không thể không nói, Dạ Cô U cược đúng, Tiêu Phàm làm người rất rõ ràng, chỉ cần đánh mất chiến lực của bản thân, Tiêu Phàm mới có thể thu hồi sát tâm. Tiêu điện chủ, xám muội có chỗ đắc tội, xin dơ cao đánh khẽ. Dạ Cô U đột nhiên tránh thoát Phong Thiên Khê, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không nói, nhìn Dạ Cô U thật sâu một cái, sau đó nhìn về phía Phong Thiên Khê, hừ lạnh một tiếng nói, người có một huynh trưởng rất gạch dưới tốt. Gạch dưới Phong Thiên Khê phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm không những đánh nàng, mà còn làm Dạ Cô U tổn thương, cừu hận này trong thời gian ngắn không có khả năng buông xuống. Dạ Cô U sợ Phong Thiên Khê lại đắc tội Tiêu Phàm, hắn lập tức vội vàng kéo Phong Thiên Khê, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, đa tạ Tiêu điện chủ thủ hạ lưu tình. Tiêu Phàm với Chiến Hoàng Thiên cũng dám động sát tâm, làm sao có thể không dám giết bọn họ đây? Nhị ca, chúng ta... Phong Thiên Khê vẫn có chút không cam lòng. Phong Thiên Khê lắc đầu, truyền âm nói, coi như ngươi và ta hợp lực, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nếu như chúng ta động thủ, liệu có còn sống được không? Trước đó chẳng lẽ ngươi còn chưa thấy được thực lực của bọn hắn sao? Ta, thần sắc Phong Thiên Khê khó xử vô cùng, trước đó nàng cùng Quan Tiểu Thất giao thủ, căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Tam muội, về sau tận lực không được đắc tội Tiêu Phàm. Chúng ta không đắc tội nổi hắn. Dạ Cô U hít sâu một cái nói. Nói đến đây, Dạ Cô U lại thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn đối với tính cách của Tu La Điện Chủ biết rõ, vô tình lạnh lùng hơn người, lại còn cô đơn chiếc bóng. Nhưng Tiêu Phàm cùng lịch đại Tu La Điện Chủ không giống nhau, hắn không phải vô tình như thế, nhưng giết người so với lịch đại Tu La Điện Chủ càng thêm hung ác. Hắn có huynh đệ, vì huynh đệ, hắn ngay cả mạng đều có thể không cần. Dạ Cô U biết, người như vậy mới là kinh khủng nhất. Phong Thiên Khê cái hiểu cái không, nhưng biết rõ Tiêu Phàm không thể đắc tội, nàng mới vừa cảm giác mình ở kề cận cái chết, hiện tại bình an vô sự, để cho nàng có loại cảm giác sau khi chết được hồi sinh. Nơi xa Lăng Thanh Tịch nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái, nàng vừa rồi được chứng kiến một mặt hung lệ tàn nhẫn của Tiêu Phàm thật không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà buông tha Phong Thiên Khê. Tiêu Phàm, người rốt cuộc là dạng người gì đây? Vô tình, hay là hữu tình, trong lòng Lăng Thanh Tịch trầm ngâm nói. Oanh, tiếng vang kịch liệt cắt ngang suy nghĩ của nàng, cũng kéo về tinh thần của đám người, tất cả mọi người nhao nhao hướng về không trung, lại là nhìn thấy một vệt sáng nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống, tóe lên vô số bụi bặm. Phía trên không trung, một tên bàn tử áo bào trắng, máu me khắp người, cầm chiến thiên kích trong tay lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, ngưng tiếng nói, Chiến Hoàng Thiên, ngươi bại. Bại, ta sẽ không bại, tiếng phẫn nộ gầm gừ từ trong bụi bặm truyền ra, chỉ thấy y phục rách nát, Chiến Hoàng Thiên chật vật không chịu nổi chậm rãi từ trong phế tích đi ra, áo bào trắng nhuốm máu, một màu đỏ tươi. Chiến Hoàng Thiên bại, đám người hít một hơi lạnh, không khỏi nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Ai cũng không nghĩ tới Chiến Hoàng Thiên vậy mà thực sự bại. Coi như lần trước cùng Tiêu Phàm giao thủ cũng là Chiến Hoàng Thiên cố ý bại a. Người này là ai, như thế nào lại cường đại đến thế? Rất nhiều người bắt đầu ngờ vực thân phận của Nam Cung Tiêu Tiêu, đáng tiếc, trừ người của Nam Vực, đoán chừng cũng không mấy ai có thể biết hắn. Nhị ca thắng, Quan Tiểu Thất kinh hỉ vô cùng. Ta biết nhị bàn sẽ thắng. Lăng Phong tán dương Nam Cung Tiêu Tiêu một tiếng, bình thường hắn đối bàn tử chỉ có khinh bỉ cùng đả kích. Tiêu Phàm lại là trầm mặc không nói, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, chậm chạp nói, trận chiến vừa mới bắt đầu, lão nhị có lẽ liền không có khả năng thắng. Cái gì? Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, không biết vì sao. Giết, cũng đúng lúc này, Chiến Hoàng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hiện lên một đạo ánh sáng màu tím, giống như một vòng thái dương, hướng về không trung gào thét. Công tử không tốt, là thiên hữu mệnh quang. Thiên hữu mệnh quang, Trọc Thiên Hồng kêu to, Tiêu Phàm lại làm sao không biết, thân hình hắn lóe lên, Tu La Thần Dực xuất hiện, cực tốc hướng về phía Chiến Hoàng Thiên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhị ca, đại ca hắn, Phong Thiên Khê nhìn thấy Tiêu Phàm thẳng hướng Chiến Hoàng Thiên, lách mình chuẩn bị xông đi lên.
Yên tâm, đại ca không có việc gì. Giả Cô U liền vội vàng kéo Phong Thiên Khê, tựa như hắn biết rõ nội tình của Chiến Hoàng Thiên. Lúc này Phong Thiên Khê xông lên, ngược lại có khả năng lần thứ hai làm Tiêu Phàm tức giận. Phía trên không trung, Nam Cung Tiêu Tiêu đứng lơ lửng trên không, nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên đánh tới, hắn trên người đan xen bạch sắc lôi điện, biến đổi dị thường bắt đầu cuồng bạo. Chiến Thiên Kích trong tay càng rung động không thôi, tựa như rất khát vọng máu tươi của Chiến Hoàng Thiên. Hoàng Ngạo Thiên Hạ, phía dưới một tiếng hét lớn từ từ truyền đến, lại là Chiến Hoàng Thiên cầm Hoàng Thiên Thần Kiếm trong tay nghịch thiên mà lên, kim sắc lôi điện xé nát hư không, lôi hải hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, thanh thế cuồn cuộn, hung mãnh vô cùng. Đến, con người Nam Cung Tiêu Tiêu băng lãnh, chẳng những không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại chiến ý hừng hực vô cùng. Thậm chí, chiến tộc huyết mạch thể nội của hắn cũng bắt đầu sôi trào lên, cả người giống như lôi thần hàng thế. Oanh, hai người chiến kỹ cường đại đâm vào cùng một chỗ, hư không dường như bị hai người xé rách, từng đạo lôi điện mãnh liệt bao phủ phạm vi xung quanh mấy trăm trượng, tất cả đều bị năng lượng cuồng bạo của lôi điện bao phủ. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy từng đầu lôi long cuồn cuộn, khí tức hủy diệt quét sạch tứ phương, không kém chút nào so với lôi long chi uy trước đó. Chiến kỹ lôi điện thật đáng sợ, không thi triển áo nghĩa chi lực vậy mà cũng đáng sợ như thế. Trong lòng đám người bỗng nhiên rung rung, cảm giác da đầu đều hơi tê tê. Uy lực thế này quá là đáng sợ, rõ ràng thi triển chỉ là thực lực ở chiến thánh cảnh, vậy mà lực lượng hủy diệt lại có thể so với cường giả chiến thần cảnh, dù là tam biến chiến thần cũng không hơn cái này. Rất nhiều người nuốt nước miếng, bị một màn trước mắt trấn trụ. Tiêu Phàm tại bên ngoài lôi điện phong bạo ngừng thân hình, thần sắc ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về chân trời, khiến hắn rất ngạc nhiên là tử sắc lôi điện cũng không đánh xuống. Chẳng lẽ Nam Cung Tiêu Tiêu bại? Tiêu Phàm chỗ sâu đáy mắt lóe qua một vòng sát ý, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu có cái gì không hay xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Chiến Hoàng Thiên. Dù là đắc tội cái gọi là Thượng Thiên, hắn cũng sẽ không tiếc. Thật lâu, đám lôi điện kia biến mất. Lần nữa bại lộ tất cả không trung, lông mày Tiêu Phàm chậm rãi giãn ra, trong tầm mắt hắn nhìn lấy hai đạo thân ảnh, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên. Giờ phút này hai người một kích một kiếm rằng co cùng một chỗ, ai cũng không làm gì được ai. Không, nói cho đúng, là Nam Cung Tiêu Tiêu còn chiếm lấy thế thượng phong, Chiến Hoàng Thiên bị hắn đè lên chậm rãi chìm xuống, lồng ánh sáng màu tím trên người hắn vẫn trong suốt như cũ. Thiên hữu chi nhân, ngươi muốn để cho tạo anh mở thiên hữu mệnh quang, sau đó trên trời giáng xuống lôi kiếp sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Sắc mặt Chiến Hoàng Thiên âm trầm, vô cùng đáng sợ, hắn hiển nhiên quá khinh thường Nam Cung Tiêu Tiêu, đối phương đã sớm nhìn ra thủ đoạn kia. Tiêu Phàm nghe vậy, lại hiểu ý cười một tiếng, buông lỏng một hơi, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân vẫn quá khinh thường huynh đệ mình. Nam Cung Tiêu Tiêu dù sao cũng là người được chiến tộc truyền thừa cùng Cửu Dương Thần Lô truyền thừa, thế nào không biết thiên hữu mệnh quang đáng sợ đây. Thiên hữu mệnh quang phòng ngự đương nhiên cường đại, vốn lấy lực công kích Nam Cung Tiêu Tiêu, hiển nhiên là có thể phá vỡ, nhưng hắn không có. Đừng làm cái vẻ mặt đó, không phải ta muốn đả kích ngươi, coi như đem chiến thiên kích cho ngươi, ngươi cũng không cần nó, mạch này của các ngươi sớm đã bị chiến thiên kích phỉ nhổ. Nam Cung Tiêu Tiêu mặt coi thường nhìn Chiến Hoàng Thiên. Dám khinh thường Chiến Hoàng Thiên. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc cổ quái. Bọn hắn nhìn đến, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Chiến Hoàng Thiên cường đại sớm đã xâm nhập lòng người, mà bây giờ lại bị người khác khinh thường. Mọi người làm sao không kinh ngạc cho được. Trong mắt Chiến Hoàng Thiên tràn ngập không cam lòng, càng là tràn ngập máu tươi, gân xanh trên trán ngọ nguậy. Có thể thấy hắn giờ phút này thực sự phẫn nộ. Đánh! Đánh không lại Nam Cung Tiêu Tiêu, tính toán, cũng tính toán không được Nam Cung Tiêu Tiêu. Chẳng biết tại sao, trong lòng Chiến Hoàng Thiên có một loại cảm giác mất mát mãnh liệt, bản thân thật chẳng lẽ không chịu được như thế. Không, ta là thập đại yêu nghiệt, đệ nhất một đời, làm sao có thể bại ở nơi này. Trong lòng Chiến Hoàng Thiên gào thét, đáng tiếc hắn đã dùng hết các thủ đoạn của chiến thánh cảnh, mà thủ đoạn của chiến thần cảnh lại dùng không ra, điều này khiến hắn thập phần biệt khuất. Ngươi có phải đang nghĩ, nếu ta phá thiên hữu mệnh quang này liền sẽ bị thiên lôi đánh xuống hay không? Nam Cung Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói,
bên trong ánh mắt có mấy phần vị đạo. Đã như vậy, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Tiếng nói vừa dứt, khí thế trên người Nam Cung Tiêu Tiêu tăng vọt, chiến thiên kích chiến minh, lực đạo lần thứ hai lớn mấy phần, hung hăng hướng về phía trước ép tới. Chiến Hoàng Thiên nắm Hoàng Thiên Thần Kiếm đau nhức một trận, thân hình chậm rãi lui lại, Nam Cung Tiêu Tiêu nhanh chóng cùng lên, căn bản không cho hắn cơ hội bỏ trốn. Quanh thân hai người lôi điện cuồng bạo, giống như một cỗ thiên thạch từ trên trời rơi xuống, tốc độ nhanh vô cùng. Oanh, một tiếng nổ vang, hai người hung hăng rơi tại mặt đất phía trên, tóe lên vô số đất đá, phiến lôi điện chi hải mãnh liệt tứ phương, mọi người nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Chỉ có Tiêu Phàm đứng sừng sững trên không trung, lờ mờ có thể thấy rõ ràng, tại nơi rơi xuống đất một sát na kia, Nam Cung Tiêu Tiêu cầm chiến thiên kích trong tay ngăn cản Hoàng Thiên Thần Kiếm. Tốc độ chiến thiên kích không giảm, xông thẳng vào thiên hữu mệnh quang. Tiêu Phàm vốn định ngăn cản, bởi vì cho dù hắn oanh phá ánh sáng của thiên hữu mệnh quang, cũng phải kháng ngạnh tử lôi, bất quá khi hắn nhìn thấy tự tin trên mặt Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Âm một tiếng, tại nơi chiến thiên kích hung hăng đánh xuống, thiên hữu mệnh quang quanh thân chiến hoàng thiên bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành một trận năng lượng ba động quét sạch tứ phương. Oanh long long gần như đồng thời, chân trời nổi giận, tiếng sấm không dứt, một đạo tử sắc lôi từ trên trời rơi xuống, xông thẳng Nam Cung Tiêu Tiêu. Lôi điện lại xuất hiện, chạy mau. Đám người nhìn thấy một màn này, không ít tu sĩ bay hướng về vị trí thông đạo, chỉ có nơi đó mới là chỗ an toàn. Không đúng, không phải cái lôi long kia. Có người phản ứng, bộ dáng chưa tỉnh hồn. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ mặt đất phóng lên tận trời, lại là Nam Cung Tiêu Tiêu cầm chiến thiên kích trong tay, giống như một tôn chiến thần, nghịch thiên mà lên. Chiến, Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý tăng vọt, quanh thân lôi điện càng thêm cuồng bạo mãnh liệt, tựa như đây mới là lôi điện nguyên thủy, tử lôi kia khí thế lộ ra có hơi không bằng. Sau một khắc, tất cả mọi người rất ngạc nhiên về sự tình phát sinh, chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cầm chiến thiên kích. Vậy mà xé mở được tử sắc lôi điện, sau đó tử sắc lôi điện nhanh chóng biến mất, thật giống như bị chiến thiên kích hấp thu. Cái này, Tiêu Phàm cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, biết rõ sức mạnh của tử lôi, lúc trước hắn ngăn lại công kích của tử lôi, xưng là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Nhưng mà, Nam Cung Tiêu Tiêu vậy mà một kích đem tử lôi chém nát, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, Chiến Hoàng Thiên cũng trợn to hai mắt. Đầu như là chống lúc la lúc lắc. Uổng cho ngươi vẫn là chiến tộc, thậm chí ngay cả lôi điện bản thân cũng không hiểu. Tử lôi đối với ta mà nói, cũng chỉ gãi ngứa mà thôi, ngươi căn bản không xứng vì chiến tộc. Nam Cung Tiêu Tiêu đạm mạc nói. Tay hắn cầm chiến thiên kích, đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn chằm. Ngươi căn bản không xứng vì chiến tộc, mấy chữ này đến tai Chiến Hoàng Thiên cực kỳ chói tai, hắn vốn là người của chiến tộc. Hơn nữa còn là thiên tài số một số hai của chiến tộc, nhưng mà hôm nay lại bị người đánh bại. Không chỉ bị người đánh bại, mà còn bị người châm chọc. Toàn thân Chiến Hoàng Thiên kịch liệt run rẩy, tựa như không muốn tiếp nhận kết quả này, hai mắt đỏ bừng giống như một mãnh thú khát máu nhìn chằm chằm Nam Cung Tiêu Tiêu. Cũng khó trách Chiến Hoàng Thiên khó chịu như thế, hắn điều tra qua tin tức bọn Tiêu Phàm, bên trong những người này, hẳn là thực lực của Tiêu Phàm mạnh nhất mới đúng. Lúc trước đối mặt Tiêu Phàm, hắn cũng có 10 phần tự tin có thể thắng, chỉ là lúc trước không dám ở trước mặt Chiến Luân Hồi triển lộ toàn bộ thực lực mà thôi, cho nên mới có thể thua Tiêu Phàm. Nhưng Chiến Hoàng Thiên lại cực kỳ tự tin, nếu như toàn lực ứng phó, Tiêu Phàm cũng chưa hẳn là đối thủ của mình. Dù là bây giờ, Chiến Hoàng Thiên đối mặt Tiêu Phàm cũng 10 điểm tự tin, cho rằng mình có thể chiến thắng Tiêu Phàm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Vậy mà thua Nam Cung Tiêu Tiêu không bằng Tiêu Phàm, việc này khiến hắn tiếp nhận như thế nào? Còn muốn chiến sao? Thanh âm Nam Cung Tiêu Tiêu bá đạo vang lên, giống như một đạo kinh lôi quanh quẩn tại bên tai tất cả mọi người. Đám người nghe vậy, kinh ngạc nhìn bàn tử, trong lòng rung động vô cùng, bọn hắn lúc này mới biết rõ, nguyên lai trên đời này vẫn không thiếu thiên tài. Không hổ là sư tổ, trong lòng Độc Cô Tướng Đình cũng nhiệt huyết sôi trào. Cho dù là hắn gặp Chiến Hoàng Thiên, cũng không dám chính diện giao phong, nhưng mà hôm nay Nam Cung Tiêu Tiêu làm ra sự tình mọi người không thể tưởng. Chiến Hoàng Thiên nắm chặt nắm đấm,
nghiến răng nghiến lợi nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu, bất quá cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Đợi rời khỏi chúng thần mộ địa, ta lại giết ngươi. Chiến Hoàng Thiên lạnh lùng thốt ra một câu, sau đó hất áo bào lên hướng hậu phương bay đi. Cuối cùng hắn không thể không cho bản thân một cái bậc thang đi xuống, nơi xa còn có Tiêu Phàm nhìn chằm chằm, nếu như Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hợp lực, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhất là Nam Cung Tiêu Tiêu không nhìn thân phận thiên hữu chi nhân của hắn. Bình thường Chiến Hoàng Thiên ngang ngược càn rỡ, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì không người nào dám chân chính giết chết hắn, dù là chiến thần cảnh cũng không được. Để lại một câu nói, Chiến Hoàng Thiên liền hướng nơi xa bay đi, Phong Thiên Khê thấy thế, mang theo Dạ Cô U vội vàng cùng đi lên, thời khắc rời đi còn hung dữ chừng Tiêu Phàm một cái. Chiến Hoàng Thiên lại bị đánh chạy. Đám người hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng bỗng nhiên rung động, rất nhiều người nhớ kỹ khuôn mặt của Nam Cung Tiêu Tiêu. Nhị bàn, lợi hại a, ta nghe nói Chiến Hoàng Thiên tựa như là đứng đầu thập đại yêu nghiệt đó, lại bị ngươi làm chạy. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, hắn cũng bị thực lực của bàn tử làm cho chấn kinh. May mắn mà thôi. Khí thế cuồng bạo trên người Nam Cung Tiêu Tiêu biến mất, nhếch miệng cười một tiếng. Ai cũng không liên tưởng đến nam tử béo kia vừa mới chiến thắng Chiến Hoàng Thiên. Lão Tam, người có thể khắc chế hắn. Tiêu Phàm truyền âm bàn tử. Nam Cung Tiêu Tiêu ngây ngốc cười một tiếng, gãi gãi đầu, truyền âm lại bị Lão Tam ngươi nhìn ra, ngươi nói không sai, lôi điện kỳ thật cũng có phân chia phẩm giai, lôi điện trên người Chiến Hoàng Thiên chỉ là chân lôi, mà lôi điện trên người ta lại là thiên lôi. Công phá thiên hữu mệnh quang trên người Chiến Hoàng Thiên sẽ bị thiên lôi trừng phạt, bản thân ta lĩnh ngộ chính là thiên lôi, há lại sẽ sợ một đạo thiên lôi của hắn, cho nên vừa lúc áp chế hắn. Thì ra là thế. Đám người lộ ra vẻ hiểu, nhìn về phía phương hướng Chiến Hoàng Thiên rời đi tràn ngập vẻ thương hại. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ, Chiến Hoàng Thiên gặp phải Nam Cung Tiêu Tiêu mới có thể bị áp chế, nếu như gặp những người khác, Chiến Hoàng Thiên vẫn đứng ở thế bất bại. Mọi người về sau nếu như gặp phải Chiến Hoàng Thiên, vẫn nên cẩn thận là hơn. Tiêu Phàm nhắc nhở đám người. Đường đường đứng đầu thập đại yêu nghiệt sẽ không lòng dạ hẹp hòi như thế chứ. Quan Tiểu Thất nhún nhún vai nói, trên mặt căn bản không có bất kỳ vẻ sợ hãi gì. Vậy cũng chưa chắc, ngươi nhìn thời khắc hắn rời đi, trong tràn đầy cừu hận, lần này, chúng ta xem như kết thù cùng hắn. Lăng Phong lắc đầu nói. Được rồi, mọi người chú ý. Không gian tầng thứ 7 nghe nói có không ít thần lực chi tinh, mọi người thử tìm xem. Tiêu Phàm nói tránh đi. Mới một trận chiến vừa rồi, Tiêu Phàm cũng nhìn ra ranh giới cuối cùng của Chiến Hoàng Thiên, cũng không có quá mức đặt ở trong lòng, chí ít hắn bây giờ sẽ không e ngại Chiến Hoàng Thiên. Kết thù cũng liền kết thù, Tiêu Phàm bây giờ sớm đã không để mắt đến Chiến Hoàng Thiên, có ít người lúc trước được cho là yêu nghiệt, nhưng theo thời gian đưa đẩy. Chú định sẽ biến mất ở bên trong lịch sử bụi bặm. Đương nhiên, Tiêu Phàm hy vọng Chiến Hoàng Thiên không phải người như vậy, cũng hy vọng Chiến Hoàng Thiên có thể thấy rõ ràng vị trí của bản thân. Tiêu Phàm nghe nói sự tình Chiến Hoàng Thiên bị người của Chiến Thần Điện truy sát, hắn hiển nhiên là đắc tội Chiến Thần Điện. Địch nhân là địch nhân, cho dù không thể trở thành bạn, cũng có thể đứng ở cùng một chiến tuyến. Nếu như Chiến Hoàng Thiên có thể trưởng thành, Chiến Hồn Đại Lục một phương có lẽ sẽ có thêm một người cường đại hơn. Đại ca, nhị ca, ba người chúng ta một tổ. Quan Tiểu Thất cười cười, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi bên cạnh một cái. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật đầu, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ trong lòng của bọn Quan Tiểu Thất, lại nói, đúng rồi, đây là muội muội ta Tiêu Linh Nhi. Tam ca, ngươi lúc nào có thêm một muội muội vậy? Lão Tam. Có thân không? Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong thập phần kinh ngạc, những ngày qua quá bận rộn, Tiêu Phàm cũng không nói với bọn họ việc này. Thân! Tiêu Phàm cười gật đầu. Ha ha, về sau ta rốt cục không phải nhỏ nhất. Quan Tiểu Thất ha ha cười nói. Ngươi đã sớm không phải nhỏ nhất, Tiểu Kim nhỏ hơn ngươi. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, còn nữa, Linh Nhi cùng ta là sinh đôi, lớn hơn ngươi, về sau kêu Linh Nhi tỷ. Linh Nhi tỷ, Quan Tiểu Thất thập phần bất đắc dĩ nói, đúng rồi, Tam ca, Tiểu Kim đâu? Tiểu Kim tự nó có tạo hóa. Tiêu Phàm cười cười, không có giải thích nhiều, sau đó lại nói, đi thôi, thời gian 3 ngày không dài, rất nhanh liền qua.
Dứt lời, Tiêu Phàm mang theo Chọc Thiên Hồng, Tiêu Linh Nhi mấy người rời đi, Quan Tiểu Thất, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu ba người vẫn một tổ như cũ. Cứ như vậy, cho dù lần nữa gặp phải Chiến Hoàng Thiên, cũng không cần lo lắng cái gì. Về phần Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô Tướng Đình, Tiêu Phàm cũng không giao lưu nhiều, cứu bọn hắn một mạng, Tiêu Phàm đã coi như chiếu cố bọn hắn. Nhóm Tiêu Phàm nhanh chóng đi xuyên qua không gian lạ lẫm này, mấy người hành tẩu không đến nửa canh giờ, liền phát hiện một mai thần lực chi tinh, cứ như vậy nằm lẳng lặng bên trong phế tích. Thật có thần lực chi tinh, Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói, đây là đầu tiên từ khi tiến vào chúng thần mộ địa hắn nhìn thấy thần lực chi tinh, khó trách lại khiếp sợ như vậy. Đương nhiên là có, trước đó chúng ta thu hoạch được hai mai. Tiêu Linh Nhi ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm vung tay lên, thần lực chi tinh kia bỗng nhiên rơi vào tay Tiêu Phàm, cảm thụ được xê lượng bàng bạc bên trong thần lực chi tinh là lự. Tiêu Phàm âm thầm giật mình, thần lực chi tinh này chỉ ít cũng là cửu biến chiến thần. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem thần lực chi tinh thu nhập vào bên trong hồn giới, Chọc Thiên Hồng không khỏi nuốt nước miếng, cái này đối với hắn là món ăn ngon. Bất quá Tiêu Phàm nhất định là sẽ không cho hắn lãng phí, hiện tại hắn chỉ thiếu thần lực chi tinh dạng này, đây chính đường tắt tiến tới chiến thần cảnh. Tiếp tục tìm, thời gian chỉ còn hơn 2 ngày, trong vòng 2 ngày cần phải trở lại khu vực an toàn. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, thời gian 3 ngày rất nhanh liền đi qua, đến thời điểm lôi bạo lại sẽ trải rộng cả vùng không gian, bọn Tiêu Linh Nhi có thể không tiếp nhận được. Được, đám người gật đầu, trong mắt đều là vẻ nôn nóng. Lại nói ba người Chiến Hoàng Thiên rời đi, sau 2 canh giờ, mấy người dừng lại trong một mảnh rừng đá trụi lùi, Chiến Hoàng Thiên cũng nhịn không được nữa, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Ngay tại lúc đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, thân thể hắn đứng không vững, có chút lung la lung lay. Đại ca, người bị thương. Phong Thiên Khê quan tâm nhìn Chiến Hoàng Thiên, vội vàng buông cánh tay Dạ Cô U đi qua. Trong mắt Dạ Cô U lóe lên vẻ khổ sở, hắn biết rõ, trong mắt Phong Thiên Khê vẫn luôn chỉ có Chiến Hoàng Thiên, trước kia như thế, hiện tại cũng vẫn là như thế. Ta không sao. Không đợi Phong Thiên Khê tới gần, Chiến Hoàng Thiên liền khoát khoát tay, tựa như không muốn Phong Thiên Khê cùng Dạ Cô U nhìn thấy cái vẻ tinh thần xa xút kia. Lực lượng Nam Cung Tiêu Tiêu bá đạo, Chiến Hoàng Thiên ngang ngạnh kháng hắn mấy chiêu, lục phủ ngũ tạng đã sớm chấn thương, có thể chịu tới hiện tại đã không dễ dàng gì. Đám Tiêu Phàm thực đáng giận, Phong Thiên Khê phẫn nộ nói, nàng đành phải đem lửa giận chút lên trên người bọn Tiêu Phàm. Lần này có lẽ là chúng ta sai. Dạ Cô U đột nhiên mở miệng nói, hắn bưng bít lấy ngực, chỗ này còn chảy từng tia máu tươi, hết sức đỏ tươi. Chiến Hoàng Thiên nghe vậy, lạnh lùng chừng Dạ Cô U một cái, lạnh giọng nói, chúng ta có gì sai? Chiến Thiên Kích vốn chính là của chiến tộc ta, cầm về có gì sai sao? Dạ Cô U không nói gì, hắn không nghĩ tới Chiến Hoàng Thiên vậy mà sẽ dùng dạng này nói chuyện cùng hắn, đây còn là lần thứ nhất. Hắn cúi đầu không nói chuyện, bất quá trong lòng có chút cân nhắc. Đúng vậy nhị ca, đại ca không có sai, hắn chỉ là cầm lại đồ vật của bản thân mà thôi. Phong Thiên Khê cũng vội vàng đứng ở một bên Chiến Hoàng Thiên. Dạ Cô U thật sâu nhìn Phong Thiên Khê một cái, trong mắt tràn đầy thất lạc cùng ảm đạm, hít sâu một cái nói, đại ca, lời bọn hắn nói không sai, ngươi và Nam Cung Tiêu Tiêu kia mặc dù đều được chiến tộc truyền thừa, nhưng chiến tộc năm đó, các ngươi lại là kẻ phản bội Chiến Hồn Đại Lục. Ngươi nói cái gì? Chiến Hoàng Thiên phẫn nộ không thôi, túm lấy cổ áo Dạ Cô U, hai mắt đỏ bừng lộ ra quang mang khát máu, đằng đằng sát khí nói. Đại ca dừng tay, đây là nhị ca. Phong Thiên Khê sốt ruột quát to. Chẳng lẽ không phải sao? Bằng không nói, ngươi lại vì sao muốn trốn thoát khỏi khống chế của Chiến Luân Hồi? Trước đó ngươi xác thực xem như người truyền thừa của chiến tộc, nhưng hiện tại ngươi đã phản bội Chiến Luân Hồi, ngươi ngay cả phản đồ chiến tộc đều không phải, ngươi có tư cách gì cướp đoạt đồ vật chân chính của người truyền thừa chiến tộc? Dạ Cô U cơ hồ dùng hết toàn lực giống ra. Tay Chiến Hoàng Thiên nắm lấy Dạ Cô U run rẩy, hai mắt muốn nứt ra. Sát khí băng lãnh bao phủ Dạ Cô U, hắn thiếu chút nữa thì nhìn không được giết Dạ Cô U. Những lời này giống như một chuôi đao nhọn đâm trúng chỗ đau của Chiến Hoàng Thiên, hắn trước đó vì Chiến Thiên Kích, dù là biết rõ thân phận Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn cũng không chút do dự xuất thủ,
liền là bởi vì hắn đã từng chính là người được chiến tộc truyền thừa. Nhưng mà hiện tại, Dạ Cô U nói cho hắn biết, ngươi là người được chiến tộc truyền thừa thật buồn cười biết bao, chuyện này khiến Chiến Hoàng Thiên làm sao tiếp nhận được. Nếu như thừa nhận lời Dạ Cô U nói, chẳng phải là thừa nhận bản thân sai. Chiến Hoàng Thiên ta chỉ là phản đồ chiến tộc. Không, nói cho đúng, hắn hiện tại tư cách làm phản đồ chiến tộc đều không có, bởi vì hắn đã công khai phản bội Chiến Luân Hồi. Hồi lâu, hai tay Chiến Hoàng Thiên đẩy Dạ Cô U ra, sắc mặt so sánh với vừa rồi càng thêm trắng bạch, chậm rãi thu hồi sát ý lạnh lẽo, lạnh giọng nói, từ nay về sau, ta là ta, các ngươi là các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Chiến Hoàng Thiên hóa thành một vệt sáng cực tốc hướng về chân trời lao đi, trong phút chốc liền không thấy bóng dáng. Đại ca, Phong Thiên Khê lấy lại tinh thần, ra sức kêu to, nàng muốn chạy theo, đáng tiếc tốc độ Chiến Hoàng Thiên quá nhanh, nàng căn bản không theo kịp. Sau đó, Phong Thiên Khê tức giận nhìn Dạ Cô U nói, nhị ca, người sao có thể cùng đại ca nói chuyện như thế? Dạ Cô U lắc lắc đầu nói, hắn luôn tự cho mình là đúng, cho rằng bản thân vô địch thiên hạ, lại không biết thiên ngoại hữu thiên, một chút cản trở liền khiến hắn không gượng dậy nổi, nếu như chúng ta không thức tỉnh hắn, còn có ai sẽ giúp hắn? Thế nhưng là, Phong Thiên Khê còn muốn nói cái gì, lại bị Dạ Cô U cắt ngang. Không có cái gì là thế nhưng, nếu như hắn không thừa nhận tình nghĩa huynh đệ của chúng ta, vậy ta cũng không cần phải nhân. Con người Dạ Cô U kiên định, sau đó chậm rãi đứng dậy, không còn để ý tới Phong Thiên Khê. Dạ Cô U cố nhiên ưa thích Phong Thiên Khê, nhưng giờ phút này hắn lại thất vọng vô cùng, bởi vì trong lòng Phong Thiên Khê, căn bản không có hắn, mãi mãi cũng chỉ đứng ở bên Chiến Hoàng Thiên. Dạ Cô U sở dĩ khuyên Chiến Hoàng Thiên như vậy, cũng là bởi vì hắn coi Chiến Hoàng Thiên là huynh đệ chân chính, nhưng Chiến Hoàng Thiên vậy mà nổi giận với hắn, còn động sát ý đối với hắn, trong lòng Dạ Cô U hoàn toàn thất vọng. Tình nghĩa huynh đệ của mình, lại bị Chiến Hoàng Thiên không nhìn nhẫn như thế, Dạ Cô U thân làm một trong thập đại yêu nghiệt, tự nhiên có ngạo khí của hắn, không phải phụ thuộc ai, chỉ là đem tình nghĩa huynh đệ so với bất luận cái gì cũng trọng yếu hơn. Nhất là cảm nhận được sát ý lạnh như băng kia của Chiến Hoàng Thiên, tâm Dạ Cô U lạnh buốt tới cực điểm, người đại ca kia vậy mà muốn giết hắn. Chẳng biết tại sao, Dạ Cô U đột nhiên mất đi mục tiêu, trong lòng mờ mịt vô cùng. Nhị ca, ta đi tìm đại ca, hiện tại trạng thái này của hắn, nếu như gặp phải nguy hiểm, có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phong Thiên Khê nhìn Dạ Cô U một cái, đột nhiên hướng về phương hướng Chiến Hoàng Thiên rời đi đuổi theo. Dạ Cô U nghe vậy, toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ thê lương. Chiến Hoàng Thiên nguy hiểm đến tính mạng, vậy ta thì sao? Dạ Cô U đau thương cười một tiếng. Trạng thái hắn giờ phút này, so với Chiến Hoàng Thiên thảm hơn rất nhiều, hơn nữa còn là vì Phong Thiên Khê mới thụ thương. Có thể ở trong mắt Phong Thiên Khê, căn bản cũng không có hắn, dù là thay Phong Thiên Khê ngăn cản một kiếm chí mạng, cũng không đặt địa vị của hắn trong lòng. Phốc, Dạ Cô U nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên ngã trên mặt đất, thần sắc biến mất, cuối cùng chậm rãi khép chặt mắt, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Lóa mắt chính là hai ngày sau. Giữa một mảnh rừng núi hoang vu, nhóm Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cuối chân trời, cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu. Công tử, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian rút trở về đi, lôi bạo chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Trọc Thiên Hồng lo lắng nói, lôi bạo kia có tính hủy diệt, đến hắn còn chưa chắc có thể chịu được, lại càng không cần phải nói bọn Tiêu Linh Nhi. Không cần trở lại lối vào, bên trong vùng không gian này không chừng có một cái khu vực an toàn khác. Tiêu Phàm lắc đầu, hơn 2 ngày, bọn hắn tìm tới tầm 10 mai thần lực chi tinh, cũng coi là thu hoạch không ít. Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ đến, vạn năm trước đó nơi này chiến đấu kịch liệt biết bao, vậy mà vẫn còn nhiều cường giả như vậy. Bên trong không gian này, còn có khu vực an toàn. Trọc Thiên Hồng kinh ngạc nói, chúng ta như thế nào tìm tới khu vực an toàn đây? Đại thúc, người cũng quá đần a. Tiêu Linh Nhi một mặt xem thường nhìn Trọc Thiên Hồng. Nói, ngươi không phát hiện, chúng ta hai ngày này đi qua khu vực mặc dù đại bộ phận mặt đất đều là một mảnh đen kịt, nhưng ngẫu nhiên cũng có mấy khu vực không có bị lôi điện tập kích, còn giữ nguyên được bộ dáng, những địa phương này hiển nhiên chính là khu vực an toàn. Đúng vậy à, ta làm sao lại không nghĩ tới nhỉ? Trọc Thiên Hồng vỗ đầu một cái nói.
đi thôi, phía trước bên ngoài 20 dặm có một mảnh rừng đá, nơi đó chính là khu vực không bị lôi bạo tập kích, tránh thoát thời gian 7 ngày, lại tiếp tục tìm kiếm thần lực chi tinh. Tiêu Phàm xem thường nhìn Trọc Thiên Hồng một cái nói. Vân, công tử, Trọc Thiên Hồng xấu hổ cười một tiếng, dẫn đầu hướng về phiến rừng đá. Tiêu Phàm bọn hắn bấm đốt ngón tay tính toán thời gian rất tốt, lúc bọn hắn chạy tới rừng đá hơn 20 dặm, thiên địa ầm vang một tiếng, đột nhiên lôi long trên không xuất hiện đầy trời, lần nữa răng đầy tầng không gian thứ 7. Nguy hiểm thật, Tiêu Linh Nhi không khỏi lạnh run, bọn hắn chân trước mới vừa bước vào rừng đá, lôi bạo liền xuất hiện. Những người khác cũng chưa kịp tỉnh hồn, hiển nhiên đều bị lôi bạo dọa cho phát sợ. Trong lòng mấy người thầm hô may mắn, còn may không nghe lời Trọc Thiên Hồng nói, nếu như bọn hắn toàn lực chạy tới vị trí mở cửa tầng thứ 7, đoán chừng hiện tại đã bị lôi điện oanh sát. Thần sắc Tiêu Phàm điềm nhiên, nếu như lôi điện thực sự rơi xuống, hắn trong thời gian ngắn bảo trụ bọn Tiêu Linh Nhi hẳn là không có vấn đề. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chỗ sâu bên trong rừng đá phiêu đãng từng đạo sương khói mông lung, bên trong sương mù còn kèm theo từng tia lôi điện chi lực. Linh hồn chi lực Tiêu Phàm thẩm thấu ra, bất quá lại bị từng tia lôi điện chi lực tập kích, tựa như kim đâm đau đớn, hắn vội vàng thu hồi linh hồn chi lực. Công tử, tại sao ta cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta? Trọc Thiên Hồng đột nhiên nói ra, sắc mặt băng lãnh nhìn chỗ sâu rừng đá, đáng tiếc ánh mắt bị vô số thạch đầu che chắn. Tiêu Phàm nhíu lông mày lại, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, giờ phút này hắn cũng có loại cảm giác này. Mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một đạo hồng sắc quang mang, chỉ một thoáng, xung quanh trăm trượng bất cứ động tĩnh gì đều nhất thanh nhị sở in vào trong đầu hắn. Ha, đột nhiên, Tiêu Phàm cau mày một cái, chậm rãi hướng về phương hướng phía trước đi đến. Ca, làm sao vậy? Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, lập tức vội vàng cùng đi lên. Mấy bước sau, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, ánh mắt Tiêu Linh Nhi bỗng nhiên rơi vào dưới chân Tiêu Phàm. Kinh ngạc nói, dạ cô U. Hắn làm sao ở chỗ này? Trọc Thiên Hồng bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện tại dưới chân Tiêu Phàm có một đạo hắc sắc thân ảnh, chính là dạ cô U trước đó bị Tiêu Phàm một kiếm gây thương tích. Tiêu Phàm chậm rãi ngồi xuống, một tay nhẹ nhàng khoác lên mạch đập của hắn, từng tia hồn lực tràn vào thể nội dạ cô U, lúc này, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Ca, hắn thế nào, sẽ không chết chứ? Tiêu Linh Nhi hỏi. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu không chết, Chiến Hoàng Thiên cùng Phong Thiên Khê làm sao lại bỏ hắn lại? Tiêu Linh Nhi nghi hoặc không thôi. Đoán chừng cho rằng giả cô U thụ thương, không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì. Trọc Thiên Hồng bổ sung một câu. Tiêu Phàm ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, hắn nghĩ đến có cứu giả cô U hay không. Những ngày qua, Tiêu Phàm ngược lại là gặp qua giả cô U mấy lần. Giả cô U cho hắn ấn tượng là cơ trí, thâm trầm, hơn nữa có tình có nghĩa, nhưng mấu chốt là, Tiêu Phàm điều tra một phen, phát hiện thân thể dạ cô U cũng không có gì đáng ngại. Thân thể không việc gì, nhưng sinh cơ bên trong cơ thể hắn lại đang chậm rãi sói mòn, Tiêu Phàm rất nhanh liền nghĩ đến một cái từ tổn thương vì tình. Cũng chỉ có tổn thương vì tình mới có thể khiến dạ cô U như thế, Tiêu Phàm trước kia cũng nhìn ra quan hệ giữa dạ cô U, Chiến Hoàng Thiên cùng Phong Thiên Khê. Ca, mau cứu hắn đi. Người này coi như một người có tình có nghĩa. Tiêu Linh Nhi nói ra, trước đó giả cô U ở trước Phong Thiên Khê ngăn trở một kiếm, nàng còn rõ mồn một trước mắt. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói, nếu như giả cô U chính mình cũng không muốn sống, ta cứu hắn có tính là xen vào chuyện của người khác hay không? Làm sao có thể, ai lại muốn chết? Tiêu Linh Nhi một mặt không tin nói, người trước cứu sống hắn, hắn nếu muốn chết, đến thời điểm tùy bản thân hắn. Nếu như hắn có thể gia nhập Tu La Điện, chẳng phải là không thể tốt hơn sao? Ách! Tiêu Phàm trong lúc nhất thời tìm không ra phản bác lời nói. Bất quá Tiêu Linh Nhi nói không sai, dạ cô U dù sao cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, thực lực của hắn khẳng định sẽ không kém, nếu như có thể gia nhập Tu La Điện, đó là việc không thể tốt hơn. Nếu như hắn không đáp ứng, Tiêu Phàm cũng không có tổn thất quá lớn mất. Bởi vì cứu tỉnh dạ cô U cũng chỉ là sự tình tiện tay mà thôi. Tiêu Phàm lấy ra một cây long văn kim châm, cắm vào bên trong mi tâm dạ cô U, từng tia thần lực dọc theo kim châm rót vào thể nội của dạ cô U, sinh cơ bàng bạc,
so với Dạ Cô U đang sói mòn phải nhanh hơn nhiều. Thời gian mười mấy lần hô hấp, Dạ Cô U chậm rãi mở ra hai mắt, thần sắc không hề bận tâm nói, Tiêu điện chủ, người cũng thích xen vào chuyện bao đồng sao. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt bộ dáng im lặng, quả nhiên như hắn nói, Dạ Cô U chẳng những không có cảm tạ hắn, còn trách cứ hắn. Người có ý tứ gì, ca ta cứu ngươi, không hiểu cảm ơn cũng liền thôi, còn. Tiêu Linh Nhi phẫn nộ nói. Không đợi Tiêu Linh Nhi nói xong, thần sắc Dạ Cô U lạnh lùng nói, ta không muốn các ngươi cứu, vì sao muốn cảm ơn. Dứt lời, Dạ Cô U đứng dậy, quay người liền hướng khu vực lôi bạo đi đến, ánh mắt vô thần, bộ dáng không còn gì luyến tiếc. Đường đường thập đại yêu nghiệt vậy mà cũng muốn tự sát, có ý tứ. Tiêu Phàm lại là bộ dáng xem kịch vui, rất lâu không có dạng sự tình thú vị này, người yên tâm, có ta ở chỗ này, người chết không dễ, không chừng bị lôi điện nổ mấy lần. Dạ Cô U không có để ý tới, trực tiếp đi vào khu vực lôi bạo, không đến thời gian một cái hô hấp, lôi điện đầy trời mãnh liệt hướng tới, áo bào quanh người hắn nổ tung, máu tươi chảy ra. Bất quá Dạ Cô U liền hừ đều không hừ một tiếng, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn không thể không thừa nhận, Dạ Cô U là một đầu hán tử. Mắt thấy thời khắc Dạ Cô U hấp hối, Tiêu Phàm rốt cục động, không đến thời gian một cái hô hấp, Dạ Cô U lại xuất hiện ở khu vực không có lôi bạo. Tiêu Phàm lại lấy ra Long Văn Kim Châm, thúc giục lực lượng bạch thạch, vết thương toàn thân của Dạ Cô U lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tiêu Phàm, người tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Dạ Cô U nhìn thấy bản thân không chút tổn hại hoàn hảo sống sót, lập tức lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Có ta ở đây, hôm nay ngươi chết không được. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, làm một cái mời thủ thế, nói, đi đi, tư vị lôi điện thoải mái như thế nào, để cho ta thử xem. Thoải mái, khóe miệng Dạ Cô U giật một cái, cảm giác miệng ngoác tới mang tai, thế nhưng là đau đớn dị thường, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hừ. Dạ Cô U hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng về khu vực lôi bạo đi đến, vừa mới xuất hiện ở khu vực lôi bạo, Dạ Cô U liền bị một đầu lôi long bao phủ. A tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên, loại thống khổ này, Dạ Cô U rốt cục tiếp nhận không được, bắt đầu gào lên. Thời khắc lôi long biến mất, toàn thân Dạ Cô U máu me đầm đìa, bạch cốt xâm xâm, cơ hồ chỉ còn lại một hơi, đám người Tiêu Linh Nhi nhìn xem không khỏi run run. Biết đau. Còn cứu được. Khóe miệng Tiêu Phàm khẽ nhếch, thân hình lóe lên, lần nữa lôi Dạ Cô U vào, sau đó dùng cùng một phương pháp chữa trị cho hắn. Dạ Cô U tỉnh lại, không khỏi run run, loại đau khổ này vẫn hiện lên ở trong đầu hắn. Dạ Cô U kinh ngạc cảm thụ được biến hóa của bản thân, vừa mới rõ ràng nguy hiểm chí mạng, rốt cuộc lại được Tiêu Phàm khôi phục như lúc ban đầu, loại thủ đoạn này quá không thể tưởng tượng nổi. Đám người Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Linh Nhi làm sao không phải như thế đây, hiện tại Dạ Cô U trừ y phục rách dưới da, cùng trước đó không có bất kỳ khác biệt gì. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nói tiếp tục, hôm nay chúng ta chơi thật thống khoái đi chơi thật thống khoái. Dạ Cô U có loại xúc động chửi mẹ, bị lôi điện oanh sát, loại đau khổ này cơ bản không phải người có thể tiếp nhận, cái này ở đâu là chơi, nhất định chính là muốn mạng. Phốc phốc Tiêu Linh Nhi cùng bọn Sở Nguyệt nhìn không được cười to, một mặt thương hại nhìn Dạ Cô U. Là một nam nhân liền tiếp tục a, lằng nhà lằng nhằng làm gì? Chọc Thiên Hồng cũng không nhìn được hứng thú, bắt đầu khích tướng nói. Tiêu Phàm không còn nói chuyện, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Dạ Cô U. Thần sắc Dạ Cô U lấp lóe không yên, dư quang nhìn phía xa lôi long, trong lòng không khỏi run run, vừa mới hai lần tiếp nhận xét đánh thống khổ. Hắn bỗng nhiên rõ ràng cái gì đó. Có vẻ như tình cảm thống khổ, cũng không bằng lôi điện oanh kích, thống khổ đến đáng sợ. Dù sao, Dạ Cô U hắn ưa thích Phong Thiên Khê, nhưng Phong Thiên Khê chưa bao giờ nhìn tới hắn, một mực là hắn đơn phương mà thôi. Không muốn chết, thật lâu, Tiêu Phàm thanh âm vang lên, cười tủm tỉm nhìn Dạ Cô U nói, ngươi yên tâm, sự tình bất quá xảy ra ba lần, ngươi nếu còn bị lôi điện oanh sát. Ta cam đoan sẽ không cứu ngươi. Sự tình bất quá tam sao. Trong lòng Dạ Cô U hờ hững, bản thân vì cái tình cảm căn bản không tồn tại mà muốn chết sao. Hít sâu một cái, Dạ Cô U đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm vái một cái thật sâu nói, đa tạ Tiêu huynh, Dạ mỗ thiếu ngươi một cái mạng. Nghĩ thoáng là tốt,
trên đời này không có cái gì gây khó dễ cả. Tiêu Phàm thấy thế, đột nhiên cười lên. Lôi điện chi lực oanh kích, một lần có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng hai lần đã là cực hạn, lần thứ ba, cho dù là Tiêu Phàm đoán chừng cũng không dám xông lên, Dạ Cô U có thể thanh tỉnh cũng hợp tình hợp lý. Tiếp nhận sự thống khổ của lôi điện oanh sát, cái thống khổ khác cùng cái này so sánh, lại tính là gì đây? Không có gan. Chọc Thiên Hồng xem thường lắc đầu, mới vừa rồi hắn còn ôm tâm tư xem kịch vui, không nghĩ tới Dạ Cô U vậy mà từ bỏ, cái này khiến hắn quá thất vọng. Dạ Cô U một trận xấu hổ, bất quá cũng không mở miệng phản bác, trong lòng lại là thầm mắng một tiếng, cái này thực không phải có thể tiếp nhận. Tốt, nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền cáo từ. Tiêu Phàm đột nhiên chắp tay một cái, quay người hướng về chỗ sâu rừng đá đi đến. Đám người Chọc Thiên Hồng cổ quái nhìn Tiêu Phàm, vừa rồi không phải nói mời Dạ Cô U gia nhập Tu La Điện à, hiện tại đi là có ý gì? Bất quá Tiêu Phàm căn bản không cho mấy người cơ hội mở miệng, liền không thấy tăm hơi, mấy người tự nhiên là không chút do dự cùng đi lên, chỉ có Dạ Cô U đứng tại nguyên chỗ đờ người ra. Rừng đá rất lớn, bọn Tiêu Phàm đi mất thời gian nửa chén trà nhỏ, vậy mà không đi đến bên kia biên giới, ngược lại bốn phía nhìn không thấy khu vực lôi bạo. Ca, ngươi sao không mời Dạ Cô U gia nhập vậy? Tiêu Linh Nhi rốt cục nhìn không được hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò. Chúng ta vừa mới cứu hắn, mời hắn kiểu này, hắn có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng gia nhập Tu La Điện khẳng định không có lòng trung thành, chẳng qua là báo ơn mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu. Thế nhưng thời gian càng lâu, hắn liền sẽ quên lãng phần ân tình này. Tiêu Linh Nhi khó hiểu nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói, Dạ Cô U là một người có tình có nghĩa, phần ân tình này trong lòng hắn sẽ không giảm đi, chỉ sẽ càng ngày càng đậm hơn, bởi vì hắn không muốn thiếu người ta ân tình, đến thời điểm mời hắn gia nhập, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Công tử, người cực kỳ âm hiểm, Chọc Thiên Hồng không khỏi giơ ngón tay cái lên với Tiêu Phàm, bất quá hắn rất nhanh phát hiện dùng từ không đúng, vội vàng sửa lời nói, công tử thực anh minh. Đám người cười ha ha một tiếng. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhún nhún vai, hắn cũng không phải là yêu cầu Dạ Cô U báo đáp cái gì, chỉ là hy vọng Dạ Cô U gia nhập Tu La Điện, thời điểm đối mặt với Chiến Thần Điện, có thể thêm một phần lực lượng mà thôi. Mấy người tiếp tục tiến lên, theo thời gian, bốn phía lại yên tĩnh vô cùng, thậm chí yên tĩnh có chút đáng sợ. Ca, nơi này cũng quá yên tĩnh rồi. Tiêu Linh Nhi liếc mắt nhìn bốn phía. Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắn đã sớm phát hiện có chút không thích hợp, một mực dùng linh hồn chi lực quan sát bốn phía, nhưng mà căn bản không phát hiện địa phương đặc biệt khác. Hắn luôn cảm giác có từng đôi mắt âm thầm nhìn chằm chằm bọn hắn, đạt tới cảnh giới bây giờ, cảm giác Tiêu Phàm đã cực kỳ linh mẫn. Trở về thôi, ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, đột nhiên quay người hướng về phía sau. Hồng hộc thời khắc Tiêu Phàm xoay người, hư không đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Tốc độ nhanh vô cùng, Tiêu Phàm vội vàng kêu to, cẩn thận. Vừa dứt lời, trong tay Tiêu Phàm liền tách ra từng đạo chớp lóe, đó là từng đạo kiếm khí sắc bén xé, đón lấy phương hướng tiếng xé gió bắn ra. Ầm 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 mấy tiếng nổ vang, trên không kiếm khí bạo tán ra, tại chỗ kiếm quang chiếu xuống, mấy người Tiêu Phàm nhìn thấy trăm trượng bên ngoài có từng đầu quái vật hung hãn. Bọn chúng toàn thân trên dưới lóe ra hào quang màu tím, lóa mắt dị thường. Bất quá có nồng vụ cách trở, nhãn lực của bọn Tiêu Phàm không nhìn đến được. Về phần lực lượng linh hồn, chỉ là bao phủ xung quanh phạm vi trăm trượng, những con quái vật này đều ở bên ngoài trăm trượng, căn bản phát hiện không được. Kia là thứ gì, làm sao nhiều như vậy? Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nói, mới vừa rồi nàng phản ứng không kịp, căn bản không thấy rõ ràng hình dạng chân thực của quái vật. Tử tinh lôi thú, hơn nữa còn là một nhóm, ánh mắt Tiêu Phàm u lãnh. Hắn tự nhiên thấy rõ ràng hình dáng của quái vật, trong đầu không khỏi nghĩ đến hình ảnh Nam Cung Tiêu Tiêu hàng phục tử tinh lôi thú tại Nam Vực Đại Bỉ. Bề ngoài của đám tử tinh lôi thú này cùng con kia không có khác bao nhiêu, chỉ là càng thêm cao lớn, hiển nhiên thực lực cũng cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như chỉ là một đầu hai đầu mà nói, Tiêu Phàm bọn hắn sẽ không đặt ở trong lòng, nhưng hiện tại lại là một nhóm, chuyện này khiến Tiêu Phàm không khỏi không thận trọng. Hơn nữa, trên người nhóm tử tinh lôi thú kia phát ra khí thức cuồng bạo dị thường, đến gần vô hạn thần giai, hoặc có lẽ là, bọn chúng vốn là thần giai,
chỉ là ở chỗ này bị áp chế tu vi mà thôi. Giống giống từng tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng hư không, đám tử tinh lôi thú hướng gần về phía bọn hắn, trong lòng đám người không khỏi trầm xuống, một cỗ cảm giác đại nguy cơ quanh quẩn trong lòng đám người. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy, làm sao có nhiều tử tinh lôi thú như vậy? Chọc Thiên Hồng mắng thầm, nhiều tử tinh lôi thú như vậy, khiến hắn cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Không phải là huyễn cảnh chứ? Sở Nguyệt đột nhiên mở miệng, từ khi tiến vào chúng thần mộ địa đến nay, bọn hắn mặc dù nhìn thấy không ít sinh linh, nhưng không có gặp qua tộc đàn khủng bố như thế. Tử tinh lôi thú mặc dù là cửu giai hồn thú, nhưng cửu giai đã trải qua thần giai, một khi đột phá thần giai, chính là thần thú. Không phải huyễn cảnh, mọi người cần phải cẩn thận, Chọc Thiên Hồng, người bảo hộ bọn Linh Nhi. Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh như băng nói. Công tử, Chọc Thiên Hồng không thể không ra tay, tử tinh lôi thú da dày thịt béo, cho dù là hắn cũng khó có thể công phá phòng ngự của đối phương lúc này, 10 đầu tử tinh lôi thú đã tới gần, không chút do dự mà tới. Tu La luyện ngục, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, hai đạo huyết hắc sắc quang từ bên trong ánh mắt hắn bắn ra, trong nháy mắt đem tử tinh lôi thú xung quanh bao phủ ở bên trong. Một trận tiếng gầm phẫn nộ vang lên, Tiêu Phàm dùng Tu La thần nhãn đối phó với linh hồn, cho dù là phòng ngự cường đại cũng không ngăn cản được công kích linh hồn. Chọc Thiên Hồng, nhanh! Tiêu Phàm kêu to. Chọc Thiên Hồng chạy tới, trong nháy mắt biến thành bản thể, từng đầu xúc tu vung ra, bỗng nhiên cắm vào mi tâm của vài đầu tử tinh lôi thú, trực tiếp giết bọn chúng. Ha ha, thoải mái! Cảm thụ được lực lượng bàng bạc kia, Chọc Thiên Hồng nhìn không được lớn tiếng gào thét, công tử, những tử tinh lôi thú này, vậy mà đều là tu vi tứ biến chiến thần trở lên. Tứ biến chiến thần sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thực lực ở chỗ áp chế áo nghĩa chi lực này thật đúng là không phải khủng bố bình thường. Đúng rồi, công tử, bên trong mệnh cách của những tử tinh lôi thú này có một đạo linh hồn ấn ký, bọn chúng có khả năng bị khống chế. Chọc Thiên Hồng đột nhiên lại nói ra. Bị khống chế, Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chẳng lẽ là bị. Một đám tử tinh lôi thú tứ biến chiến thần trở lên bị khống chế, việc này làm sao có thể khiến Tiêu Phàm không chấn kinh chứ? Nhiều tử tinh lôi thú như vậy, nếu như đến lúc đó dùng để đối phó với chiến hồn đại lục, cũng không phải việc bình thường, nếu đúng là như thế, vậy cũng không thể để những tử tinh lôi thú này sống sót. Công tử, có vẻ như không phải là chiến luân hồi ấn ký. Chiến luân hồi ấn ký ta đã gặp qua, không phải loại khí tức này. Chọc Thiên Hồng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, lại giải thích. Không phải chiến luân hồi. Việc này cũng khiến cho Tiêu Phàm kinh ngạc, muốn khống chế một đám tử tinh lôi thú tứ biến chiến thần trở lên, thì thực lực cũng không phải là bình thường. Không tệ, không phải chiến luân hồi, nhưng có thể khống chế bọn chúng, sức mạnh linh hồn của đối phương chắc chắn rất cường đại. Chọc Thiên Hồng lại giải thích. Trong lòng Tiêu Phàm trầm tư, hắn đang suy nghĩ xem sức mạnh linh hồn của ai có thể khống chế được tử tinh lôi thú tứ biến chiến thần trở lên, suy nghĩ một lúc Tiêu Phàm vẫn không nghĩ được nhân vật nào như vậy. Chọc Thiên Hồng, không nên giết chết bọn chúng. Tiêu Phàm đột nhiên trầm giọng nói, đây chính là một đám tử tinh lôi thú cấp bậc tứ biến chiến thần, giết đi cũng quá đáng tiếc. Trái lại nếu như có thể lợi dụng bọn chúng, lực lượng của Tu La Điện sẽ tăng mạnh. Không giết bọn chúng, vậy phải làm sao bây giờ? Ngữ khí Chọc Thiên Hồng hết sức khó nghe, hắn không có đủ thực lực đến cầm tù bọn chúng, dù sao cũng không chỉ một hai con tử tinh lôi thú. Nếu như chỉ khiến bọn chúng hôn mê, thì ta có cách. Tiêu Linh Nhi đột nhiên mở miệng nói, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, phân phát cho mỗi người một viên đan dược. Đây là, Tiêu Phàm không chút do dự nuốt đan dược vào. Nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay Tiêu Linh Nhi, ánh mắt có chút sáng lên. Hắn biết Tiêu Linh Nhi thích chơi đùa một vài thứ, nhất là độc dược, Tiêu Phàm có thiên phú phi phàm về luyện dược, nhưng ở phương diện độc dược, so sánh cùng Tiêu Linh Nhi thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta đặt tên cho thuốc này là Mộng Thiên Niên, chỉ cần hít vào một chút xíu, dù là chiến thần cảnh cũng sẽ ngủ mơ một giấc cả ngàn năm. Tiêu Linh Nhi có chút đắc ý giải thích. Ngủ mơ một giấc ngàn năm. Thật hay giả thế, Chọc Thiên Hồng rõ ràng không tin. Không tin người có thể thử một chút, Tiêu Linh Nhi khó chịu nhất là bị người khác nghi ngờ năng lực của nàng. Chọc Thiên Hồng nghe vậy, không khỏi rụt cổ lại, Tiêu Linh Nhi mở nắp bình ra, từng sợi sương mù màu trắng lan tràn ra,
rất nhanh đã hòa nhập vào không trung. Sau một khắc, chuyện quỷ dị phát sinh, thân thể tử tinh lôi thú có khoảng cách gần nhất với đám Tiêu Phàm đột nhiên run lên một trận, sau đó bụp một tiếng tê liệt ngã trên mặt đất, dường như không có bất kỳ sức phản kháng gì. Việc này, Trọc Thiên Hồng hoàn toàn thấy hoa mắt, hắn làm sao biết tiểu nữ oa Tiêu Linh Nhi này lại luyện chế độc dược đáng sợ như thế. Trọc Thiên Hồng, may cho ngươi không thử, nếu không đoán chừng coi như ngươi không ngủ ngàn năm cũng sẽ ngủ cả trăm năm. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm nhìn ra được tác dụng của mộng thiên niên này, là thông qua việc gây tê liệt thần kinh sinh ra ảo giác, mà lại có thể mê huyễn linh hồn của con người, tu sĩ chiến thần cảnh trung kỳ bình thường xác thực cũng khó mà ngăn cản. Những tử tinh lôi thú này mặc dù là tứ biến chiến thần, lực phòng ngự kinh người, nhưng phòng ngự linh hồn của bọn chúng cũng không hề mạnh, làm sao chống cự nổi. He, Tiêu Linh Nhi đắc ý cười một tiếng, nhìn sang Trọc Thiên Hồng. Trọc Thiên Hồng làm gì còn dám phản bác, trong lòng âm thầm thề, về sau cách xa nha đầu Tiêu Linh Nhi này một chút, bằng không gặp chuyện không may lúc nào cũng không biết. Chỉ qua thời gian 10 nhịp thở, đại bộ phận tử tinh lôi thú xung quanh đã ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có một số ít điên cuồng chạy về phía sương mù đằng xa. Có Thạch Lâm ngăn cản ánh mắt, trong nháy mắt không thấy bóng dáng tử tinh lôi thú đâu nữa. Phệ hồn, đừng mất dấu chúng. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn ngược lại muốn xem, là ai có năng lực có thể khống chế bầy tử tinh lôi thú này. Nếu như là địch nhân, vậy liền thuận tiện giết chết, sau đó lấy tử tinh lôi thú để cho chính mình sử dụng. Tốc độ tử tinh lôi thú rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm có được phệ hồn, có thể bắt được bất kỳ khí tức của thần lực cùng hồn lực nào, tất nhiên không trốn thoát được việc truy tung của Tiêu Phàm. Có điều Thạch Lâm này rộng lớn vượt qua dự liệu của đám người Tiêu Phàm. Nguyên bản bọn họ cho rằng Thạch Lâm này cũng không khác lắm so với khu vực vô lôi bạo lúc trước bọn họ nhìn thấy, nhưng mà trên thực tế nhưng lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Đang lúc đám người Tiêu Phàm nhanh đi tìm, bên trong một tiểu sơn cốc ở chỗ sâu trong Thạch Lâm, một trung niên nam tử mặc kim bào ngồi xếp bằng bên trên một phiến đá, nếu như Tiêu Phàm ở nơi đây, chắc chắn có thể nhận ra người này. Mấy năm qua nhờ có lôi điện thần linh khí, rốt cục cũng khôi phục được chiến thần viên mãn. Tên tiểu tử đáng ghét kia, hy vọng ngươi vẫn còn sống, bản tôn nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Kim bào nam tử mở bừng mắt ra, sát khí nặng nề nói. Đột nhiên, lông mày kim bào nam tử nhíu lại, lập tức cười lên ha hả, đồ vật nhỏ, vậy mà ngươi thật sự không chết, còn dám đến cấm khu thần linh, lần này bản tôn xem ngươi chết như thế nào. Vừa dứt lời, kim bào nam tử vung tay lên, tảng đá xung quanh đột nhiên bắt đầu biến hóa. Sương mù dày đặc trong không trung cũng trở nên càng nồng đậm, chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách 1-2 trượng xung quanh. Giờ phút này, bên ngoài mấy chục dặm, đám người Tiêu Phàm đang nhanh chóng lao đi, có phệ hồn bắt giữ được khí thức của vài con tử tinh lôi thú, căn bản cũng không sợ mất dấu bọn chúng. Công tử, tại sao ta cảm thấy ở xung quanh di chuyển? Trọc Thiên Hồng đột nhiên nhìn không được mở miệng nói, ánh mắt nghiêm túc quét qua bốn phía. Sắc mặt Tiêu Phàm thờ ơ. Lấy nhãn lực của hắn, tất nhiên đã sớm nhìn ra, Thạch Lâm này vốn là một trận pháp. Nếu như cứ mạnh mẽ xông vào, tất nhiên sẽ có những nguy hiểm nhất định, có điều lấy thực lực của Tiêu Phàm hiện giờ, xóa bỏ trận pháp này cũng không khó, nhưng hắn cảm thấy việc này căn bản không quan trọng. Hơn nữa đi theo bộ pháp của tử tinh lôi thú, cũng sẽ không bị trận pháp công kích, đương nhiên Tiêu Phàm sẽ không lo lắng, cũng không để việc này ở trong lòng. Không nghĩ tới Trọc Thiên Hồng lại phát hiện ra, quả nhiên không hổ là lão quái vật vạn năm. Dừng lại, một lúc sau, Tiêu Phàm mới lên tiếng, lập tức bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhắm hai mắt lại, trong lòng cũng hơi có chút ngưng trọng, dựa theo hướng đi của trận pháp này, khoảng cách tới trung ương trận pháp hẳn là chỉ còn không đến 30 dặm. Ca, thế nào? Tiêu Linh Nhi nghi ngờ nói. Tiêu Phàm lại mỉm cười, lắc đầu, sau đó nhìn về phía Trọc Thiên Hồng. Chỉ vào một hòn đá cách đó không xa nói, nhìn thấy những hòn đá hình người kia không, qua đó xem chỉ cần là những tảng đá hình dạng thế này, thì phá hủy hết đi. Vâng, công tử, đối với mệnh lệnh của Tiêu Phàm, Trọc Thiên Hồng chưa hề phản bác. Tiếp tục đi, Tiêu Phàm đi lên phía trước, xuyên thẳng qua bên trong Thạch Lâm, sau lưng thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng nổ ầm ầm, đó là âm thanh Trọc Thiên Hồng phá hủy những tảng đá. Khoảng thời gian ước chừng uống cạn nửa chén trà, một lần nữa Tiêu Phàm dừng bước, ở phía trước,
sương mù dày đặc màu trắng che khuất ánh mắt, trong hư không đan xen lôi điện chi lực tinh mịn, xẹt xẹt rung động. Chọc Thiên Hồng, Linh Nhi, cẩn thận một chút, Tiêu Phàm nhắc nhở, lấy thị lực của hắn vậy mà chỉ có thể nhìn thấy quang cảnh trong phạm vi 10 trượng, nếu như có người đánh lén bọn hắn, đoán chừng ngay cả sức phản kháng cũng không có. Ca, huynh yên tâm đi, loại hoàn cảnh này lại là hoàn cảnh ta thích nhất. Tiêu Linh Nhi cười hì hì, đưa ra dáng vẻ tinh quái. Chỉ thấy trong tay nàng lại xuất hiện một cái bình ngọc, một làn sương mù tràn ngập, rất nhanh dung nhập vào trong hư không. Vèo vèo, đột nhiên, một luồng trưởng mạnh mẽ từ trong hư không đánh ra, bay thẳng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đưa tay xuất ra một kiếm, nhưng căn bản chưa từng chạm tới trưởng cương. Công kích linh hồn, Tiêu Phàm sầm mặt lại, có thể ngưng tự linh hồn lực thành trưởng cương, đây cũng không phải người bình thường nó thể làm được, chí ít cũng là chiến thần cảnh. Nếu như ở bên ngoài, Tiêu Phàm cũng không sợ, nhưng ở đây lại cấm chỉ sử dụng bất kỳ áo nghĩa chi lực gì, cho nên Tiêu Phàm cũng không dám coi thường. Uỳnh, hồn lực trưởng cương cực nhanh, chỉ trong tích tắc lúc Tiêu Phàm đang trầm tư, nháy mắt chui vào trong cơ thể của Tiêu Phàm. Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Linh Nhi bị việc này dọa cho phát sợ, sắc mặt mấy người hoàn toàn thay đổi, trên mặt đều lộ vẻ lo lắng. Thời khắc linh hồn trưởng cương xông vào trong đầu Tiêu Phàm, thân thể Tiêu Phàm trong nháy mắt trở nên cứng đờ, hai mắt vô thần, cả người tựa như bị lạc lối. Ca công tử, Tiêu Linh Nhi và Chọc Thiên Hồng cùng kêu to, nếu như Tiêu xảy ra chuyện gì không hay, hai người bọn họ cũng sẽ phải lưu lại nơi này. Bên trong thần cung của Tiêu Phàm, ngay lúc linh hồn trưởng cương xông vào, thí thần thú mở rộng miệng, trực tiếp nuốt hồn lực trưởng cương kia vào. Linh hồn trưởng cương mặc dù bá đạo, nhưng muốn làm bị thương Tiêu Phàm, không hề dễ dàng. Nơi này mặc dù phong cấm áo nghĩa chi lực, nhưng đối với lực lượng linh hồn lại không ảnh hưởng nhiều. Ta muốn xem là kẻ nào muốn giết ta. Tâm thần Tiêu Phàm chìm vào bên trong thần cung, rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là bị trưởng cương kia công kích, mà là muốn mượn cơ hội này âm thầm dẫn xuất tới người kia. Vừa rồi một kích kia, đối phương rõ ràng chỉ nhằm vào Tiêu Phàm làm sao không biết, địch nhân trong bóng tối này chắc chắn biết hắn. Nếu không, linh hồn trưởng cương cũng không chỉ nhằm vào một mình hắn, mà hẳn là sẽ mạt sát tất cả đám người bọn hắn. Ha ha, đồ vật nhỏ, qua nhiều năm như vậy, xem ra ngươi cũng không có tiến bộ gì cả. Lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng cười cuồng loạn. Ầm ầm, cùng lúc đó, mặt đất rung động một trận, chỉ thấy sương mù dày đặc xung quanh vậy mà nhanh chóng tan đi, những tảng đá trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt lộ ra một mảnh đất trống rộng mấy chục trượng. Trước mặt mọi người, một thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đó là một trung niên nam tử mặc kim bào, hắn lạnh lùng nhìn đám người Tiêu Phàm, giống như nhìn một bầy kiến hôi. Ngươi là ai, vì sao muốn ám toán ca ca ta? Tiêu Linh Nhi phẫn nộ nhìn chằm chằm trung niên nam tử mặc kim bào, đằng đằng sát khí nói. Hắn là ca của ngươi, đã như vậy, ngươi cũng nên chết đi. Kim bào nam tử nhe răng trợn mắt nói, hắn hận Tiêu Phàm, cho nên ngay cả những người có quan hệ với Tiêu Phàm cũng không có ý định buông tha. Sau khi nói xong, kim bào nam tử hơi chuyển động ý nghĩ, một thanh linh hồn kiếm ầm ầm lao về phía Tiêu Linh Nhi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Linh hồn công kích, so với vật lý công kích mà nói, tốc độ hoàn toàn không phải cùng một cấp độ, huống chi, bây giờ thực lực của Tiêu Linh Nhi bị áp chế tại chiến thánh cảnh đỉnh phong. Linh hồn thực hóa, hắn là chiến thần viên mãn, chạy mau. Sắc mặt Chọc Thiên Hồng hoàn toàn thay đổi, một tay kéo Tiêu Linh Nhi, sau đó lách mình ngăn tại trước người Tiêu Linh Nhi. Chọc Thiên Hồng cũng không biết mình tại sao lại dùng mạng của mình để bảo vệ Tiêu Linh Nhi, phải biết rằng những ngày qua hắn bị Tiêu Linh Nhi đả kích không nhẹ. Nhưng trong lòng hắn có một tiếng nói cho hắn biết, nhất định không thể để cho Tiêu Linh Nhi bị thương, bằng không hắn chắc chắn bản thân cũng không phải chỉ là bị lột một lớp da. Hồn Thiên, vết sẹo của ngươi đã hết đau rồi sao? Khi mắt thấy thanh linh hồn kiếm kia đánh tới, trong hư không đột nhiên vang lên một giọng nói băng lãnh, Chọc Thiên Hồng phát hiện, trước người mình xuất hiện thêm một thân ảnh. Công tử, Chọc Thiên Hồng kích động kêu to, hắn thấy may mắn vì hành động vừa rồi của mình, chắc chắn có thể chiếm được hảo cảm của Tiêu Phàm, nếu như mình đối với Tiêu Linh Nhi thấy chết không cứu, đoán chừng Tiêu Phàm sẽ không bỏ qua cho hắn. Linh hồn kiếm lần nữa dung nhập vào mi tâm của Tiêu Phàm,
có điều lần này Tiêu Phàm cũng không xảy ra chuyện gì, hai tay để xuôi, lạnh lùng nhìn Kim Bào Nam Tử trước mặt. Kim Bào Nam Tử không phải ai khác, chính là tộc trưởng đời trước của hồn tộc, Hồn Thiên. Lúc trước ở bên trong chỉ xích thiên nhai, bị Tiêu Phàm dùng tu la thần nhãn đánh trọng thương, tu vi từ chiến thần đỉnh phong rơi xuống chiến thần hậu kỳ, cuối cùng may mắn trốn qua một kiếp. Về sau do tính toán của Tiêu Phàm và đám người Sở Thiên Minh, thả đầu lâu cửu U Ma Thần ra, sau đó Hồn Thiên tiến về thần kiếp địa. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới lại một lần nữa gặp Hồn Thiên ở đây, mà hắn còn có thể khống chế được đông đảo tử tinh lôi thú từ biến chiến thần trở lên. Không thể nào, vì sao ngươi lại không việc gì? Hồn Thiên kêu lớn, không thể tin nhìn Tiêu Phàm, hắn vừa mới rõ ràng biến thành si ngốc, rất nhanh, Hồn Thiên liền hiểu ra, tức giận nói, ngươi cố ý lừa ta hiện thân. Ngươi cũng không ngốc, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, những lo lắng trong lòng lập tức buông lỏng không ít, nếu như là gặp gỡ phải cao thủ chiến thần cảnh khác, Tiêu Phàm còn có chỗ cố kỵ, nhưng đối mặt với Hồn Thiên, Tiêu Phàm đã chắc chắn mình đứng ở nơi bất bại. Đừng nói ngươi chỉ là chiến thần cảnh, ngay cả ngươi là siêu việt chiến thần cảnh, thì cũng sao chứ? Chỉ cần ngươi là hồn tộc thì ta có thể khắc chế ngươi, ép ngươi tới mức không có bất kỳ sức phản kháng gì. Hừ, coi như ngươi không làm sao thì cũng có thể làm thế nào đây? Tử tinh lôi thú nơi đây có thể xé nát ngươi. Sắc mặt Hồn Thiên lạnh lùng, hắn thực sự hận thấu Tiêu Phàm. Nếu như không phải Tiêu Phàm xuất hiện, hắn đã tước đoạt được sức mạnh linh hồn của đám người Sở Thiên Minh, bây giờ có lẽ đã siêu việt chiến thần cảnh. Nhưng mà, cơ hội của hắn lại bởi vì Tiêu Phàm xuất hiện mà thất bại, hơn ngàn năm cố gắng đi tong, việc này làm sao không khiến hắn tức giận chứ? Đương nhiên, đây cũng chỉ là Hồn Thiên mong muốn đơn phương mà thôi, thiên phú của hồn tộc đã quyết định, muốn thành siêu việt chiến thần cảnh, dường như là không thể nào, chí ít tuyệt đại bộ phận hồn tộc là như thế. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Hồn Thiên, mấy người Tiêu Linh Nhi cũng đứng ngoài nhìn hắn chằm chằm. Trọc Thiên Hồng càng lộ ra vẻ khinh thường, thầm nghĩ trong lòng, một tên ngớ ngẩn, lần trước ở trước mặt công tử gặp xui xẻo còn không tự biết, lại nhiều lần cùng công tử đối nghịch, lần này xem ngươi chết như thế nào. Chờ đợi nửa ngày, Hồn Thiên rốt cục phát hiện có chút không đúng, ngắm nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, xung quanh vậy mà không có lấy một con tử tinh lôi thú xuất hiện. Có vẻ như tử tinh lôi thú của ngươi không nghe ngươi sai khiến nữa rồi. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, vừa rồi Tiêu Linh Nhi sử dụng độc dược mộng thiên niên, lại tăng thêm sương mù khuếch tán, những con tử tinh lôi thú kia đoán chừng đều ngủ cả rồi. Nếu như không phải lực lượng linh hồn của Hồn Thiên đủ cường đại, có lẽ cũng không thể đứng tại chỗ này diễu võ dương oai. Không thể nào, các ngươi làm sao có thể khống chế được trên trăm con tử tinh lôi thú. Hồn Thiên vừa sợ vừa giận, mọi việc cũng không dựa theo suy nghĩ của hắn mà phát triển, trong lòng lập tức cảm thấy bất an mãnh liệt. Hồn Thiên dù sao cũng là lão quái vật sống mấy ngàn năm, hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lạnh giọng nói, coi như không có tử tinh lôi thú, bản tôn cũng có vô số biện pháp giết chết các ngươi, cứ từ từ mà nếm thử tư vị của thần hồn dẫn lôi trận đi. Hắn đưa tay lên, các tảng đá xung quanh lần nữa di động, sương mù cuồn cuộn lan tràn. Một tia lôi điện kia bỗng bắt đầu trở nên cuồng bạo. Ầm ầm chân trời rung động, từng tiếng sấm nổ vang lên, chấn động đến màng nhĩ mọi người, một luồng khí tức ngột ngạt tràn ngập trong tim mọi người. Lúc đám người Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện ở hư không đan xen từng tia lôi điện sức mạnh cuồng bạo, vô cùng lóa mắt, khí tức mang tính chất hủy diệt mãnh liệt xông tới. Lôi bạo, sắc mặt mấy người Tiêu Linh Nhi đại biến. Lôi bạo kinh khủng như thế kia bọn họ đã được thấy tận mắt, giả cổ u là một cái ví dụ rất tốt. Trọc Thiên Hồng cũng cau mày, sức mạnh lôi điện cuồng bạo, cho dù là hắn đoán chừng cũng chịu không được bao lâu, cũng may năng lực tái sinh của hắn cũng không tệ lắm, lôi điện trong thời gian ngắn cũng không lấy được mạng hắn. Múa rìu qua mắt thợ, chỉ có Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, thậm chí cực kỳ khinh thường, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Trọc Thiên Hồng nghe vậy. Chẳng biết tại sao, lo lắng trong lòng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt hơi tỏa sáng, hắn hồi tưởng lại tất cả những việc vừa rồi Tiêu Phàm để hắn làm, chắc chắn không phải chỉ là ăn no dỗi việc, phải nhớ rằng Tiêu Phàm là hồn điêu sư. Mà Trọc Thiên Hồng đã thấy tận mắt thủ đoạn của Tiêu Phàm, nghĩ đến việc này, trong lòng Trọc Thiên Hồng vô cùng bình tĩnh. Sắp chết đến nơi còn không biết, Hồn Thiên cười lạnh không thôi, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
hắn xác thực không dám tới gần Tiêu Phàm, dù sao Tiêu Phàm cũng là Tu La Điện Chủ, tỏa hồn châu trên người càng là khắc tinh của hắn. Nhưng hắn đã sớm bố trí trận pháp ở nơi này, có thể mượn lực lượng của trận pháp, tùy ý giết chết Tiêu Phàm, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ đơn phương của hồn thiên mà thôi. Trong lúc hai tay hồn thiên kết ấn, lôi điện từ phía chân trời cuồn cuộn dẫn động, hóa thành từng đầu lôi long từ cửu tiêu gào thét mà tới, khí tức mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập trong tim mọi người. Chân trời, tiếng sấm bên tai không dứt, chân trời vốn mờ tối, đột nhiên trở nên sáng đến cực điểm, giống như ban ngày. Nhìn thấy lôi điện đầy trời đánh xuống, trong lòng đám người Tiêu Linh Nhi cũng biến thành vô cùng khẩn trương, trái tim đập thình thịch nhảy lên, kém chút nữa đã bật ra ngoài. Trọc Thiên Hồng cũng không khá hơn, mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng như trước. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng im không nhúc nhích tại đó, hồn thiên còn tưởng rằng Tiêu Phàm hoàn toàn bị sợ đến choáng váng, ngay cả phản kháng cũng không dám. Chết đi, hồn thiên hét lên một tiếng tức giận, một lần nữa hai tay đánh ra thủ ấn, con người chằm chằm nhìn vào Tiêu Phàm, nguyên bản hắn còn muốn tra tấn Tiêu Phàm một phen, nhưng cũng nhận ra Tiêu Phàm có điểm quỷ dị, hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, để tránh xảy ra bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Hắn cho rằng, Tiêu Phàm cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản lôi điện oanh sát, bởi vì cho dù là hắn, cũng không dám cùng lôi điện ngạnh kháng. Ầm ầm, một trận nổ liên tiếp vang lên, lôi điện đầy trời rốt cục đánh xuống, bao phủ lấy khu vực thạch lâm có đám người Tiêu Phàm đang đứng, đất đá bắn tung tóe trên mặt đất, từng khe rãnh lớn lan ra bốn phương tám hướng. À, ngay sau đó, một trận kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên, bên trong tiếng kêu kia, xen lẫn lửa giận vô tận cùng sự không thể tin nổi. Việc này, chỗ của đám người Tiêu Phàm, Trọc Thiên Hồng cùng mấy người Tiêu Linh Nhi đều trợn tròn mắt. Ở xung quanh bọn họ, tràn ngập vô tận lôi điện cuồng bạo, nhưng mà quỷ dị chính là, lôi điện kia tựa như có mắt, cố ý vòng qua bọn hắn. Rất hiển nhiên, tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt kia, cũng không phải từ đám người Tiêu Phàm kêu lên, mà là từ trong miệng hồn thiên truyền ra. Vì sao? Hồn thiên tức giận hét lớn, toàn thân hắn đen kịt một màu, trạng thái vô cùng buồn bã. Hồn tộc so với chủng tộc khác, mặc dù có ưu thế thiên nhiên, khi tu luyện một đường đi lên có thể tiến triển cực nhanh, nhưng đồng thời bọn hắn cũng có khuyết điểm của mình. Ví như lôi điện, bởi vì hồn tộc chỉ là thể linh hồn, xem như âm vật, mà lôi điện là vật chí dương, vừa hay cũng có thể khắc chế bọn hắn. Hồn thiên bị lôi điện đánh trúng, toàn thân da chóc thịt bong, máu thịt bắn tung tóe. Hắn thực sự nghĩ không hiểu, mình điều khiển thần hồn dẫn lôi trận, tại sao lại đánh trúng mình, mà đám người Tiêu Phàm lại bình an vô sự. Lại là một tên tự sát, Tiêu Linh Nhi cổ quái nhìn hồn thiên phía xa, cô hiển nhiên không biết là Tiêu Phàm giở trò quỷ. Nghe nói như thế, hồn thiên phẫn nộ tới cực điểm, nghĩ là Tiêu Linh Nhi đang chế nhạo hắn, bởi vì hắn căn bản không phải tự sát, chỉ là trận pháp này vượt quá khống chế của hắn. Hồn thiên nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, hai tay nhanh chóng kết ấn, muốn thu trận pháp lại. Nhưng sau khi thủ ấn của hắn đánh ra, hư không lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, lôi long đầy trời như cũ cuồng bạo đánh phá xung quanh, toàn thân hồn thiên, trên dưới nhiều chỗ đã lộ ra cả xương trắng, nhìn thấy mà giật mình. Tên khốn, là ngươi giở trò quỷ. Hồn thiên tức giận hết mức rồi, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm. Gặp báo ứng đi, Tiêu Phàm thờ ơ cười một tiếng, đưa ra dáng vẻ xem kịch vui. Ở trước mặt công tử khoe khoang trận pháp, thật là một tên ngớ ngẩn. Trọc Thiên Hồng khinh bỉ nhìn hồn thiên, lắc lắc đầu nói, chỉ có một thân thực lực, đáng tiếc không có đầu óc. Lông mày hồn thiên xoắn thành chữ xuyên choan, hắn lách mình nhanh chóng bay về phía khu vực không có sấm sét ở xa xa. Nếu còn tiếp tục, không được bao lâu, sức mạnh linh hồn của hắn sẽ tiêu tan không ít. Trong lòng hồn thiên có loại xúc động muốn chửi thề, việc này không phải là không may một cách bình thường, lần trước bị Tiêu Phàm công kích, linh hồn lực trực tiếp bị hạ xuống một tiểu cảnh giới. Bây giờ thật vất vả mới khôi phục lại được chiến thần đỉnh phong, vậy mà có thể lại rơi xuống đến chiến thần hậu kỳ. Đừng chạy, người chạy không thoát đâu, đừng lãng phí khí lực nữa. Tiêu Phàm nhìn thấy hồn thiên muốn chạy, lập tức nhắc nhở. Hồn thiên tất nhiên sẽ không nghe theo lời Tiểu Phàm. Lách mình cực nhanh xông ra,
nhưng mà đúng như Tiêu Phàm nói, hồn thiên di động tới đâu, lôi bạo vậy mà cũng di động theo tới đó. Đã nói mà không tin, Tiêu Phàm nhún nhún vai, dáng vẻ chuyện này không liên quan tới ta. Công tử, này sao lại thế này? Chẳng lẽ có liên quan tới việc trước đó ta hủy đi những tảng đá hình người sao? Trọc Thiên Hồng nghi ngờ nói. Mấy người Tiêu Linh Nhi cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ thế mới biết tất cả hóa ra là do Tiêu Phàm dở trò quỷ. Tảng đá hình người lúc trước gọi là dẫn lôi thạch, nguyên bản lôi điện đánh xuống, sẽ chỉ công kích người xung quanh dẫn lôi thạch, nhưng người phá hủy nó, không có dẫn lôi thạch, lôi điện tất nhiên sẽ công kích người dùng thần hồn dẫn ra lôi điện. Tiêu Phàm cười cười nói. Vậy tại sao chúng ta không có việc gì? Những lôi điện kia tựa như có mắt cố ý tránh khỏi chúng ta. Tiêu Linh Nhi lại hỏi, mấy người Trọc Thiên Hồng cũng lộ ra vẻ tò mò. Tiêu Phàm cười cười, chỉ vào một tảng đá hình tròn cánh đó khoảng một trượng nói, loại tảng đá này, tên là Hạo Nhiên Chính Khí Thạch, trong lúc vô hình lại phát ra một luồng Hạo Nhiên Chính Khí. Hạo Nhiên Chính Khí chính là khí chí dương, tất nhiên sẽ bài xích lôi điện cũng là chí dương. Khó trách công tử lựa chọn đứng ở bên cạnh tảng đá này, hóa ra chuyện là như vậy, cũng phải trách tiểu tử kia không may, mới học được chút trận pháp cũng dám ở trước mặt công tử khoe khoang, quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Trọc Thiên Hồng cười ha hả. Những người khác cũng cười, hồn thiên khoe khoang trận pháp trước mặt Tiêu Phàm, không phải tự rước lấy nhục nhã thì là cái gì? Đúng rồi, nếu như hắn cũng đứng ở trên Hạo Nhiên Chính Khí Thạch, vậy có phải cũng có thể ngăn cản lôi điện chi lực không? Tiêu Linh Nhi đột nhiên lên tiếng nói. Lui ra phía sau, Tiêu Linh Nhi còn chưa dứt lời, đột nhiên, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng. Phất tay, một luồng sức mạnh nâng nhóm người Tiêu Linh Nhi nhanh chóng lui về phía sau, xung quanh người hắn ngưng kết thành một vòng thần lực quang tráo, ngăn cản lôi điện oanh sát. Sau lúc đám người Tiêu Phàm vừa rời đi, một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống vị trí trước đó bọn họ đứng trên Hạo Nhiên Chính Khí Thạch, ngoại trừ hồn thiên còn có thể là ai. Tiếng nói chuyện của đám người Tiêu Phàm mặc dù không lớn, nhưng hồn thiên cũng nghe được rõ ràng, hắn bị lôi điện oanh sát chịu không được bao lâu nữa, nghe nói Hạo Nhiên Chính Khí Thạch có thể ngăn cản lôi điện, hắn không chút do dự lao đến. Đuổi đám người Tiêu Phàm đi, hồn thiên có cảm giác được như ý, nhưng sau một khắc, hồn thiên đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức đại hủy diệt mãnh liệt lao về phía mình. Trên đỉnh đầu hắn, một đạo lôi trụ rộng mấy trượng đánh thẳng xuống. Giống như diệt thế cực quang gào thét mà tới, đáng sợ tới cực điểm, so với lôi điện trước đó oanh sát hắn không biết cuồng bạo gấp bao nhiêu lần. Hồn thiên muốn chạy, nhưng lại phát hiện thân thể của mình đột nhiên không thể động đậy được, mà khi hắn ngẩng đầu nhìn về Tiêu Phàm ở đằng xa, phát hiện khóe miệng Tiêu Phàm có chút dương lên. Ngươi lừa ta, hồn thiên phẫn nộ toàn lực gầm thét, hắn như hiểu ra cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Nói, lừa ngươi, ta không hề lừa ngươi, là do ngươi quá gấp, ta còn chưa nói xong, ngươi đã muốn chiếm lấy Hạo Nhiên Chính Khí Thạch. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, vừa rồi quên nói, Hạo Nhiên Chính Khí Thạch đối với sinh linh bình thường không có quá nhiều tác dụng, tối đa cũng chỉ có thể trợ giúp một chút cho việc tu luyện chí dương công pháp. Nhưng còn có một điểm, Hạo Nhiên Chính Khí Thạch đối với những âm vật như linh hồn lại có hấp lực cường đại, hồn tộc vốn không khác lắm so với linh hồn thể. Cũng đều là thuần âm. Mặt khác, âm vật nếu ở trên Hạo Nhiên Chính Khí Thạch, thì tương đương với việc phóng đại vô hạn âm khí ở trên người, sau khi lôi điện cảm ứng được, chẳng những sẽ không biến mất mà còn càng phát ra mãnh liệt. Danh con, nếu ta không chết, nhất định phải nghiền xương ngươi thành tro. Hồn thiên phẫn nộ gầm thét, đáng tiếc, tiếng gào của hắn trong nháy mắt bị lôi điện chi lực bao phủ. Chỉ một lát sau, đã không thấy bóng dáng hồn thiên đâu nữa. Hạo Nhiên Chính Khí Thạch dưới chân hắn cũng nổ tung, hóa thành đá vụn bay đầy trời. Lôi điện bên trong thạch lâm chậm rãi biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh, hồn thiên cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Chết rồi, ánh mắt đám người Tiêu Linh Nhi đờ đẫn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đây chính là cường giả chiến thần đỉnh phong đó, vậy mà cũng không chống cự được lôi bạo đánh giết. Trọc Thiên Hồng nhìn Tiêu Phàm thật sâu, trong lòng cực kỳ phức tạp. Thần sắc cũng lấp lóe không yên, đường đường là chiến thần cảnh đỉnh phong, lại bị Tiêu Phàm chơi đùa tới chết, việc này khiến hắn làm sao bình tĩnh được. Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại, dùng linh hồn lực cảm ứng đến biến hóa xung quanh, xác thực không phát hiện được thân ảnh hồn thiên. Chẳng lẽ chết thật rồi?
Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, chậm rãi đi đến vị trí lúc trước của Hạo Nhiên chính khí thạch, hắn hiển nhiên không tin hồn thiên cứ thế mà chết đi. Dù sao hắn ta cũng là cường giả chiến thần đỉnh phong, cho dù lôi điện khắc chế hắn, cũng không thể giết chết hắn mới đúng, lôi điện chi lực kia tuyệt đối không thể hủy diệt được linh hồn chiến thần đỉnh phong. Dù là Tiêu Phàm, linh hồn bản thể chỉ là lục biến chiến thần, cũng có thể ngạnh kháng lôi điện oanh sát, hồn thiên không thể nào không chịu nổi. Mặt khác, hồn thiên còn có một năng lực quỷ dị, đó chính là hư hóa, nếu như thi triển năng lực hư hóa, lúc ấy lôi điện chưa hẳn có thể làm hắn bị thương, có thể hắn chỉ giả vờ, chỉ vì muốn đánh lén Tiêu Phàm. Nghĩ đến việc này, Tiêu Phàm càng trở nên cẩn thận, hồn thiên dù sao cũng là chiến thần đỉnh phong, bởi vì nguyên thân vốn là hồn tộc, cho nên thủ đoạn linh hồn của hắn ở đây sẽ không bị áp chế. Đương nhiên, nếu như là dùng linh hồn tập sát Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng không e ngại gì, luận về sức mạnh linh hồn, trừ yêu nghiệt cực kỳ cá biệt, bên trong chiến thần cảnh, Tiêu Phàm đã không sợ bất kỳ kẻ nào. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã tới gần vị trí Hạo Nhiên chính khí thạch trước đó, có điều Hạo Nhiên chính khí thạch sớm đã biến mất không thấy gì, thay vào đó là một cái hố sâu cực lớn, nơi đó ngoài một đống đá vụn, không còn cái gì khác. Vì lý do an toàn, Tiêu Phàm chuẩn bị triệu hồi ra tỏa hồn châu, linh hồn chiến thần đỉnh phong. Hắn cũng không thể coi thường được. Xoẹt, nhưng mà ngay lúc Tiêu Phàm triệu hồi ra tỏa hồn châu, một đạo lưu quang từ trong hư vô bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt bay vào trong đầu Tiêu Phàm. Trong hư không còn vang lên tiếng cười cuồng bạo, ha ha, danh con, lần này xem ngươi chết như thế nào. Ca, đám người Tiêu Linh Nhi kêu to, nhanh chóng vọt về phía bên này. Các ngươi không được qua đây, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng. Khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đạt được âm mưu, tâm thần trong nháy mắt chìm vào bên trong thần cung. Ở trong thần cung, một thân ảnh hiện lên bên trong bóng tối, mờ mịt quét mắt nhìn xung quanh, đó là một trung niên nam tử mặc kim bảo, chính là hồn thiên không thể nghi ngờ. Hắn nghĩ thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý, tập sát linh hồn Tiêu Phàm, nhưng mà sau khi hắn xông vào bên trong thần cung, căn bản tìm không thấy bóng dáng linh hồn Tiêu Phàm đâu. Hồn thiên chỉ cảm thấy mình đưa thân vào bên trong một mảnh vũ trụ vô ngần, tối tăm lạnh lẽo, căn bản không tìm được phương hướng, trong đầu xuất hiện một loại bất an nồng đậm. Trúng kế rồi, nơi này không phải không gian ý thức không thể nào lớn như vậy được. Hồn thiên nhỏ giọng thì thầm, trong lòng buồn bực muốn chết, hỏi thăm đến 18 đời nhà Tiêu Phàm cả trăm lần. Trước đó bị Tiêu Phàm lừa thì cũng thôi đi, bây giờ lại một lần bị Tiêu Phàm lừa. Việc này làm sao khiến hồn thiên không giận chứ? Có điều lần này hồn thiên đúng là hiểu lầm Tiêu Phàm, là hắn đánh lén Tiêu Phàm mà thôi, đáng tiếc không gian ý thức của Tiêu Phàm đã sớm tu luyện thành thần cung. Thiên đường có lối ngươi không tới, địa ngục không đường lạ muốn đi. Không thể không nói, ngươi giả vờ thật giống, nếu như không phải ta biết ngươi có được năng lực hư hóa, thì thực sự sẽ cho là ngươi chết rồi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong hư không. Không biết từ nơi nào truyền đến. Đồ vật nhỏ, thả ta ra ngoài. Hồn thiên phẫn nộ gầm thét, linh hồn lực của hắn tản ra bốn phía, muốn tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Phàm. Đáng tiếc, hồn thiên nhất định sẽ thất vọng, bên trong thần cung, linh hồn Tiêu Phàm đâu đâu cũng có. Thả ngươi ra ngoài, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao, thật vất vả ta mới khiến cho ngươi vào đây được. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường. Hắn vốn dĩ muốn tìm cách lừa gạt hồn thiên đi vào bên trong thần cung, bây giờ hắn ta lại tự mình đi vào, làm sao Tiêu Phàm có thể buông tha hắn chứ? Huống chi, Tiêu Phàm còn nghĩ đến việc báo thù cho hơn trăm chiến thần cảnh năm đó bị hồn thiên đánh chết. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chỉ có giết chết hồn thiên, Tiêu Phàm mới có thể diệt trừ ấn ký bên trong mệnh cách của bầy tử tinh lôi thú. Đối với Tiêu Phàm mà nói, thực lực của hồn thiên tất nhiên cường đại. Nhưng tuyệt đối không quan trọng như tử tinh lôi thú. Nếu như ngươi không giết được ta, chỉ cần ta có thể rời đi, sẽ đánh cho linh hồn ngươi tiêu tán. Hồn thiên lại bắt đầu đe dọa. Thật sao? Giọng nói khinh thường của Tiêu Phàm vang lên. Ngay sau đó, một tiếng thú gào thét vang lên, hồn thiên chỉ cảm thấy đại nguy cơ bao phủ quanh hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, một cánh tay hắn đã bị một luồng đại lực xé đứt. Danh con! Có giỏi thì cùng ta đánh một trận công bằng. Hồn thiên đau tới co thắt tim gan, đau đớn ở linh hồn, so sánh với đau đớn ở nhục thể còn thống khổ hơn nhiều.
đánh một trận công bằng. Vừa rồi lúc ngươi đánh lén ta sao không nghĩ tới việc cùng ta đánh một trận công bằng? Tiêu Phàm châm chọc nói. Sau một khắc, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào bên trong linh hồn thể, linh hồn lực của hắn trong nháy mắt mạnh hơn không ít. Trong lòng Tiêu Phàm không khỏi thầm than, quả nhiên không hổ là sức mạnh linh hồn của chiến thần đỉnh phong, một cánh tay ẩn chứa năng lượng cũng có thể để hắn nhanh chóng đột phá gông cùm xiềng xích của lục biến chiến thần. Nghĩ đến việc này, Tiêu Phàm càng không nghĩ tới việc bỏ qua cho hồn thiên, ở bên trong thần cung, coi như mài, Tiêu Phàm cũng có thể chậm rãi mài chết hắn. Dù sao, bây giờ chỗ dựa lớn nhất của Tiêu Phàm, cũng không phải là thực lực bản thân, mà là linh hồn bản thể cùng sức mạnh thí thần. Thí thần được gọi là thiên hạ đệ nhất thần thú, nó bây giờ mặc dù chỉ là thất biến chiến thần, nhưng đối phó với linh hồn chiến thần viên mãn cũng không có nhiều vấn đề. Mặt khác, tốc độ thí thần luyện hóa sức mạnh linh hồn cực nhanh, mười mấy nhịp thở đã nuốt chửng lấy cánh tay của hồn thiên hầu như không còn, loại tốc độ này, ngay cả Tiêu Phàm cũng bị kinh ngạc. Gào một tiếng, một cánh tay khác của hồn thiên bị thí thần cắn xé đứt xuống, lần này, hồn thiên thực sự sợ hãi, hắn căn bản không nhìn rõ tình trạng xung quanh, cảm giác nguy cơ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu tử, thả ta rời đi, chỉ cần ta rời đi, tất cả những gì ta có đều cho ngươi. Hồn thiên bắt đầu cầu xin khoan dung, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Không cần, ngươi chết, tất cả đồ của ngươi vẫn sẽ thuộc về ta. Tiêu Phàm không chút do dự nhanh chóng cự tuyệt. Nói đùa gì chứ, luyện hóa linh hồn hồn thiên, sức mạnh linh hồn của Tiêu Phàm có thể đột phá tới cảnh giới thất biến chiến thần. Trước khi tiến vào thất biến chiến thần, còn không có bất kỳ trở ngại nào, làm sao Tiêu Phàm có thể từ bỏ chứ? Nếu như ta tự bạo, ngươi cũng không chiếm được cái gì cả, pháp bảo này của ngươi cũng sẽ bị trọng thương, đừng ép ta. Hồn thiên nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có thể thử, Tiêu Phàm vẫn là câu nói kia, hắn mặc dù không biết linh hồn chiến thần cảnh đỉnh phong tự bạo sẽ có uy lực như thế nào, nhưng muốn nổ nát phụn thần cung, hẳn là cũng không dễ dàng. Mà điều kiện đầu tiên là hồn thiên có dũng khí tự bạo. Gào, lại một tiếng gầm vang lên, một cái chân của hồn thiên bị thí thần nuốt mất. Khóe miệng hồn thiên co rút lại, bây giờ cho dù có thể còn sống rời đi, thực lực của hắn đoán chừng cũng sẽ giảm đi nhiều. Tiêu Phàm căn bản không dự định sẽ buông tha hắn, cứ tiếp như thế, linh hồn của hắn sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Tiểu súc sinh, đây là ngươi ép ta. Sắc mặt hồn thiên biến hóa đến mức vặn vẹo, bị thí thần cắn nuốt không ít sức mạnh linh hồn, bây giờ sức mạnh của hắn đã tiếp cận đến rất gần chiến thần hậu kỳ, cứ tiếp tục như thế, sẽ chỉ có lợi cho Tiêu Phàm. Ép ngươi thì sao, có gan ngươi tự bạo đi. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường nói, dáng vẻ ta chắc chắn có ngươi rồi. Ép ngươi thì đã sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm không có vẻ gì sợ, hồn thiên lại do dự, nếu hắn là người không sợ chết, đã sớm tự bạo, căn bản không cần chờ đến bây giờ. Không ra gì, thật không biết, loại người như ngươi làm sao lại có thể trở thành tộc trưởng hồn tộc được. Giọng nói khinh thường của Tiêu Phàm tiếp tục vang lên. Hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa khống chế thí thần ra đánh giết, lần này thí thần mở rộng chiếc miệng lớn đỏ như máu, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ linh hồn hồn thiên vào trong bụng. Ngay từ đầu Tiêu Phàm đã không có ý định buông tha cho hồn thiên, người như thế này, coi như giết hắn 100 lần Tiêu Phàm cũng không hối hận, làm sao có khả năng bỏ qua cho hắn chứ. Ở phía bên ngoài, Trọc Thiên Hồng cùng mấy người Tiêu Linh Nhi đứng ở bên người Tiêu Phàm, mấy người hoàn toàn không biết làm sao. Đành phải lẳng lặng bảo vệ bên người Tiêu Phàm. Phụt, đột nhiên, hư không rơi xuống một thân ảnh mặc kim bào, mấy người Trọc Thiên Hồng giật nảy mình, mấy đầu xúc tu không chút do dự vung ra. Không có linh hồn, Trọc Thiên Hồng kinh ngạc vô cùng, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ cười. Đại thúc, tại sao hắn lại ở đây, vừa rồi tập kích ca ca của ta là cái gì vậy? Tiêu Linh Nhi nhìn bóng người mặc kim bào kia. Bóng người này này dĩ nhiên chính là hồn thiên. Trọc Thiên Hồng cười cười nói, vừa mới tập kích công tử hẳn là linh hồn của hắn, người này vừa rồi thi triển thủ đoạn nào đó, để cho thân thể mình ẩn nấp tại một mảnh không gian khác, sau đó công kích linh hồn công tử. Hắn là chiến thần đỉnh phong, vậy ca ca của ta sao rồi? Tiêu Linh Nhi càng thêm lo lắng. Linh hồn chiến thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm làm sao có thể là đối thủ của hắn được? Yên tâm. Công tử không có chuyện gì. Trọc Thiên Hồng cười lắc lắc đầu nói.
thể xác của hắn từ trong hư không rớt xuống, điều này cho thấy rõ linh hồn của hắn đã không khống chế được loại năng lực hắn thi triển nữa, hay nói cách khác, hắn đã chết rồi. Trọc Thiên Hồng còn có một câu không nói, bên trong không gian ý thức của Tiêu Phàm, còn có linh hồn của thí thần thú. Đối với thí thần thú, Trọc Thiên Hồng còn có niềm tin hơn so với Tiêu Phàm, chỉ ít hồn thiên muốn dùng linh hồn để làm tổn thương Tiêu Phàm là gần như không có khả năng. Thật sao, Tiêu Linh Nhi vẫn còn có chút không tin. Ngươi nhìn xem, thi thể của hắn. Trọc Thiên Hồng đột nhiên chỉ vào thi thể của hồn thiên kinh ngạc nói. Lúc đám người nhìn lại, lại phát hiện, thi thể hồn thiên hóa thành từng đợt mưa ánh sáng tiêu tán trên không trung, sau một lát đã không còn thấy đâu nữa. Ngay tại lúc đó, một luồng khí tức oai nghiêm từ bên trong cơ thể Tiêu Phàm mãnh liệt mà ra, đám người bị dọa vội vàng lui lại mấy bước. Bên trong thần cung của Tiêu Phàm, thí thần thú nuốt linh hồn của hồn thiên vào, quanh thân ẩn hiện một khí thế oai nghiêm, đối với thí thần mà nói, hồn thiên chỉ là thuốc bổ sung sức mạnh linh hồn mà thôi. Sau 10 nhịp hô hấp, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác khí thế của linh hồn thể của mình tăng vọt, một luồng sức mạnh huyền diệu bao phủ toàn thân. Chỉ một thoáng, linh hồn thể tựa như xuyên phá một tầng cách ngăn nào đó, một bước tiến vào một cảnh giới mới hoàn toàn khác. Cường độ linh hồn tương đương với thất biến chiến thần, xem ra ta còn phải thêm chút sức đột phá mới được. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Nếu như nói ra ngoài người khác đều không tin, mặt ngoài thì Tiêu Phàm chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng mà linh hồn cường đại lại đột phá đến chiến thần cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, người như vậy cũng không phải là không có, cường độ linh hồn của thần tu, bình thường đều có cảnh giới cao hơn, cho nên đối mặt với thần tu, chỉ xem thực lực mặt ngoài của hắn, rất có khả năng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Xem ra, thiên phú thần tu của ta so với thiên phú thể tu càng tăng mạnh hơn. Tiêu Phàm lại có chút đắc ý cười một tiếng, không thể không nói, năng lực linh hồn phân liệt kia, xác thực cực kỳ biến thái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tâm thần Tiêu Phàm rời khỏi bên trong thần cung. Ca, ngươi lại đột phá rồi. Nhìn thấy khóe miệng Tiêu Phàm nở nụ cười, Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nói. Xem như thế đi, Tiêu Phàm cười cười nói. Công tử, đây là hồn giới của hồn thiên. Trọc Thiên Hồng cung kính đưa cho Tiêu Phàm một chiếc nhẫn, nếu như không phải đám người Tiêu Linh Nhi ở đây, có lẽ Trọc Thiên Hồng đã giữ làm của riêng. Dù sao hồn thiên cũng là cường giả chiến thần đỉnh phong, những đồ hắn cất giữ làm sao có thể là đồ kém được. Tiêu Phàm cười cười, cũng không chút khách khí nhận lấy, hồn thiên đã chết, cấm chế bên trên hồn giới tự nhiên biến mất. Quét hồn lực qua, tất cả những thứ bên trong hồn giới trong nháy mắt từng cái hiện lên trong đầu Tiêu Phàm. Ngoại trừ mấy ngàn thần thạch cùng vài món thần dược bên ngoài, có vẻ như không có đồ vật gì quý giả. Tiêu Phàm có chút thất vọng lắc đầu nói. Tâm thần Tiêu Phàm đảo qua góc cuối cùng của hồn giới, chuẩn bị rời khỏi bên trong hồn giới. Đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ a một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lá cây vàng óng. Kim Diệp không biết được dùng vật liệu gì chế tạo thành, toàn thân óng ánh rõ ràng, không tì vết, không khác gì ngọc phiến, nhìn qua cực kỳ không tầm thường. Có điều nhìn kỹ, bên trên còn có từng đường vân nhỏ bé, giống như những đường vân trên lá cây, hết sức bình thường. Quỷ dị chính là, tâm thần Tiêu Phàm vậy mà không cảm ứng được nó tồn tại, quả nhiên là cực kỳ kỳ diệu. Nếu như không phải lúc tâm thần bao phủ Kim Diệp, tảng đá màu trắng bên trong thần cung đột nhiên chấn động một cái, có lẽ Tiêu Phàm cũng không phát hiện bên trong hồn giới còn có chiếc kim diệp đặc biệt này. Ca, đây là vật gì? Tiêu Linh Nhi cũng cảm nhận được mảnh này kim diệp này bất phàm. Công tử, cho ta xem một chút. Mà Trọc Thiên Hồng đứng bên cạnh vừa nhìn thấy kim diệp, con người bỗng nhiên co rút lại, thân thể cũng có chút run rẩy lên. Ngươi biết nó, Tiêu Phàm không ngờ tới hỏi. Một tay giao kim diệp cho Trọc Thiên Hồng. Cũng khó trách Tiêu Phàm không ngờ tới, với tầm mắt của Trọc Thiên Hồng, có rất ít đồ vật có thể làm cho hắn thất thố như vậy, trừ phi chiếc kim diệp này thật sự cực kỳ bất phàm. Trọc Thiên Hồng cầm kim diệp lên, cẩn thận chu đáo, càng xem càng kinh ngạc không thôi, sau đó khẽ run đưa kim diệp lại cho Tiêu Phàm, ánh mắt sáng rực, vô cùng không nỡ. Đây là vật gì? Tiêu Phàm tiếp nhận kim diệp, cũng không tùy ý như lúc trước. Đồ vật có thể làm cho Trọc Thiên Hồng thất thố như vậy, chắc chắn là đồ không đơn giản. Nếu ta đoán không lầm, cái này có thể là mảnh vỡ pháp tắc trong truyền thuyết.
Trọc Thiên Hồng hít sâu một hơi nói, trong lời nói tràn đầy rung động. Mảnh vỡ pháp tắc, đó là cái gì, không phải chỉ là một mảnh vỡ thôi sao, có thể làm được cái gì? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Tiêu Linh Nhi đã lên tiếng hỏi, trong lời nói có vài phần khinh thường. Có điều trong lòng Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, hắn có được truyền thừa của Tu La, tất nhiên biết hai chữ pháp tắc đại biểu cho cái gì, đây chính là sức mạnh trong truyền thuyết. Dù là trong truyền thừa của Tu La, ghi chép về sức mạnh liên quan tới chiến thần cảnh trở lên cực kỳ thưa thớt, nhưng vẫn có đôi câu vài lời, trong đó có liên quan tới sức mạnh pháp tắc. Linh Nhi cô nương, ngươi sai rồi, mảnh vỡ pháp tắc. Trọc Thiên Hồng có chút không phục nói. Có điều, không đợi hắn nói xong, Tiêu Phàm đã ngắt lời nói, được rồi, việc này mọi người tốt nhất giữ ở trong lòng, đối với bất kỳ người nào cũng không nên nhắc tới. Nếu không có lẽ sẽ nguy hiểm tới tính mạng của mọi người. Dứt lời, Tiêu Phàm thận trọng lấy ra một chiếc hộp ngọc, cất kim diệp vào bên trong hộp ngọc. Rõ, đám người vội vàng gật đầu, đối với Tiêu Phàm, bọn họ có tín nhiệm xuất phát từ nội tâm, đồng thời, bọn họ cũng đoán được mảnh vỡ pháp tắc này không hề tầm thường. Có nhiều thứ biết được, ngược lại không phải là chuyện tốt, bọn họ đều hiểu được đạo lý mang ngọc có tội. Được rồi. Chờ sức mạnh lôi điện tiêu tán hết, tiếp tục tìm kiếm thần lực chi tinh, đoán chừng không đến mấy ngày nữa liền có thể tiến về tầng thứ 8. Sau đó Tiêu Phàm lại đổi chủ đề. Công tử, vậy những tử tinh lôi thú này làm sao bây giờ? Ánh mắt Trọc Thiên Hồng đột nhiên nhìn lên trên thân những tử tinh lôi thú kia. Sự việc cũng thật phiền phức, tay Hải Tiêu Phàm nâng cằm, rơi vào trong trầm tư. Công tử, tổng cộng có 123 tử tinh lôi thú. Tất cả đều là tu vi tứ biến chiến thần trở lên. Trong đó có 78 tứ biến chiến thần, 32 ngũ biến chiến thần, 2 lục biến chiến thần. Ngoài ra còn có một thất biến chiến thần. Ở chỗ ở của đám người Tiêu Phàm trong Thạch Lâm, bọn người Trọc Thiên Hồng tốn hơn một canh giờ tập trung tất cả tử tinh lôi thú lại một chỗ. Nghe báo cáo của Trọc Thiên Hồng, nhóm người Tiêu Linh Nhi và Sở Nguyệt không khỏi hít một hơi khí lạnh. 123 tử tinh linh thú nếu như bỏ ở chiến hồn đại lục, ước chừng đều có thể quét sạch đa số thế lực rồi. Trong lòng Tiêu Phàm cũng rất không bình tĩnh, sức mạnh này nếu như có thể lợi dụng được, đối với Tu La Điện mà nói tuyệt đối là sự trợ lực rất lớn. Nhưng bây giờ điều hắn xoắn suýt là làm thế nào mới có thể thu phục sức mạnh này. Nếu như để chúng tỉnh lại, với thực lực của đám người Tiêu Phàm cũng không nhất định là đối thủ của những tử tinh lôi thú này. Nếu như không phải Tiêu Linh Nhi sử dụng thần phẩm độc dược mộng ngàn năm đánh ngã bọn chúng, bây giờ có lẽ Tiêu Phàm còn đang chém giết với bọn chúng. Cuối cùng cũng chưa biết được ai thắng ai. 123 thần thú, bọn chúng không phải đều là hồn thú cửu giai sao, sao có thể đột phá đến thần giai chứ? Tiêu Linh Nhi từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn không bình tĩnh được. Thần linh khí thuộc tính lôi ở đây cực kỳ nồng đậm. Hơn nữa lôi bạo đó cũng có thể giúp chúng cảm ngộ được lôi áo nghĩa. Năm dài tháng rộng đợi ở đây, đột phá cấp thần không phải vấn đề. Trọc Thiên Hồng nghĩ nghĩ giải thích nói. Nhưng vì sao không có chiến thần cảnh tiền kỳ? Dường như tất cả tử tinh lôi thú đều là chiến thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa đến một con cửu giai cũng không có. Đôi mắt đẹp của Tiêu Linh Nhi lấp lánh nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một quần tộc thông thường đều là tốt xấu lẫn lộn, giống như một tòa thành trì của nhân tộc. Trong đó có cấp cao, chắc chắn cũng có tu sĩ cấp thấp, khoảng cách sẽ rất lớn. Nhưng những tử tinh lôi thú này lại đều là tu vi thần giai trung kỳ trở lên. Đến một con cửu giai và thần giai tiền kỳ cũng không có, quả thật có chút quái dị. Trong lúc nhất thời Trọc Thiên Hồng cũng không biết giải thích vấn đề này thế nào. Nội tâm hắn cũng hoài nghi không thôi. Một quần tộc hồn thú cấp 9 không thể dũng mãnh thế này mới phải. Con nào là thất biến chiến thần? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn tử tinh lôi thú nói. Con đó, Trọc Thiên Hồng chỉ một con tử tinh lôi thú hơn 3 trượng cách đó không xa nói. Con tử tinh lôi thú này rất quái dị, thể hình của nó không phải lớn nhất nhưng mệnh cách là lớn nhất. Trên người cũng tản ra sóng thần lực của thất biến chiến thần cảnh. Ồ, Tiêu Phàm hơi bất ngờ, đi đến trước mặt tử tinh lôi thú kia. Dùng sức mạnh linh hồn cảm nhận một chút, xác thực như Trọc Thiên Hồng nói. Tử tinh lôi thú này là thực lực của thất biến chiến thần. Con này ước chừng là vương giả trong nhóm tử tinh lôi thú. Tiêu Phàm hơi xa sầm, sau đó nheo đôi mắt nói, Linh Nhi,
làm nó tỉnh lại. Các người lui ra sau một chút, Tiêu Linh Nhi gật đầu, sau đó lấy ra một bình ngọc để bên cạnh mũi của tử tinh lôi thú đó. Tử tinh lôi thú nhún cổ, sau đó mở bừng mắt ra. Một móng vuốt đập tới Tiêu Linh Nhi, tốc độ nhanh vô cùng. Tiêu Phàm phản ứng cũng cực nhanh, tung ra một trường cương thần lực rất lớn, tóm chặt lấy móng vuốt của tử tinh lôi thú, cùng là chiến thánh cảnh đỉnh phong nên Tiêu Phàm hoàn toàn có thể dễ dàng áp chế nó. Ngươi là Tiêu Phàm. Đầu tiên tử tinh lôi thú tức giận, sát khí nặng trĩu đợi Tiêu Phàm tới. Khi nó nhìn thấy gương mặt của Tiêu Phàm thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết ta, Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ kỳ lạ, bản thân lại là lần đầu đến đây cũng không quen biết tử tinh lôi thú gì cả. Chẳng lẽ uy danh của mình đã từ chiến hồn đại lục truyền khắp kiếp thần và cấm khu thần linh rồi? Trước đây ta ở cùng tên béo chết tiệt đó, ngươi đến đây rồi, vậy tên béo đâu? Tử tinh lôi thú vô cùng kích động nói, Tiêu Phàm thậm chí có thể nhìn thấy nước mắt lóe sáng trong mắt của nó. Mấy người Chọc Thiên Hồng mặt sạm lại, ngươi dù sao cũng là thất biến chiến thần nha, sao còn chảy nước mắt chứ? Ngươi là tử tinh lôi thú bên cạnh lão nhị, tiểu lôi sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn tử tinh lôi thú. Đúng vậy, ta là lôi hoàng. Đầu tử tinh lôi thú giống như gà nhỏ mổ thóc, rất có một dáng vẻ đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng. Nếu như người đứng ở trước mặt đó là Nam Cung Tiêu Tiêu, đoán chừng nó trực tiếp nhào lên luôn rồi. Sao ngươi đến đây? Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kỳ quái, trước đây hắn nhớ Nam Cung Tiêu Tiêu nói đám này phản bội rồi. Bây giờ xem ra chuyện giống như cũng không phải như thế. Đều là do lão già Bắc lão kia, hắn nói đưa ta đến một nơi tạo hóa, lúc đó ta tin. Không ngờ hắn đưa ta đến nơi quỷ quái này, vừa đến đã mấy năm rồi. Lôi Hoàng rất tức giận nói, răng mài đến vang lên ken két. Nhưng ngươi không phải cũng đột phá thần giai hậu kỳ rồi sao? Tiêu Phàm cười cười nói. Nhưng trong lòng hắn lại co lại, Bắc lão cũng thật là người chập chờn. Dựa theo lúc đó hắn từ Thánh Thành vô song về đến Ly Hỏa Đế Đô. Lôi Hoàng đến đây ước chừng đã 3-4 năm rồi. Kỳ thật không chỉ Lôi Hoàng, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong và Quan Tiểu Thất họ không phải cũng ở trong một không gian mấy năm sao. So ra mà nói mấy năm cô độc này đổi lại là thu hoạch lớn hơn. Hắn nhớ Lôi Hoàng lúc đó chỉ là tu vi chiến đế cảnh đỉnh phong. Thời gian khoảng 3 năm ngắn ngủi đột phá đến chiến thần hậu kỳ. Đây cũng thật sự không phải người thường có thể làm được. Điều này từ một phương diện nào đó cũng nói rõ lên thiên phú và nghị lực của Lôi Hoàng. Chỉ là điều Tiêu Phàm cảm thấy kỳ dị trong lòng là Bác lão làm thế nào biết được nơi đây có nhiều tử tinh lôi thú đến thế. Lẽ nào lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, Bác lão ở một thời không nào đó đến nơi này. Mặc dù vấn đề này có chút quái dị nhưng khả năng này rất lớn. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm cảm thấy tu vi của mình càng lớn mạnh. Càng không nhìn thấu lão sư này của mình. Ấy, ngươi nói như vậy, ta cũng thực sự không thể trách hắn. Lôi Hoàng thở dài một hơi, mặc dù ngoài miệng hận Bác lão nhưng đáy mắt lại là lộ ra vẻ kính sợ, mặc dù mấy lần cửu tử nhất sinh nhưng không có lĩnh ngộ trong sống chết, cũng không thể có cảnh giới bây giờ. Đúng rồi, tên mập đâu? Hắn cũng ở khoảng không gian này, chờ lôi bạo bên ngoài biến mất thì có thể tìm thấy hắn. Tiêu Phàm nói. Trong mắt Lôi Hoàng mang theo vẻ hưng phấn nói, ha ha, ta chắc chắn đã mạnh hơn tên mập chết tiệt đó rồi. Lần này ta phải ngược đãi hắn thật tốt, Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, đám Lôi Hoàng này thật sự không phải mang hận thông thường nhà. Sau đó lại nói, Lôi Hoàng, ta dự định rời khỏi nơi đây, ngươi định theo bọn ta hay sao? Trong ánh mắt Tiêu Phàm rất có vẻ mong đợi, vốn dĩ hắn còn đau đầu làm sao giải quyết chuyện tử tinh lôi thú, không ngờ lại gặp được người quen. Vậy điều khiển sức mạnh này sẽ rất đơn giản rồi. Nghe vậy, trên mặt Lôi Hoàng lộ ra vẻ cay đắng nói, ta rời khỏi không vấn đề nhưng các tộc nhân của ta không thể rời khỏi nơi đáng chết này, trừ phi. Trừ phi cái gì? Tiêu Phàm hỏi, sức mạnh này của tử tinh lôi thú hắn sẽ không bỏ qua. Trừ phi giải khai sức mạnh nguyền rủa, tộc nhân của ta chịu nguyền rủa. Một khi rời khỏi nơi này liền sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Lôi Hoàng lắc đầu. Thần sắc cực nghiêm trọng. Nguyền rủa, Tiêu Phàm có chút kinh ngạc, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói thứ sức mạnh kỳ dị này, do dự chốc lát nói, thêm một người thì thêm một phần lực khí, có lẽ ta có thể giúp các ngươi. Ngươi không được, nếu như tìm được tên mập có lẽ còn có chút cơ hội.
bởi vì sự nguyền rủa của tộc nhân ta đến từ chiến tộc. Lôi Hoàng hít thở sâu nói. Sự nguyền rủa của chiến tộc, Tiêu Phàm nghe vậy, kinh ngạc không thôi, hắn cũng thật sự không biết giữa quần tộc tử tinh lôi thú với chiến tộc có quan hệ gì. Chiến tộc sao lại nguyền rủa tử tinh lôi thú chứ? Thần sắc Lôi Hoàng khó coi một hồi giống như không muốn nói, hồi lâu mới nói, là năm đó sự chiến luân hồi nguyền rủa, nếu tử tinh lôi thú rời khỏi đây sẽ chết không nghi ngờ gì. Chiến luân hồi, nhịp tim Tiêu Phàm cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, chuyện này sao lại có liên quan với chiến luân hồi chứ? Chiến luân hồi phản bội chiến hồn đại lục, nguyền rủa tộc tử tinh lôi thú cũng không có gì ghê gớm. Dù sao quần tộc này vẫn rất lớn mạnh, Trọc Thiên Hồng lại vô tình nói. Hắn nói không sai, chỉ ít bây giờ xem ra quần tộc này của tử tinh lôi thú vẫn cực kỳ lớn mạnh. Nếu như đứng ở một bên chiến hồn đại lục, khẳng định cũng là sự trợ lực lớn lao. Không, chiến luân hồi không phản bội chiến hồn đại lục. Lôi Hoàng bỗng nhiên lắc đầu, phủ định cách nói của Trọc Thiên Hồng trước đó. Làm sao có thể, đám người Tiêu Linh Nhi đều không bình tĩnh được, người cổ tộc đều biết chính vì chiến luân hồi phản bội chiến hồn đại lục mới có cục diện hôm nay. Vấn đề này sớm đã không phải bí mật gì, thậm chí chiến thần điện cũng có không ít tu sĩ biết ngọn nguồn sự tình. Mà bây giờ Lôi Hoàng nói với bọn hắn chiến luân hồi chưa từng phản bội chiến hồn đại lục. Điều này bảo nhóm người Tiêu Phàm làm sao tin tưởng. Có thể nói là chiến luân hồi phản bội, cũng có thể nói không phải chiến luân hồi phản bội. Chiến luân hồi hiện tại với chiến luân hồi hàng ngàn năm trước đã không phải một người nữa. Lôi Hoàng lại nói, rốt cuộc chiến luân hồi đó có phản bội không? Tiêu Linh Nhi không có lòng nhẫn nại bị Lôi Hoàng xoay vòng như thế. Tiêu Phàm cũng híp hai mắt, rất không kiên nhẫn, hắn không thích bị người khác xem như tên ngốc. Nếu như ta nói cho các ngươi biết chiến luân hồi hiện tại đã không phải là chiến luân hồi hàng ngàn năm trước, các ngươi tin không? Lôi Hoàng tiếp tục nói. Tin chứ, chiến luân hồi hiện tại không phải bị cửu U Ma Thần khống chế rồi sao? Chiến luân hồi 5.000 năm trước dĩ nhiên khác biệt. Tiêu Phàm gật đầu, những tin tức này hắn cũng không xác định mà là căn cứ vào ý tứ của đám người Sở Thiên Minh mà đoán được. Nhưng nghe lời của Lôi Hoàng, Tiêu Phàm hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm chiến luân hồi rồi? Không phải, ý của ta là chiến luân hồi 5.000 năm trước với chiến luân hồi hiện tại không phải cùng một người. Lôi Hoàng lắc lắc đầu nói. Cái gì, điều này sao có thể? Tiêu Phàm cùng đám người Trọc Thiên Hồng kinh ngạc không thôi, khó mà tin được kết quả này, việc này nghe cũng quá rợn người rồi. Nếu như bây giờ chiến luân hồi không phải chiến luân hồi 5.000 năm trước, vậy lại là ai? Chuyện phải nói bắt đầu từ trận chiến vạn năm trước, với công pháp của chiến luân hồi tu luyện. Lôi Hoàng ung dung thở dài, bắt đầu chậm rãi kể lại. Thì ra vạn năm trước đây, trận chiến giữa chiến hồn đại lục và huyết ma bộ lạc, chiến luân hồi là cường giả hiếm có của chiến hồn đại lục, dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào. Trận chiến kia, chiến luân hồi cũng chịu thương nặng, sau khi thí thần ngã xuống, chiến luân hồi vẫn không từ bỏ chống lại, lãnh đạo chiến thần điện xông đến phía trước. Trải qua thời gian mấy ngàn năm, thương tích trên thân thể của chiến luân hồi càng lúc càng nghiêm trọng. Cuối cùng sau 4.000 năm gần như đi đến tình trạng sắp hết thọ mệnh. Đối với người bình thường mà nói, một khi tới tình trạng sắp hết thọ mệnh dường như chính là đi đến điểm cuối cùng của thọ mệnh. Cho dù là chiến thần cảnh cũng không ngoại lệ. Nhưng mà chiến luân hồi lại khác, công pháp hắn tu luyện vô cùng quỷ dị, tên là Âm Dương Luân Hồi Quyết. Lúc sắp lâm chung có thể ngưng tụ mọi tinh khí thần dung nhập vào trong linh hồn, sinh ra ý chí mới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, người tu luyện công pháp Âm Dương Luân Hồi Quyết cơ hồ là sẽ không chết. Đây cũng là nguyên nhân hắn đổi tên mình thành Chiến Luân Hồi. Không thể không nói Âm Dương Luân Hồi Quyết không phải chỉ bá đạo và nghịch thiên thông thường. Thế gian không có luân hồi chân chính nhưng công pháp này có thể khiến người chết phục sinh, không khác với luân hồi. Dù sao, tuy công pháp này lớn mạnh nhưng cũng tồn tại một vài nguy hiểm, cũng không phải nhất định có thể thành công. Ít nhất người tu luyện công pháp này trong lịch sử cũng chưa thấy qua ai có thể sống sót thật sự. Bởi vì cho dù sống sót, hắn cũng không phải bản thân ban đầu nữa, ý chí mới sẽ chiếm cứ linh hồn ban đầu. Chiến luân hồi chính là như thế, hắn thi triển Âm Dương Luân Hồi Quyết trùng sinh nhưng sinh ra ý chí mới. Ý chí mới lại chiếm đoạt linh hồn hắn. Nhưng trong thời khắc mấu chốt,
Chiến Luân Hồi đưa truyền thừa của chiến tộc ra ngoài để tránh linh hồn mới gây tai vạ tới chiến thần đại lục, cũng quét sạch một phần ký ức đó của mình. Tộc tử tinh lôi thú vốn là thú cưỡi của chiến tộc. Chiến Luân Hồi sợ ý chí mới lợi dụng tử tinh lôi thú nương nhờ tộc khác nên nhẫn tâm nguyền rủa với cả tộc tử tinh lôi thú. Chiến Luân Hồi cũng không phải muốn hại dị tộc tử tinh lôi thú, mà là lo lắng ý chí mới của mình lợi dụng bọn chúng. Nếu không, hắn căn bản cũng sẽ không để cả tộc tử tinh lôi thú sống sót đến bây giờ. Mặc dù Chiến Luân Hồi thân chịu thương nặng nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nếu như muốn hủy diệt dị tộc tử tinh lôi thú cũng không phải chuyện quá khó. Theo ngươi nói vậy, Chiến Luân Hồi bây giờ thật sự là một người khác rồi. Tiêu Phàm chau mày lại, rơi vào trong trầm tư. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có chút vui mừng, chỉ ít Chiến Luân Hồi năm đó vẫn vì chiến hồn đại lục mà nghĩ. Mặc dù bây giờ hắn bị hủy diệt rồi nhưng cũng chỉ là bị ý chí mới áp chế mà thôi, có lẽ không chết đi thật sự. Tính, cũng không tính vậy. Lôi Hoàng lắc lắc đầu nói, nhưng tộc nhân bọn ta cũng không có cửa trách Chiến Luân Hồi, bởi vì lúc đó lão tổ của bọn ta cũng đồng ý rồi. Sao ngươi biết những tin tức này? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Lúc trước Bắc lão đầu đưa ta vào nơi này, đạt được sự truyền thừa của tử tinh lôi thú. Đúng, đây cũng phải cảm tạ tên mập, để ta cũng thừa kế chút lực thiên lôi. Nếu không cũng không thể đạt được truyền thừa này. Nói đến đây, Lôi Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiêu Phàm gật nhẹ đầu, hắn cũng không phải hoài nghi Lôi Hoàng, mà là việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại hắn không nghĩ tới hàng phục bầy tử tinh lôi thú thế nào. Lôi Hoàng đạt được truyền thừa của tử tinh lôi thú, bây giờ thực lực càng là mạnh nhất, khống chế cả tộc này cũng không phải là chuyện quá khó. Chỉ là điều hắn lo lắng chính là làm sao mới có thể phá sự nguyền rủa này, mang cả tộc tử tinh lôi thú rời khỏi nơi này. Nếu như không phải do lời nguyền này, chúng ta cũng đã sớm có thể hóa thành hình người. Tên mập thân là người thừa kế của chiến tộc, hắn hẳn có thể phá giải lời nguyền của chúng ta. Đến lúc đó, hắn cũng có thể được một phần thiên đại tạo hóa. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Lôi Loàng tiếp tục nói. Chờ lôi bạo biến mất, ta liền tìm lão nhị đến. Tiêu Phàm tự nhiên không có ý cự tuyệt, lại nói, đúng rồi, sao các ngươi lại bị hồn thiên khống chế? Nghe được hai chữ hồn thiên, Lôi Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, sức mạnh linh hồn của tên đó quá lớn mạnh, khống chế ta trước, sau đó khống chế tộc nhân của ta. Nếu như không phải sợ bại lộ bí mật của tộc ta thì ta đã sớm liều mạng với hắn. Bí mật gì? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Lôi Hoàng vội vàng ngậm miệng không nói, tựa như lỡ miệng nói ra, một lát mới nói, Tiêu Phàm, xin lỗi, đây là bí mật. Ta chỉ có thể nói với tên mập, việc liên quan tới chiến tộc. Vậy thì chờ mấy ngày đi, Tiêu Phàm nhún nhún vai, trên mặt mang vẻ không sao cả. Theo Tiêu Phàm thấy thì chuyện tên mập biết được, bản thân hắn biết chỉ là sớm muộn mà thôi. Thậm chí những tử tinh lôi thú này cuối cùng cũng khẳng định theo tên mập. Hắn cũng không cần thiết cố ý đi chinh phục bọn chúng. Tiêu Phàm, phiền thức tỉnh tộc nhân của ta trước, Lôi Hoàng lại nói. Tiêu Phàm gật đầu với Tiêu Linh Nhi, suy nghĩ của hắn đã bay đến nơi xa xôi, bắt đầu trầm tư làm sao mới có thể tiến vào không gian tầng 8. Mấy ngày chớp mắt đã qua, mấy người Tiêu Phàm vẫn đợi trong thạch lâm, từ trong miệng Lôi Hoàng giải được không ít nội tình bí mật. Tiêu Phàm mới phát hiện chiến hồn đại lục vẫn có rất nhiều chuyện chưa từng ghi chép trong Tu La truyền thừa. Sau khi lôi bạo biến mất, mấy người Tiêu Phàm cáo biệt Lôi Hoàng, đi tìm kiếm mấy người Nam Cung Tiêu Tiêu. Đối với thú Lôi Hoàng này, Tiêu Phàm vẫn tin tưởng, hắn hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng từ trong Tu La truyền thừa tìm được không ít tin tức đối chiếu lẫn nhau liên quan tới chiến tộc. Tiêu Phàm cũng xác nhận lời nói của Lôi Hoàng đáng tin cậy. Công tử, nếu quả thật như lời nói của Lôi Hoàng đó, vậy có lẽ Chiến Luân Hồi cũng không đáng sợ như thế. Trên đường, Trọc Thiên Hồng truyền âm nói với Tiêu Phàm. Ngươi cũng nghĩ đến rồi. Tiêu Phàm cười nói. Thì ra công tử đã sớm nghĩ đến, xem ra là ta nói nhiều rồi. Trọc Thiên Hồng cười cười, lập tức lại nhíu mày nói, âm dương luân hồi quyết của Chiến Luân Hồi tu luyện đó ta cũng nghe nói qua, công pháp này xác thực rất quái dị. Quái dị thế nào? Tiêu Phàm bất ngờ, Chiến Luân Hồi hắn xác thực đã có dự định như thế nào? Nếu như nói Chiến Luân Hồi hiện tại chỉ là sinh ra ý chí mới,
vậy ý chí của chiến luân hồi trước chắc chắn cũng chưa từng phai mờ. Chỉ cần suy yếu đi ý chí mới hoặc là kích phát ý chí cũ, chiến luân hồi trước kia rất có khả năng sẽ trở về. Thậm chí, Tiêu Phàm còn nghĩ tới một vấn đề khác. Có lẽ chiến luân hồi cũng không phải là bị cửu U Ma Thần khống chế, mà là hắn tự nguyện nương nhờ cửu U Ma Thần. Tại Thái Cổ Thần Giới, ta cũng đã nghe nói một thứ vô thượng công pháp tên là cửu chuyển luân hồi quyết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai thứ công pháp này đều có chút tương tự. Đó chính là liên quan tới luân hồi, hoặc là nói trùng sinh. Trọc Thiên Hồng giải thích nói, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Thế gian làm gì có luân hồi gì đó, cái gọi là trùng sinh cũng chỉ là chưa từng thật sự chết đi mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Cho dù có, cũng không phải chúng ta có thể chạm tới, nhìn khắp chư thiên vạn giới, chúng ta vẫn là quá nhỏ bé. Trọc Thiên Hồng cũng thở dài một hơi. Tiêu Phàm trầm mặc, Trọc Thiên Hồng nói đúng. Hiện tại bọn hắn còn quá nhỏ bé, nếu như cửu U Ma Thần xuất thế, bọn hắn có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số. Sau đó mấy người cả đường không nói, sau mấy canh giờ, Tiêu Phàm mới dừng lại ngẩng đầu nhìn xa xa. Mấy chục bóng người hiện lên trên tầm mắt đám người Tiêu Phàm. Lúc này mới bao lâu, sao nhiều người như vậy tiến vào tầng thứ 7 rồi? Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nói. Đoán chừng là sau khi công tử giết phong lôi thú đó, trong thời gian ngắn phong lôi thú không thể ngưng tụ thành hình. Thời gian nửa chén trà, có nhiều người tiến vào như vậy cũng hợp tình hợp lý. Trọc Thiên Hồng lắc lắc đầu nói. Tuy phong lôi thú là quái thú áo nghĩa ngưng tụ sâu sắc nhưng quá trình hình thành cũng cực kỳ chậm chạp. Tiêu Phàm giết nó một lần, muốn ngưng tụ thành hình lần nữa đoán chừng cần thời gian rất dài. Tu sĩ tầng thứ 6 tự nhiên có thể thừa dịp thời gian này, tiến vào không gian tầng thứ 7. Nơi này có thể là lối vào tầng thứ 8, lão nhị bọn hắn sao lại chạy tới nơi này? Thần lực chi tinh tầng thứ 7 vẫn có không ít nha. Tiêu Phàm lại nghĩ đến vấn đề khác, phải biết bọn hắn vừa mới cùng nhau đi tới đã nhặt được 3 cái thần lực chi tinh. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm nhanh chóng bay đến nhóm người phía xa, một thân hình quen thuộc in dấu trong tầm mắt Tiêu Phàm. Nhưng ánh mắt của nhóm người Tiêu Phàm vẫn không để ý những tu sĩ đó, mà là trong chớp mắt rơi trên lôi vân cuồn cuộn. Một lúc sau mấy người dừng lại ở một đỉnh núi. Dưới chân đỉnh núi là một lạch trời rộng lớn, bên trong lạch trời, lôi vân cuồn cuộn màu xám gào thét như một con dã thú ngủ đông, tản ra hơi thở mang tính chất hủy diệt. Liếc nhìn một chút, mấy người Tiêu Phàm cũng cảm thấy cảm giác da đầu nổ tung, một sự nguy hiểm lớn lao quanh quẩn trong lòng mọi người. Nhìn kỹ, trong lôi vân màu xám đó mờ ảo có một cây cột đá thông thiên to lớn. Nhìn thấy không phải rất rõ ràng nhưng chúng nó thực sự tồn tại. Nơi này không phải chính là lối vào tầng thứ 8 sao? Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nói, bọn họ nghe Lôi Hoàng nói qua tình trạng của lối vào tầng thứ 8, với nơi đây quả thực giống nhau như đúc. Lão Tam, cuối cùng các ngươi đã đến rồi. Mấy người Tiêu Phàm vừa mới lấy lại tinh thần, một giọng nói đột nhiên vang lên, phóng tầm mắt nhìn lên thì thấy 3 thân hình từ đằng xa kích xạ mà tới. Người vừa tới không phải là ai khác, chính là Lăng Phong, Quan Tiểu Thất và Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiêu Phàm có chút vui mừng, may là đám người tên mập chưa tiến vào tầng thứ 8, nếu không kế hoạch của cả tộc tử tinh lôi thú liền tan vỡ. Cửa vào tầng thứ 8 ở trước mắt, sao họ cũng không tiến vào? Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn các tu sĩ phía xa nói. Tiến vào tầng thứ 7 cũng không dễ dàng, người cho rằng tiến vào tầng thứ 8 sẽ đơn giản sao? Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi trợn trắng mắt. Cái này có gì nguy hiểm, đạp trên những cột đá kia chẳng phải có thể tiến vào sao? Tiêu Linh Nhi nghi ngờ nói, mặc dù nàng nói như vậy nhưng cũng biết muốn tiến vào tầng thứ 8 khẳng định rất khó. Linh Nhi muội muội, muội cũng chớ xem thường lôi vân này. Trong lôi vân ẩn chứa một lực hư vô đáng sợ có thể ăn mòn xác thịt và linh hồn của con người, cho nên cho đến nay, cũng chưa từng nghe nói có người từng bước vào tầng thứ 8. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu nói. Đã không thể tiến vào tầng thứ 8, vậy tất cả mọi người ở chỗ này làm cái gì? Mặt khác, nghĩa địa chúng thần không phải có 9 tầng sao? Tiêu Linh Nhi lại hỏi. Nói là có 9 tầng nhưng ai biết có phải thật vậy hay không đâu, ngay cả tầng thứ 8 cũng chưa ai nhìn thấy qua. Bất kỳ người nào tiến vào bên trong đều sẽ bị lực hư vô ăn mòn. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu. Dừng một chút lại nói, về phần vì sao thủ tại chỗ này,
là bởi vì nơi này mỗi khi qua một khoảng thời gian sẽ từ không gian tầng thứ 8 phun ra một vài thần châu hư vô. Bên trong thần châu hư vô ẩn chứa đầy lực hư vô, vô cùng tốt đối với tu sĩ tu luyện. Thật sự có thần châu hư vô, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, hắn hiển nhiên là biết thần châu hư vô tồn tại, mà hắn biết rõ tác dụng của thần châu hư vô, không chỉ ẩn chứa lực hư vô đơn giản như vậy. Người xem, là cái này. Nam Cung Tiêu Tiêu thò tay lấy ra một viên ngọc màu xám khoảng bằng con ngươi. Viên ngọc màu xám trông vô cùng bình thường, phía trên lượn lờ chút sương mù màu xám, cho người ta một cảm giác cực kỳ huyền diệu. Thần châu hư vô này rất kỳ lạ, vậy mà không thể cho vào trong hồn giới. Quan Tiểu Thất cũng hết sức tò mò nói. Lão Tam, thu thần châu hư vô lại. Nó là đồ tốt, tương lai có tác dụng lớn. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Sau đó híp hai mắt nhìn về chỗ lôi vân màu xám đó, trong lòng lại bổ sung một câu, chưa hề có người tiến vào tầng thứ 8, sẽ là bộ dáng gì đây? Ta biết, dùng thứ này lĩnh ngộ áo nghĩa hiệu quả cực tốt, vừa mới sử dụng một viên mà đã giúp ta đột phá một tiểu cảnh giới. Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói, dùng nó lĩnh ngộ áo nghĩa cũng thật là lãng phí. Chọc Thiên Hồng bĩu môi, vô cùng không vui nói. Vậy còn có thể dùng như thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói, thần châu hư vô chính là dùng để lĩnh áo nghĩa, nếu như có thể đạt được càng nhiều, vậy là không thể tốt hơn rồi. Chọc Thiên Hồng còn chưa mở miệng, Tiêu Phàm đã dẫn đầu nói. Chọc Thiên Hồng không còn gì để nói, trong lòng thầm nhủ nói, thần châu hư vô dùng để khai thông thiên địa, có thể lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc trong truyền thuyết, dùng để lĩnh ngộ áo nghĩa. Sao không lãng phí chứ? Tiêu Phàm tất nhiên biết thần châu hư vô dùng để lĩnh ngộ pháp tắc. Vì hệ này cũng khiến Tiêu Phàm cực kỳ ngạc nhiên, nghĩa địa chúng thần lại có đồ tốt như thế. Các ngươi xem, Chiến Hoàng Thiên chuẩn bị tiến vào tầng thứ 8 rồi. Chẳng lẽ hắn muốn sáng tạo lịch sử sao? Đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Bọn người Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, thuận ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên một bộ bạch bào đã đạp lên cột đá thông thiên thứ nhất. Nhìn về bóng lưng của Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm hơi chau mày. Hắn luôn cảm thấy Chiến Hoàng Thiên trở nên hơi khác biệt nhưng cụ thể thay đổi chỗ nào lại không thể nói ra được. Đám người cũng nín thở chăm chú nhìn chằm chằm lôi vân màu xám, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. Tên Chiến Hoàng Thiên này vẫn luôn đè ép thế hệ thanh niên đến không thở được. Cho dù tu sĩ thế hệ trước cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Bất luận đi đến đâu đều là bị nhìn chăm chú. Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân của Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên cũng không quay đầu lại, dừng một lát lại đạp không mà lên, đạp đến cột đá thông thiên thứ hai. Trong quá trình này, hắn tựa như thừa nhận áp lực không gì sánh được. Khoảng cách giữa hai cột đá chỉ khoảng 20-30 trượng nhưng Chiến Hoàng Thiên đi cực kỳ gian nan. Chiến Hoàng Thiên cũng rất cần mặt mũi, lần trước bại trong tay Tam Ca, bây giờ ước chừng tìm chút mặt mũi trở về. Tầng thứ 8 không tiến vào dễ dàng như vậy đâu, đến lúc đó không thể tiến vào, ngược lại sẽ mất mặt. Quan Tiểu Thất bĩu môi nói. Ta sở dĩ có thể thắng hắn, chỉ là vừa lúc khắc chế hắn mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu nói, ta lại cảm thấy Chiến Hoàng Thiên không tệ, bây giờ còn có dũng khí bước vào tầng thứ 8. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, con người của Chiến Hoàng Thiên thế nào hắn không biết nhưng nghĩ đến cũng không phải một người không thể bại. Chính như tên mập nói. Hiện tại hắn còn có dũng khí muốn khiêu chiến, đã làm cho người khác kính nể. Tiêu Phàm phóng thích linh hồn lực ra, trong nháy mắt bao phủ khoảng cách chu vi mấy chục dặm. Đột nhiên thí thần chấn động một cái, hắn cảm thấy trong bóng tối như có vài đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn tâm thần không yên. Tiêu Phàm nhíu mày, sau đó nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu nói, đúng rồi, lão nhị, trước đó bọn ta gặp được tiểu lôi rồi. Nói lôi hoàng. Nam Cung Tiêu Tiêu chưa chắc biết nhưng hai chữ tiểu lôi hắn khẳng định biết đến. Tên kia ở đâu, ta không thể không giết tên phản đồ đó. Nói đến lôi hoàng, Nam Cung Tiêu Tiêu liền vô cùng phẫn nộ, sát khí tràn ra. Hắn không phải phản đồ, chuyện là như thế này. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải giải thích tất cả mọi chuyện cho Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra. Nó nói là sự thật. Nghe lời của Tiêu Phàm xong, Nam Cung Tiêu Tiêu trầm ngâm nói. 89/10, Tiêu Phàm gật đầu nói. Hắn ở đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài một hơi, đối với lôi hoàng, hắn vẫn còn có chút tình nghĩa.
Lúc ấy hai người cũng coi là cùng chung hoạn nạn mà trải qua. Chọc Thiên Hồng, Linh Nhi, các ngươi dẫn lão nhị qua đó. Tiêu Phàm nhìn mấy người Tiêu Linh Nhi nói. Ca, một mình đại thúc đi là được, ta ở lại. Tiêu Linh Nhi có chút không muốn rời đi, nàng cũng không phải là một người an phận, đi theo Tiêu Phàm cái gì cũng có thể kích thích hơn một mình nàng rất nhiều. Nghe ta, ngươi muốn thần châu hư vô, nếu như có được một ít, lát nữa ta cho ngươi là được. Tiêu Phàm lắc đầu, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Nếu quả thật có thần châu hư vô, Tiêu Phàm tự tin với thực lực của hắn muốn có được cũng không phải là chuyện quá khó khăn, xem hắn có muốn hay không mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm càng hiếu kỳ là không gian tầng thứ 8, thần châu hư vô đều là từ tầng thứ 8 mà đến, vậy thần châu hư vô trong không gian tầng thứ 8 có phải rất nhiều không? Nếu như có thể tiến vào không gian tầng thứ 8, sẽ phải lo lắng không có thần châu hư vô sao? Đương nhiên nghĩ thì nghĩ vậy, muốn đi vào không gian tầng thứ 8, vậy cũng không phải là dễ dàng. Tiêu Phàm biết thực lực của Chiến Hoàng Thiên, mặc dù lần trước bại bởi Nam Cung Tiêu Tiêu nhưng đây tuyệt đối không phải thực lực thực sự của Chiến Hoàng Thiên. Chính như Nam Cung Tiêu Tiêu nói, chỉ là đúng lúc khắc chế hắn mà thôi. Thật sự muốn chiến một trận, Tiêu Phàm cũng không dám nói nhất định có thể thắng được hắn. Đến Chiến Hoàng Thiên cũng đi khó khăn như thế, muốn thành công xuyên qua lạch trời tiến vào không gian tầng thứ 8 sao dễ dàng vậy được. Tiêu Linh Nhi bất đắc dĩ, biết Tiêu Phàm là chủ nói 102, cũng không thể tiếp tục phản bác. Vì thế mấy người Tiêu Linh Nhi, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chọc Thiên Hồng quay người rời đi. Chỉ có ba người Tiêu Phàm, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất ở lại. Lão Tam, có phải phát hiện gì hay không? Lăng Phong nhíu mày, nhìn xung quanh truyền âm nói với Tiêu Phàm. Hắn luôn cảm thấy trong bóng tối có tận mấy đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này của họ. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, nói chúng ta bị người ta nhắm trúng rồi. Tiêu Phàm vô cùng tự tin đối với trực giác của mình, sự bất an trong lòng đó tuyệt đối không phải giả. Chỉ là hắn nghĩ không thông trong không gian tầng thứ 7, bất kỳ ai cũng không thể thi triển lực áo nghĩa sao có thể uy hiếp được an nguy của hắn chứ. Chẳng lẽ là giống kiểu hồn thiên có được linh hồn lớn mạnh? Tiêu Phàm lắc đầu, cho dù có được linh hồn chiến thần viên mãn thì như thế nào? Tiêu Phàm có tỏa hồn châu, hơn nữa trong thần cung còn có thí thần chấn thủ. Trừ phi vượt qua chiến thần cảnh, nếu không không thể nào lấy mạng của hắn mới đúng. Nhưng hắn lại cảm thấy sự bất an đó vô cùng rõ ràng, như có người cố ý nhắm vào hắn. Là ai? Quan Tiểu Thất trầm giọng nói, Tam ca, có cần ta gọi người của linh tộc tới không? Không cần, Tiêu Phàm lắc đầu, linh tộc ở trong tối là tốt nhất, nếu quả thật có người gây bất lợi cho chúng ta. Cũng có thể thêm một con át chủ bài lớn. Tiêu Phàm biết Quan Tiểu Thất thân là tộc trưởng linh tộc hôm nay, trong bóng tối khẳng định có không ít người bảo hộ hắn. Linh hồn lực tìm kiếm bốn phía, Tiêu Phàm cũng không phát hiện rốt cuộc là ai muốn gây bất lợi cho hắn, đối phương ẩn núp vô cùng tốt. Các ngươi xem, đó là Diệp Khuynh Thành, hắn cũng lên đó rồi. Đột nhiên, lại một tiếng kêu sợ hãi vang lên, lại nhìn thấy một thanh niên mặc áo bào trắng đột nhiên đạp không mà lên. Chính là Diệp Khuynh Thành xếp hạng thứ 2 trong thập đại yêu nghiệt. Diệp Khuynh Thành một bộ bạch bào trắng hơn tuyết, tay áo phất phới, động tác tùy tiện mà thoải mái, bá đạo hơn Chiến Hoàng Thiên. Diệp Khuynh Thành có một khí chất xuất trần, giống như trích tiên hạ phàm. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu, xung quanh không ít tu sĩ nhao nhao tới gần Lôi Vân màu xám. Đây không phải là Sở Vân Phi sao? Hắn lại cũng tới rồi, trên thân còn sát khí nặng nề. Người xem hắn nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt tràn đầy vẻ tàn bạo. Không chỉ hắn, còn có Mộ Dung Minh Nguyệt, Lăng Thanh Tịch, Độc Cô Tướng Đình, Phong Thiên Khê đều chạy tới nơi này. Hoàng Phủ Thiên Hữu cũng tới rồi, nghe nói hắn với Tiêu Phàm cũng có thù. Khoảng thời gian trước, nghe nói hắn với Sở Vân Phi đến rất gần. Ồ, đây không phải là Tô Vân Nhiên của Tây Vực sao? Trong thập đại yêu nghiệt thì hắn là ít tiếng tăm nhất, ít đến mức không bao nhiêu người biết tên hắn. Không ngờ hắn cũng đến tầng thứ 7 rồi. Thập đại yêu nghiệt có vẻ như chỉ kém Dạ Cô U nhưng thực lực của Tiêu Phàm không yếu hơn thập đại yêu nghiệt, có thể nói là thập đại thiên tài đỉnh cao tề tụ. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, tu sĩ xung quanh nhìn thấy ánh mắt những người kia tràn đầy vẻ kính sợ. Thập đại yêu nghiệt xuất hiện 9 người một lần, đây là chuyện chưa từng có. Nhịp tim của đám người cũng bắt đầu tăng nhanh, nhiều thiên tài tề tụ như vậy đoán chừng có chuyện bất thường sắp xảy ra.
thập đại yêu nghiệt có 9 người đến. Lăng Phong nhíu mày lại, ý chiến đấu tự nhiên sinh ra. Không phải 9 người, 10 người đều tới đông đủ. Tiêu Phàm cười cười, con người lại đảo qua bờ vách núi nơi xa, ánh mắt rơi vào trên thân hình hắc bào. Cũng tại lúc này, đột nhiên có một bóng đen từ trong mắt mọi người lướt qua, tốc độ nhanh vô cùng, không hề chậm hơn Diệp Khuynh Thành. Lúc đám người phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện bóng đen kia mang theo áo khoác màu đen, căn bản không thấy rõ là ai. Một khắc sau, chuyện xảy ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ thấy người áo khoác đen đó từ trên cột đá lôi vân đầu tiên đạp lên cột đá thứ hai, đột nhiên một kiếm chém tới cột đá thông thiên thứ nhất. Oanh một tiếng, kiếm khí đâm vào phía trên cột đá thông thiên thứ nhất, cột đá bỗng nhiên run rẩy kịch liệt tựa như mọi lúc đều có thể đổ vỡ. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn hủy diệt cột đá, không để cho người khác vào tầng thứ 8 sao? Đám người thấy thế, có người phẫn nộ thét lên. Khó trách đám người tức giận không thôi, mỗi người đều có quyền thông qua tầng thứ 8, sao lại dễ dàng tha thứ cho người khác hủy diệt nó? Cũng tại lúc này, lần lượt từng thân hình tranh nhau chen lấn đạp không mà lên. Nếu như còn không đi, lát nữa cột đá bị hủy, muốn thông đến tầng thứ 8 sẽ vô cùng khó khăn. Điều quỷ dị chính là lúc những người kia bước vào cột đá thứ hai, chỉ liếc mắt nhìn người áo choàng đen lần nữa vút qua cột đá thứ ba, cũng không ngăn cản người áo choàng đen. Tiêu Phàm nhận ra vài người, bọn người Hoàng Phủ Thiên Hựu, Sở Vân Phi tất cả đều xuất hiện. Lão Tam, chúng ta cũng lên đó. Trên mặt Lăng Phong lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như toàn bộ cột đá bị hủy, bọn hắn muốn thông đến tầng thứ 8, đó là tuyệt đối không thể nào. Trong lôi vân hải màu xám ẩn chứa một lực hư vô lớn mạnh, muốn vượt qua dường như là không thể nào. Nếu không, nơi này cũng không thể là con đường duy nhất thông đến tầng thứ 8. Đột nhiên, từng tia sáng từ trong lôi vân hải màu xám bay vụt tới. Tu sĩ mắt sắc bén nhìn thấy đó là từng viên thần châu hư vô, mọi người lập tức trở nên hưng phấn. Nhưng điều khiến bọn hắn thất vọng là những thần châu hư vô đó cách mỗi cột đá không xa. Toàn bộ bị tu sĩ trên cột đá lấy mất. Nói cách khác, nếu như không bước vào cột đá lôi vân là không thể có được thần châu hư vô. Hơn nữa, đi được càng xa trên cột đá thì càng có được nhiều thần châu hư vô. Tam ca, nhìn thấy những người khác đạt được thần châu hư vô, Quan Tiểu Thất hơi đỏ mắt. Không, Tiêu Phàm nhắm hai mắt nói, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất nghe vậy, không hiểu nhìn Tiêu Phàm. Chẳng lẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy sao? Tiêu Phàm thở sâu, lắc đầu nói, các người không thể đi, ta đi. Lão Tam, không thể lúc nào cũng để đệ đi mạo hiểm, đệ không phải nói nơi này có người nhắm vào chúng ta sao? Nếu như đệ đi, bọn hắn không phải cũng sẽ ra tay với chúng ta sao? Lăng Phong lắc đầu. Tiêu Phàm nhất thời không biết phản bác thế nào, Lăng Phong nói rất đúng. Nếu như đối phương cố ý lừa hắn đi, sau đó đối phó với Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất. Hắn cũng không thể chiếu cổ cả hai bên. Tam ca, đệ biết huynh lo lắng cho bọn đệ, muốn tự đi dò xét một chút. Huynh cứ yên tâm đi, đại ca và đệ cam đoan sẽ không để liên lụy đến huynh. Quan Tiểu Thất cười nói, con người kiên định lạ thường. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn có chút do dự, Lăng Phong trầm giọng nói, nếu như đệ còn coi ta là đại ca thì hãy nghe ta. Lão đại cũng nói vậy rồi, ta có thể thế nào? Tiêu Phàm thở sâu. Bất đắc dĩ nhún vai nói. Hắn cũng không phải lo lắng Lăng Phong và Quan Tiểu Thất cản trở, với thực lực hiện nay của hai người đã vượt qua hắn ở rất nhiều phương diện rồi. Chỉ là hắn không muốn để cho hai người đặt mình vào nguy hiểm mà thôi. Lăng Phong cũng nói như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không thể phản bác. Nếu như trên đời này sau lưng của hắn còn có người có thể phó thác, Lăng Phong và Quan Tiểu Thất chắc chắn nằm trong số đó. Đi thôi. Cho dù núi đao biển lửa, ba huynh đệ chúng ta cũng không sợ hãi. Tiêu Phàm đột nhiên cười cười, lập tức lách mình lao nhanh về phía lôi vân hải màu xám. Đi, Quan Tiểu Thất và Lăng Phong theo sát phía sau, tốc độ cũng không hề chậm hơn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng đi lên rồi. Đám người sợ hãi kêu lên, Tiêu Phàm xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của đa số mọi người. Cùng lúc đó, thân hình của bọn người Sở Vân Phi và Hoàng Phủ Thiên Hựu đột nhiên dừng lại trên cột đá lôi vân, quay đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lẽo. Thời gian vài nhịp hít thở, Tiêu Phàm xuất hiện ở bờ lôi vân hải. Người áo choàng đen đó nhìn thấy Tiêu Phàm đến thì công kích càng thêm hung mãnh.
các hạ không khỏi quá ích kỷ rồi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lách mình xuất hiện ở phía trên cột đá lôi vân thứ nhất. Chỗ trên cột đá lôi vân không nhỏ, đại khái có chu vi 2-3 trượng, chứ 20 người không phải vấn đề quá lớn. Ngay sau đó, Lăng Phong đưa tay xuất ra một kiếm, một đường kiếm màu đỏ sẫm gào thét mà ra, xông thẳng đến người áo choàng đen đối diện. Kiếm khí của hai người va chạm tại hư không, hóa thành vô số kiếm khí bay ra tứ phía, lôi vân bị kiếm khí xé ra. Đại ca, đệ tới giúp huynh. Quan Tiểu Thất thấy thế, lấy cung tên ra, trực tiếp kéo thành hình trăng tròn. Một mũi tên phá không mà ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người áo choàng đen. Người áo choàng đen thấy thế, nhanh chóng tránh qua một bên. Tuy Quan Tiểu Thất không sử dụng phi vũ thần cung nhưng trên cột đá lôi vân, phạm vi di chuyển của con người có hạn nên chỉ có thể trở thành bia ngắm sống của hắn. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tựa như đoán được thân phận của người áo choàng đen. Tiêu Điện Chủ, ta có thể ở cùng các ngươi không? Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đạp lên cột đá lôi vân, đột nhiên một giọng nói từ phía sau truyền đến. Còn có ta, lại một giọng nói trong trẻo vang lên, giống như tiếng chim hoàng anh dễ nghe êm tai. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Độc Cô Tướng Đình và Lăng Thanh Tịch đi tới. Điều này cũng khiến Tiêu Phàm bất ngờ, bọn hắn đây là công khai đứng bên mình sao? Lát nữa chắc là không thể thiếu chút phiền phức. Tiêu Phàm cười cười, hắn ám chỉ hai người nếu như đi cùng ta thì lát nữa xảy ra chuyện cũng đừng hối hận. Có Tiêu Điện Chủ ở đây, phiền toái gì cũng sẽ tan thành mây khói. Độc Cô Tướng Đình cười cười, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cuối cùng quyết định nghe lời của lão tổ Độc Cô Tuyệt của hắn rồi. Ta nghĩ cũng phải, Lăng Thanh Tịch cười tươi như hoa, đẹp không gì sánh được. Mộ Dung Minh Nguyệt cách đó không xa cười lạnh nhìn Lăng Thanh Tịch và Độc Cô Tướng Đình, nhỏ giọng thầm thì nói, ở cùng Tiêu Phàm. Lát nữa các ngươi chết như thế nào cũng không biết, Mộ Dung Minh Nguyệt không biết, mình lần này tới lần khác đối đầu Tiêu Phàm đã bỏ qua một cơ hội cực tốt. Tiêu Phàm nhìn thấy Độc Cô Tướng Đình và Lăng Thanh Tịch kiên quyết như thế, khẽ mỉm cười nói, hảo ý của hai vị, Tiêu Mỗ tự nhiên không dám cự tuyệt. Dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay ra hiệu mời, Lăng Thanh Tịch và Độc Cô Tướng Đình nhìn nhau, cùng nhau bay đến cột đá lôi vân thứ nhất. Tiêu huynh, tính thêm ta nữa, thế nào? Cũng vào lúc Tiêu Phàm xoay người chuẩn bị đạp lên cột đá lôi vân thì một giọng nói hút hồn vang lên. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trên hắn ba trượng, một thanh niên mặc áo bào trắng khoảng 23, 24 tuổi mang theo nụ cười ấm áp xuất hiện hơi thi lễ với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thật sâu thanh niên áo bào trắng trước mặt, nơi sâu thẳm ở đáy mắt hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện bản thân lại không nhìn thấu người này. Tam ca, đệ tới giới thiệu với huynh. Đột nhiên, Quan Tiểu Thất từ đằng xa bay vụt tới, đáp vào trước mắt hai người, nói, vị này là Tô gia Tô Vân Nhiên đến từ cổ tộc của Tây Vực. Vân Nhiên huynh, đây là tam ca của ta. Hóa ra là Tô huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiêu Phàm nghe xong cái tên này, trong nháy mắt liền nghĩ tới gì đó. Người này lại chính là Tô Vân Nhiên một trong thập đại yêu nghiệt. Cái tên này đúng là như sấm bên tai, chỉ là chưa gặp qua người thật mà thôi. Tiêu huynh khách khí rồi, danh tiếng Tiêu huynh mới là như sấm bên tai đó. Tô Vân Nhiên cười nhạt một tiếng, chắp tay nói. Được rồi, đều đừng khách sáo nữa. Bây giờ còn không qua đó, lát nữa sẽ không kịp. Quan Tiểu Thất vội vàng nói. Tiêu Phàm gật đầu, từ trong lời nói của Quan Tiểu Thất. Hắn nghe ra sự tín nhiệm đối với Tô Vân Nhiên có điều ngẫm lại cũng thấy bình thường. Tô gia chính là người nắm giữ quản lý Liệp Hồn Các, giỏi giao lưu với hồn thú. Mà hồn thú và linh tộc vô cùng thân mật, giữa hai người có liên hệ nhất định cũng không có gì ghê gớm. Tiêu Phàm cũng ước phía mình có thêm vài người, sự bất an đó trong đầu hắn càng lúc càng mãnh liệt, có thể liên hợp với ba đại yêu nghiệt Lăng Thanh Tịch, Độc Cô Tướng Đình và Tô Vân Nhiên này cũng là lựa chọn không tệ rồi. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không trung mà bước lên, sau đó nhanh chóng bay đến cột đá lôi vân thứ nhất. Lực hư vô thật kỳ lạ, trong nháy mắt Tiêu Phàm bước vào trong đám lôi vân màu xám kia thì một lực ăn mòn mạnh mẽ cuộn trào mãnh liệt lao tới bên trong cơ thể. Hắn không hề do dự sử dụng thần lực ngăn cản, nhưng lại phát hiện thần lực vậy mà cũng đang nhanh chóng bị trôi đi. Chẳng trách không có ai tiến về phía không gian của tầng thứ 8. Đoán chừng cũng không có ai bằng lòng tiến về phía tầng thứ 8,
tiêu hao thần lực như vậy, một khi tiến vào không gian của tầng thứ 8 mà gặp nguy hiểm gì thì cơ bản là không có sức phản kháng. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn đã thử mấy cách rồi vậy mà đều không có cách nào ngăn cản thần lực trong cơ thể sói mòn, chỗ bá đạo của lực hư vô được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí Tiêu Phàm còn đang nghĩ, nếu như có thể nắm lực hư vô trong tay thì chẳng phải là có thể hòa tan và ăn mòn tất cả, thậm chí còn có thể hòa tan luôn bất kỳ công kích nào của kẻ thù hay sao? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng muốn chân chính nắm lực hư vô trong tay lại khó đến thế nào, ít nhất là hắn không thể nào làm được. Ngay giây phút Tiêu Phàm đang hết sức thất vọng thì một chuyện vô cùng đáng kinh ngạc đã xảy ra, chỉ thấy bên ngoài cơ thể Tiêu Phàm đột nhiên hiện lên một lớp sương mù màu đen nhàn nhạt. Sương mù ngưng tụ thành từng chiếc lốc xoáy nhỏ đang chậm rãi cắn nuốt lực hư vô xung quanh. Tâm thần của Tiêu Phàm tiến vào bên trong cơ thể, bỗng phát hiện ra tất cả lốc xoáy màu đen đã cắn nuốt lực hư vô kia di chuyển vào trong thần cung. Thí thần, Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, suýt thì kêu lên. Chỉ thấy thí thần đang mở to miệng lớn chậm rãi cắn nuốt lực hư vô, hơn nữa sau khi cắn nuốt lực hư vô thì hơi thở trên người thí thần đang xảy ra biến hóa vi diệu. Chẳng lẽ bên trong lực hư vô cũng ẩn chứa một loại thần tính nào đó? Do đó thí thần mới có thể hoàn toàn cắn nuốt luyện hóa để tự làm mình mạnh lên. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh, như vậy thì mình căn bản không cần phải sợ hãi sức mạnh của lực hư vô nữa rồi. Chẳng bao lâu Tiêu Phàm liền phục hồi lại tinh thần, vững vàng dừng trên cây cột đá lôi vân thứ nhất, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người mặc áo choàng đen đối diện. Lão Tam, thằng nhóc này vẫn chưa từ bỏ ý định, ta đi làm thịt hắn. Lăng Phong nhìn thấy Tiêu Phàm đến, lập tức tự tin lên nhiều. Cách không giao thủ như vậy, hai người không ai có thể làm gì được ai, sự kiên nhẫn của Lăng Phong cũng đã bị mài mòn đến gần hết rồi, có bọn Tiêu Phàm bảo vệ cột đá lôi vân nên tất nhiên Lăng Phong cũng không có gì phải sợ nữa. Giọng nói vừa hạ xuống, còn không đợi Lăng Phong đạp không đứng dậy thì Tiêu Phàm đã nghiêng người xông lên. Tốc độ nhanh đến không gì sánh được. Người mặc áo choàng đen cũng không ngờ đến Tiêu Phàm quyết đoán như vậy, chân của hắn ta vừa dẫm xuống thì thân hình đã tựa như chim yến nhẹ nhàng lùi lại chỗ cột đá lôi vân thứ ba, tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng như một tia chớp. Không phải ngươi cố ý muốn lừa ta lên sao? Bây giờ ta đã tới rồi, sao ngươi lại chạy nữa? Vẻ mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, căn bản chưa từng từ bỏ dự định đuổi theo người mặc áo choàng đen. Lại bay qua phía cột đá lôi vân thứ ba lần nữa. Lăng Phong cùng bọn quan tiểu thất thấy thế thì cũng liền vội vàng đuổi theo. Rốt cuộc người kia là ai? Hắn cố ý lừa Tam ca lên đó đúng không? Quan tiểu thất vô cùng ngạc nhiên, không khỏi lại nhìn thêm người mặc áo choàng đen kia một chút. Thế nhưng hắn ta hiểu cực kỳ rõ thực lực của Tiêu Phàm, dám cố ý lừa gạt Tiêu Phàm thì phỏng chừng thực lực của đối phương cũng không hề yếu. Không biết. Chỉ có điều chúng ta có nhiều người như vậy, không cần phải sợ hắn ta. Lăng Phong nhíu mày, sau đó hắn bỗng nhìn về phía sau thì lại nhìn thấy rất nhiều bóng người đang bay thẳng tới phía cây cột đá lôi vân thứ nhất. Chẳng lẽ là muốn trước sau chặn đánh sao? Độc Cô Tương Đình cũng nhận ra có gì đó không thích hợp, nét mặt bắt đầu trở nên lạnh như băng. Nếu không thì chúng ta cũng phá hủy cột đá sau lưng. Quan Tiểu Thất nói. Như vậy tất nhiên có thể tránh được tình trạng bị vây hai phía, nhưng cũng tương đương với việc chặt đứt đường lui của chúng ta, không phải là cách hay. Tô Vân Nhiên bỗng ngắt lời mà nói. Vậy làm sao bây giờ? Quan Tiểu Thất vẫn khá là lo lắng. Nhưng cũng ngay tại lúc này thì chuyện khiến cho mấy người ngạc nhiên lại xảy ra, khi bọn họ xuất hiện ở cột đá lôi vân thứ 6 thì những bóng người phía sau kia lại bắt đầu công kích cột đá lôi vân thứ nhất. Đây là bọn họ tự tìm đường chết. Trong mắt Tô Vân Nhiên đột nhiên hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Trước tiên đuổi kịp Tô Phàm rồi lại nói, đã sắp không nhìn thấy bọn họ nữa rồi. Lăng Thanh Tịch bỗng nhiên nói. Đám người gật đầu, sau đó bỗng tăng nhanh tốc độ bay về phía nơi sâu trong biển mây, về phần những người phía sau kia thì mấy người không hề để trong mắt. Mà Tiêu Phàm cùng người mặc áo choàng đen lúc này đã xuất hiện tại nơi sâu trong biển mây, thân hình người mặc áo choàng đen chợt ngừng lại. Có hơn mười mấy bóng người đang đứng sau lưng hắn ta, ánh mắt lạnh lùng của tất cả bọn họ đều đang nhìn vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, người thật sự là rất to gan, lại còn dám đuổi theo, lần này xem ngươi chết như thế nào. Vẻ mặt một người trong đó lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Tiêu Phàm đảo mắt qua mười mấy người kia,
trong mắt hiện lên một tia khinh thường mà nói, Sở Vân Phi, Hoàng Phủ Thiên Hựu, tuy ta và các ngươi có thủ oán nhưng ta chưa từng muốn giết các ngươi. Tô Phàm rất quen thuộc hai người trong đó, chính là hai đại yêu nghiệt hắn từng đắc tội, Hoàng Phủ Thiên Hựu và Sở Vân Phi. Ha ha, Tiêu Phàm, cuối cùng thì bây giờ ngươi cũng đã sợ rồi, có lẽ ngươi chưa từng muốn giết chúng ta, nhưng chúng ta lại muốn giết ngươi. Hoàng Phủ Thiên Hựu lạnh giọng nói, ba lần bảy lượt bị Tiêu Phàm dọa lui, nếu không giết Tiêu Phàm thì trong lòng hắn ta không có cách nào nuốt xuống cơn tức đã phải nhịn từ lâu kia. Sợ, hơ hơ, Tiêu Phàm vươn một ngón tay ra lắc, ta cười nói, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ta nói là trước đây các ngươi còn không có đủ tư cách để cho ta giết. Nhưng mà ta không ngờ được là các ngươi vậy mà lại lăn lộn cùng với dị tộc, đó chính là tội nhân của chiến hồn đại lục, tội nhân thì phải chết. Thời điểm câu nói cuối cùng được nói ra thì nụ cười trên mặt Tiêu Phàm nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cỗ sát ý lạnh như băng, sát ý còn âm trầm hơn lực hư vô kia rất nhiều. Hoàng Phủ Thiên Hựu không khỏi sợ run cả người, linh hồn hắn ta thời gian này đã có một loại kiêng kỵ và sợ hãi khó có thể diễn tả đối với Tiêu Phàm. Hoàng Phủ Thiên Hựu, người sợ cái gì? Nơi này lấy đâu ra dị tộc, hắn chỉ đang nói mò mà thôi. Sở Vân Phi hừ lạnh nói. Tiêu Phàm không thèm nói nhảm với bọn họ, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người mặc áo choàng đen, lạnh lùng nói, Minh La, cho rằng khoác lớp mai rùa này thì ta đã không thể nhận ra ngươi hay sao? Không thể không nói, ngươi thật là có chút tài năng, lần trước chặt đứt hai cánh tay của ngươi, vậy mà ngươi lại có thể khôi phục như cũ. Không biết lần này muốn mạng của ngươi thì ngươi còn có thể khôi phục không? Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại lần nữa thì đã là ở trên cây cột đá lôi vân trước mặt, Tu La kiếm trong tay gào thét xông ra. Giết hắn, người mặc áo choàng đen gầm lên một tiếng, hắn không ngờ Tiêu Phàm không hề chào hỏi mà đã ra tay. Có điều hắn ta đã chuẩn bị tốt công kích để giết Tiêu Phàm, không nhanh không chậm mà lấy một thanh trường kiếm ra che ở trước người. Kiếm khí đáng sợ đột nhiên xé nát chiếc áo choàng màu đen của hắn ta, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tả dị, ngoại trừ Minh La thì còn có thể là ai. Quả nhiên, Tiêu Phàm híp mắt, cười nhe răng mà nói, xem ra, hôm nay nhất định phải chết vài người. Hết lần này đến lần khác đều để Minh La chạy mất, trong lòng Tô Phàm cực kỳ khó chịu, hơn nữa mỗi lần sau khi Minh La chạy được thì đều sẽ tính kế chính mình, lần này bất kể thế nào thì Tô Phàm cũng sẽ không để hắn ta chạy mất. Tiêu Phàm cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân, dù cho có mười mấy người đối diện cũng không hề sợ hãi, trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu tính toán gì cũng căn bản không hề có ý nghĩa nào cả. Nhưng hắn cũng không muốn cứ luôn bị Minh La tính kế, chỉ cần trả một cái giá thì hắn tin nhất định có thể giữ Minh La lại. Về phần chém giết thần tử bộ lạc huyết ma sẽ có hậu quả gì thì Tiêu Phàm căn bản là không thèm suy nghĩ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ phải đối đầu với bộ lạc huyết ma. Giết, nhìn thấy Tiêu Phàm bị Minh La ngăn cản, Sở Vân Phi cuối cùng cũng thấy được cơ hội, không hề do dự mà nhào tới giết Tiêu Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 82.